Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 170. Chuyện gì xảy ra, thiên hoàng địa lão thế nào còn chưa tới? Luân hồi chi chủ thần sắc đại biến, mơ hồ tới giữa, bắt được một chút nguy cơ hơi thở. Hắn sáng tạo ra thủ hộ linh, lại có thể không nghe hắn hiệu lệnh, chậm chạp không gặp cứu viện. Cái này sau lưng, sợ rằng có thiên đại biến cố phát sinh. Hi hi, Nhâm Phi Phàm, luân hồi chi chủ, hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Dày đặc địch trong thủy triều, một cái đầu tóc bạc trắng, da trắng nón, tướng mạo thư hùng mặc biện luận người áo bảo đen, phát ra giọng the thé, sau lưng dâng lên một vòng huy hoàng hy ngày, trong tay phách đao nguyên quang tách thả ra, chém thẳng Nhâm Phi Phàm và luân hồi chi chủ. Đế Thích Thiên, nhà ta tôn chủ, cũng là người có thể nhúc nhích. Kêu sau lưng người tâm ma lão tổ cút ra đây. Ngay tại lúc này, một đạo lanh lảnh khẽ kêu tiếng vang lên. Chỉ gặp một người mặc chiến giáp, cả người anh khí bộc phát, tướng mạo tươi đẹp cô gái, từ trên trời hạ xuống. Quanh thân của nàng, từng luồng sáng mờ tách thả ra, vô tận sáng mờ sôi trào gian, hóa thành một đầu chu tước, ngẩng đầu ré dài, chấn triệt chư thiên. Thượng cổ nữ võ thần, khúc trầm yên. Diệp thần thấy thân ảnh này, nhất thời ánh mắt co rúm một cái. Cô gái kia tướng mạo và kỳ tư thanh cơ hồ như nhau, chính là thượng cổ nữ võ thần, luân hồi chi chủ người bảo vệ, Khúc Trầm Yên. Khúc Trầm Yên sau lưng, từng đạo thần quang sáng chói bóng người, huy hoàng muôn vàn, nàng mang một chi thiên binh quân đội, từ trên trời hạ xuống sắp, đuổi tới cứu viện. Rào! Diệp thần khẩn trương nhìn, nhưng ngay vào lúc này, chiến trường hình ảnh hết thảy vặn vẹo, không gian chấn động, tất cả hình ảnh mây khói vậy biến mất, trong phút chốc không còn gì vô tồn. Hắn trở về thực tế, trước mắt lần nữa hiện lên luân hồi mộ phủ cảnh tượng, mới vừa thấy chiến trường thượng cổ chém giết, tựa hồ chỉ là một tràng huyễn mộng. Rắc rắc, trong tay hắn tinh thạch, tựa hồ vậy đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, hoàn toàn văng tung tóe tan rã bể. Chiến trường thượng cổ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sau đó rốt cuộc thế nào? Mình kiếp trước, cũng chính là luân hồi chi chủ, vì sao sẽ chết? Diệp thần ánh mắt hoảng hốt. Mang một chút tang thương. Ngắn ngủn chiến trận chém giết hình ảnh, sau lưng nhưng cất giấu ngập trời nhân quả. Hắn sau khi xem xong, tựa như trải qua vạn năm, ánh mắt phong cách cổ xưa thương mà tang thương. Huyết mạch chỗ sâu, kiếp trước luân hồi hơi thở, mãnh liệt sôi trào lên. Từng tia huyền quang, không ngừng ở Diệp thần thân thể cổn đáng trước. Hắn lòng bàn tay, luân hồi văn lạc hiện lên. Một cái to lớn luân hồi chi bàn. Trực tiếp ở sau lưng xuất hiện. Ở thâm thúy luân hồi vòng xoáy bên trong, Diệp thần tựa hồ nghe được thượng cổ gầm thét, ban đầu ở chiến trường thượng cổ chém giết, bị hắn chém giết kẻ địch, cho đến ngày nay, hồn phách của bọn họ, vẫn còn ở luân hồi bên trong vùng vẫy gào khóc, không được siêu thoát. Diệp thần ánh mắt bộ dạng sợ hãi, luân hồi lực lượng, quả nhiên đáng sợ, nếu như có người dám cùng hắn là địch, kết quả không chỉ là tử vong đơn giản như vậy. Liền hồn phách đều phải bị kéo nhập luân hồi, vĩnh viễn không cách nào tránh thoát, đặc biệt thê thảm. Suy suy suy, từng luồng hỗn độn trói lọi, không ngừng từ Diệp thần bên trong kinh mạch tách thả ra ra. Hắn đan điền nóng bỏng, vô tận linh khí sôi trào. Theo kiếp trước luân hồi hơi thở hồi phục, hắn tu vi, lại có thể ngay tức thì đột phá, bước chân vào hỗn độn cảnh tầng 8. Lại có thể nhanh như vậy đã đột phá. Diệp thần nhìn mình hai tay. Trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ở bước vào hỗn độn cảnh tầng 8, hắn lòng bàn tay luân hồi văn lạc, đã lan tràn đến cánh tay trước, luân hồi lực lượng sôi trào dưới, hai cái cánh tay trước văn lạc xen lẫn, phủ văn lóe lên, hiện ra đặc biệt sáng lạng cảnh tượng. Sau lưng luân hồi chi bàn, hơi thở cũng càng là thâm thúy khủng bố, tựa hồ muốn rung động thiên địa. Bái kiến luân hồi chi chủ. Luân hồi mộ địa bên trong, ba tấm bia đá chấn động. Hoàng Tuyền thuật tổ, Hoàng Tuyền kiếm tổ, Hoàng Tuyền đạo tổ ba vị đại năng, vào giờ khắc này đồng loạt bay ra, cung cung kính kính chắp tay tham bái. Bọn họ tính tình cổ quái, vốn là khinh thường Diệp thần, nhưng giờ khắc này, Diệp thần hồi phục hàng loạt luân hồi năng lượng, bọn họ cảm nhận được liền kiếp trước luân hồi chi chủ uy nghiêm, rối rít đi ra tham bái. Phải biết, Hoàng Tuyền tam tổ tu Hoàng Tuyền chi đạo, uống nước suối vàng, ở thời đại thượng cổ, là luân hồi chi chủ tín đồ. Ngày hôm nay có thể lần nữa thấy luân hồi chi chủ uy nghiêm, bọn họ vô cùng tự nhiên tôn kính. Ba vị tiền bối, không cần được này đại lễ, có thể hại chết ta vậy.
Diệp Thần vội vàng đỡ dậy ba người, nói cái này nhất thế, ta tu vi quá mức nhỏ yếu, muốn lột xác, còn muốn dựa vào ba vị tiền bối chiếu cố. Nói tới chỗ này, Diệp Thần quỳ xuống, nói, hôm nay ta bái ba vị tiền bối vi sư, sau này các ngươi chính là ta sư tôn, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Ngươi muốn bái sư, tuyệt đối không thể. Hoàng Tuyền Tam Tổ nghe được Diệp Thần mà nói, nhất thời kinh hãi. Ở thời đại thượng cổ, bọn họ đều phải dựa vào luân hồi chi chủ nước Hoàng Tuyền tu luyện, nào dám thu Diệp Thần làm đồ đệ. Ba vị tiền bối, mời thu ta làm đồ đệ, kiếp trước nhân quả, ta một thân một mình, khó mà quyết đoán, mong rằng ba vị tiền bối tương trợ. Diệp Thần một bộ thành khẩn hình dáng. Hoàng Tuyền Tam Tổ nhìn nhau, than thở một tiếng, chợt cũng gật đầu một cái. Hoàng Tuyền Thuật Tổ nói, được rồi, chúng ta ba người, hôm nay thu ngươi làm đồ đệ, hiện đang truyền thụ ngươi một môn thần thông, kêu Hoàng Tuyền mất đi thiên quyết, là 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, hạng mạt lưu, uy lực bình thường, nhưng nếu như bơm vào nước Hoàng Tuyền thi triển, có mất đi thiên địa tuyệt thế thần uy, đủ để sánh bằng trong truyền thuyết tinh đế hạo nhiên khí. Dứt lời, Hoàng Tuyền Thuật Tổ móc ra một phiến ngọc giản, giao cho Diệp Thần. Hoàng Tuyền mất đi thiên quyết. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nhận lấy ngọc giản, thần thức hơi đảo qua coi, liền phát hiện Hoàng Tuyền mất đi thiên quyết tu luyện pháp môn, vô cùng đơn giản, không có gì phức tạp địa phương, trên bản chất là một môn cương khí. Nếu như luyện thành, trên mình bùng nổ Hoàng Tuyền cương khí, có thể mất đi thiên địa, giết người như chém cỏ, vô cùng lợi hại. Nhưng muốn đạt tới bước này, phải phối hợp nước Hoàng Tuyền thi triển, nếu như không có nước Hoàng Tuyền bơm vào, Hoàng Tuyền cương khí không phát huy ra uy lực. Hoàn toàn không có tác dụng. Thế gian tu luyện cương khí pháp môn, lợi hại nhất chính là tinh đế hạo nhiên tức giận, Diệp Thần vậy gặp qua. Mà đây Hoàng Tuyền mất đi thiên quyết, nếu như có đầy đủ nước Hoàng Tuyền bơm vào, uy lực đủ để sánh bằng tinh đế hạo nhiên khí. Môn thần thông này, ngược lại là vô cùng thích hợp ta. Diệp Thần trong lòng vui mừng, hắn Hoàng Tuyền đồ bên trong, có vô cùng vô tận nước Hoàng Tuyền, nếu như có thể toàn bộ điều động. Hắn Hoàng Tuyền cương khí uy lực, đem sẽ đạt tới không thể tưởng tượng nổi bước, đủ để và Hiên Viên Mặc Tà tinh đế hạo nhiên khí, cũng giá tể khu. Tạ ơn sư tôn đưa tặng. Diệp Thần chắp tay, nếu như có thể luyện thành Hoàng Tuyền cương khí, hắn thực lực, nhất định thật to tăng lên. Ừ, mau đi tu luyện đi, người tấn thăng hỗn độn cảnh tầng 8, nói không chừng có thể lấy ra nước Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền Thuật Tổ khẽ gật đầu, nói. Cái này Hoàng Tuyền mất đi thiên quyết. Phải phối hợp nước Hoàng Tuyền, mới có thể phát huy ra uy lực, mà trước, Diệp Thần liền một giọt nước Hoàng Tuyền cũng không lấy ra, bất quá hiện tại, hắn đã tấn thăng hỗn độn cảnh tầng 8, nói không chừng có thể nhúc nhích dùng Hoàng Tuyền Thánh Hà năng lượng. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này rời đi luân hồi mộ địa. Mơ hồ tới giữa, hắn cảm thấy lấy mình bây giờ tu vi, đã có thể mở ra Hoàng Tuyền Thánh Hà cấm chế. Hoàng Tuyền Thánh Hà cấm chế, đặc biệt chi nghiêm mật. Hắn nếu như không đạt tới thiên thần cảnh, cơ hồ không thể nào mở ra, mà vậy nước Hoàng Tuyền, cũng là vô cùng nặng nề, ở thiên thần cảnh trước, hắn cơ hồ không có thể điều động. Mà hiện tại, hắn bước vào hỗn độn cảnh tầng 8, khoảng cách thiên thần cảnh, còn có một chút khoảng cách. Bất quá, lần này đột phá, là học hỏi chiến trường thượng cổ, trải qua vạn năm tang thương, cảm ngộ được thượng cổ nhân quả, luân hồi huyết mạch thật to hồi phục, không phải thông thường đột phá đơn giản như vậy. Mà là có luân hồi hơi thở thêm thân, đủ để vận dụng Hoàng Tuyền năng lượng của nước. Diệp Thần sải bước đi ra, lần nữa thấy Giả Thiên Ma Đế. Thằng nhóc, ngươi đột phá. Giả Thiên Ma Đế nhìn Diệp Thần, nhất thời một hồi kinh ngạc. Cái này mới qua không tới nửa giờ, Diệp Thần tu vi hơi thở, lại có thể từ hỗn độn cảnh 7 tầng thiên, đột phá tới tầng 8, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ ta cho ngươi tinh thạch? Là cái gì nghịch thiên thần vật, lại có thể để cho ngươi ngay tức thì đột phá. Giả Thiên Ma Đế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Diệp Thần đột phá được nhanh như vậy. May mắn mà thôi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, cũng không có qua giải thích thêm, dẫu sao hắn kiếp trước nhân quả quá phức tạp, coi như hắn muốn nói, vậy không nói rõ ràng. Ma Đế tiền bối, ngươi đi theo ta mang ngươi đi một chỗ. Diệp Thần nghiêm mặt một cái, nói. Đi chỗ nào? Giả Thiên Ma Đế nghi ngờ hỏi. Theo ta tới. Diệp Thần vẫy vẫy tay, mang Giả Thiên Ma Đế, đi tới một tòa trong phòng tu luyện mặt, hoàn toàn khép kín hơi thở chập chờn,
chợt sử dụng hoàng tuyền đồ. Tầng tầng ánh sáng vàng, không ngừng từ hoàng tuyền đồ trên tràn ngập ra, quang vụ sôi trào tới giữa, hiện ra thành trì lầu cát, sơn xuyên núi lớn, bầu trời cổ thụ, chim thú vật vân. Vân hình ảnh, lại là tự thành một khối thế giới. Đây là, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Già Thiên Ma Đế ánh mắt sáng lên, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, là kiếp trước luân hồi chi chủ pháp bảo, hắn nghe nói món pháp bảo này, rơi vào Hiên Viên Mặc Tà trên tay, lại không nghĩ rằng, nguyên lai đã vật quy nguyên chủ, trở lại Diệp Thần trong tay. Truyền thuyết bên trong, Hoàng Tuyền Đồ bên trong chảy xuôi một cái thánh hà, bên trong có vô cùng hoàng tuyền thánh thủy, lấy hoài không hết, dùng không hết, đủ để lọc sạch chư thiên vạn giới, hết thảy tội nghiệt nhân quả, tẩy tất cả bụi bặm. Hắn võ đạo căn cơ vết nứt, ma nghiệt quá sâu, liền liền vũ hóa thiên hoàng cung đô tẩy không sạch sẽ, nhưng nếu như có hoàng tuyền thánh thủy, trên người hắn ma nghiệt hơi thở, có thể hoàn toàn rửa sạch. Gãy lìa võ đạo căn cơ, cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Đi, chúng ta đi vào. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lúc này mang Già Thiên Ma Đế, cùng chung bước vào hoàng tuyền đồ bên trong thế giới. Mảnh thế giới này, sơn thủy như tranh vẽ, bầu trời xanh thẳm, chim hót hoa thơm, không có một chút ngoại giới rối bời, phảng phất là vũ trụ tinh không, cuối cùng một khối thiên đường. Một cái thao thao bất tuyệt con sông, quanh quẩn cái thế giới này chảy xuôi, hơi nước sôi trào, ánh sáng vàng hòa hợp, chính là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Thánh Hà. Ở Hoàng Tuyền Thánh Hà vùng lân cận, có hai đạo thân ảnh, đang ngồi xếp bằng, điều tức chữa thương, chính là Diệp Lăng Thiên và U Oanh Quỷ Dú. Diệp Thần viễn xa thấy bọn họ, gặp bọn họ hơi thở trầm tĩnh, hiển nhiên ở vững bước khôi phục, hẳn không có gì đáng ngại, chờ thêm một đoạn thời gian, là được hết bệnh. Ma đế tiền bối, người nghiệp đếm quá sâu, võ đạo căn cơ vết nứt, đã đến không có thể vãn hồi bước, thật may ta đoạt lại hoàng tuyền đồ, vừa vặn cho ngươi tiêu trừ nghiệp đếm, khôi phục căn cơ. Diệp Thần bàn tay vung ra, lòng bàn tay luân hồi văn lạc lóng lánh, một cổ uy áp bao phủ xuống đi, hoàng tuyền thánh hà lên cấm chế, nhất thời rắc 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 vang dội, hoàn toàn rạn nứt. Thằng nhóc, ngươi vừa cứu ta một mạng, ta có thể phải cảm ơn ngươi. Già Thiên Ma Đế cười một tiếng, cũng không nói nhảm, lăng không hạ xuống đến Hoàng Tuyền Thánh Hà bầu trời, ngồi xếp bằng, hô hấp tới giữa, hấp thu Hoàng Tuyền Thánh Thủy Linh Vụ, không ngừng tẩm bổ bản thân. Nếu như nhảy đến Hoàng Tuyền trong sông đi, hắn nhân quả tội nghiệt, có thể ngay tức thì rửa sạch. Nhưng nước suối vàng, mỗi một giọt cũng không có so nặng nề, như trời bên ngoài vẫn thạch, coi như là Hiên Viên Mặc Tà cường giả loại này, nhảy đến trong nước sông đi, đều phải bị ngay tức thì nghiền chết, không có chút nào sống sót có thể. Cho nên, Già Thiên Ma Đế chỉ treo trên bầu trời ngồi xếp bằng, chậm rãi hấp thu hoàng tuyền linh khí, từng điểm cọ rửa tội nghiệt, từng điểm khôi phục căn cơ, mặc dù dây dưa lúc rất lâu, nhưng lại an toàn nhất ổn thỏa, không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Trước kia, Diệp Thần đã cứu hắn một mạng, để cho hắn lần nữa sống lại, lần này, hắn căn cơ vết nứt, tuổi thọ sẽ hết, cũng là Diệp Thần cứu vãn hắn. Cái này thiên đại ân tình, Già Thiên Ma Đế đều ghi tạc trong lòng. Rất nhanh, Già Thiên Ma Đế như lão hòa thượng nhập định, hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện. Diệp Thần cũng là ngồi xếp bằng, móc ra hoàng tuyền mất đi thiên quyết tu luyện ngọc giản, thần thức quét nhìn, ngưng thần cảm ngộ, vậy tiến vào trạng thái tu luyện. Ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, hoàng tuyền mất đi thiên quyết hạng mạt lưu, tu luyện khẩu quyết vô cùng đơn giản, Diệp Thần hơi cảm ngộ, không tới một nén hương thời gian, liền hoàn toàn lĩnh ngộ. Hoàng tuyền cương khí, lên. Diệp Thần mở mắt ra, trong lòng lăng uống, trong cơ thể linh khí cổn đáng, nhanh chóng ngưng tụ thành cương. Hạ một sát, trên người của hắn, liền nổi lên một tầng nhàn nhạt, màu vàng nhàn nhạt cương khí, không có một chút thần quang, đặc biệt yếu kém. Kém như vậy cương khí, sợ rằng liền đơn giản nhất phi kiếm, cũng không đỡ được. Diệp Thần thấy vậy, cũng không khỏi cười khổ. Xem ra Hoàng Tuyền Tam Tổ nói không sai, nếu như không có nước Hoàng Tuyền bơm vào, Hoàng Tuyền cương khí căn bản không phát huy ra uy lực, liền phi kiếm bình thường pháp bảo cũng không ngăn nổi, và trong truyền thuyết tinh đế hạo nhiên khí so sánh, một cái là trời, một cái là, kém được quá xa. Chẳng lẽ quán chú nước Hoàng Tuyền, là có thể hoàn toàn trở nên mạnh mẽ? Diệp Thần suy nghĩ, từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc, đem trong bình đan dược đổ sạch, bàn tay lăng không nhắm ngay Hoàng Tuyền Thánh Hà, linh lực thả ra, quát lên. Hoàng Tuyền Thánh Thủy, lên. Suy suy suy.
Theo hắn linh lực phóng thích, lập tức thì có mười mấy giọt nước hoàng tuyền từ trong sông bay vút lên lên, ngang trời bồng bềnh tới, cuối cùng rơi vào bình ngọc bên trong. Hô! Diệp Thần thở ra một ngụm trọc khí, chán nhất thời thấm lộ ra mồ hôi hột. Nước hoàng tuyền chất lượng, chân thực quá nặng nề, hắn điều động mười mấy giọt nước, liền cảm thấy gân cốt mệt mỏi, vô cùng cố hết sức, mà khi đó ở Thiên Đạo Cung, Hiên Viên Mặc Tà lật tay tới giữa, liền thả ra ngập trời nước sông, đơn giản là đáng sợ. Ta và Hiên Viên Mặc Tà, cảnh giới kém được quá xa. Diệp Thần khẽ cắn răng, một lần nữa cảm thấy chênh lệch thật lớn. Dừng một chút, hắn thu liễm tâm thần, sử dụng một giọt nước hoàng tuyền, trên không bốc cháy. Suy suy suy, nước hoàng tuyền cháy, từng luồng nâu màu vàng chói lọi, nhất thời tràn ngập ra. Rào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trên người hắn hoàng tuyền cương khí, hấp thu hoàng tuyền năng lượng của nước, lại là ngay tức thì toát ra thần quang, đổi được linh khí hỏa hợp, phơi bày ra một chút hồng mông uy áp. Quả nhiên hữu hiệu. Diệp Thần thấy một màn này, trong lòng nhất thời đại hỉ. Quả nhiên, ở quán chú nước hoàng tuyền sau đó, hoàng tuyền mất đi thiên quyết cương khí uy lực, ngay tức thì liền tăng lên. Chỉ là một giọt nước hoàng tuyền mà thôi, thì có như thế rõ ràng lột xác, nếu như hấp thu đúng cái hoàng tuyền thánh hà năng lượng, vậy hoàng tuyền cương khí uy lực, sợ là có thể trực tiếp nghiền nát toàn bộ Thiên Đạo Cung, liền Hiên Viên Mặc Tà cũng không thể ngăn trở. Nhưng vấn đề là, Diệp Thần thực lực có hạn, căn bản không thể nào điều động đúng con sông Thánh Thủy. Nếu như hắn có thể làm đến bước này, hắn đã hoàn toàn khôi phục thượng cổ lực lượng, vậy không cần dựa vào bất kỳ thần thông pháp bảo, chỉ là hắn một cái ánh mắt, là có thể nghiền diệt Thiên Đạo Cung vô số lần. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần không ngừng tu luyện hoàng tuyền mất đi thiên quyết, đồng thời không ngừng lấy ra nước hoàng tuyền, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn đã tích xúc hơn 30 bình nước hoàng tuyền, đủ một đoạn thời gian tiêu hao. Mà mấy ngày nay, Diệp Thần đầu óc bên trong, không ngừng thoáng qua luân hồi mộ địa vậy cổ chiến trường hình ảnh. Chiến trường thượng cổ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Luân hồi chi chủ và Nhâm Phi Phàm, tựa hồ là gặp phải phục kích chặn đánh, thiếu chút nữa thì chết. Mà dẫn đầu người, chính là Đế Thích Thiên. Lúc đó Đế Thích Thiên, mũi nhọn còn không có ngày hôm nay như vậy đáng sợ. Mà đương thời Nhâm Phi Phàm, cũng không có ngày hôm nay như thế nghịch thiên thực lực. Bị đánh lén mai phục dưới tình huống, thiếu chút nữa thì bị giết chết. Thật may cuối cùng, thượng cổ nữ võ thần Khúc Trầm Yên, kịp thời chạy tới, giải cứu hai người. Nhưng Khúc Trầm Yên chạy tới sau đó, lại xảy ra như thế nào chiến đấu, Diệp Thần lại không có lại nhìn thấy. Vô số nhân quả số mạng hơi thở, không ngừng cổn đáng trước. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm giác được, cái này đã từng là cổ chiến trường, ngay tại thần quốc vùng lân cận. Nếu như có thể đi di tích chiến trường xem, nói không chừng có thể phát hiện cái gì. Diệp Thần tim có chút nhớ, nếu như có thể tiến hơn một bước, bắt được kiếp trước nhân quả, hắn tu vi, tuyệt đối có thể lần nữa đột phá. Khoảng cách thiên ma diệt thế đại kiếp, càng ngày càng đến gần, Diệp Thần chỉ muốn mau sớm tăng lên mình thực lực, là sắp đến đại kiếp làm chuẩn bị. Chiến trường thượng cổ di tích, rốt cuộc ở thần quốc phương nào? Diệp Thần cau mày, mơ hồ tới giữa. Hắn chỉ cảm thấy chiến trường di tích, đúng là ở thần quốc, nhưng không biết ở địa phương nào. Thiên ma động minh nhãn, mở. Diệp Thần lăng quát một tiếng, trực tiếp mở thiên ma động minh nhãn, từng tia ma khí ngưng tụ, ở trán hắn diễn hóa thành một quả mắt đứng, ngay tức thì xuyên qua trùng trùng hư không, muốn dòm ngó gặp sau lưng nhân quả dấu vết. Rốt cuộc, Diệp Thần thấy được, một phiến cổ xưa chiến trường, thi hài gối lên tạ, đoạn đao kiếm gãy, khắp nơi đều là. Trên bầu trời quả đen quanh quẩn, kền kền kêu, vô số âm hồn cổn đáng, một phiến thê lương hơi thở. Chiến trường thượng cổ, đây là chiến trường thượng cổ di tích. Diệp Thần đại hỉ, đang muốn tra rõ chiến trường cổng vào, nhưng bỗng dưng gian, hai tròng mắt kịch liệt đau nhói, cơ hồ muốn chảy ra máu tươi. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, hiển nhiên, cái này phiến chiến trường thượng cổ, thiên cơ hơi thở ngút trời, muốn theo dõi, cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Vậy chiến trường cổng vào, càng bị vô số thiên cơ sương mù dày đặc, hoàn toàn che phủ, coi như là hắn, vậy không thấy rõ. Mơ hồ tới giữa, hắn chỉ cảm thấy, mảnh chiến trường này, có thể là gần gũi nhất kiếp trước bí mật, còn có Nhâm Phi Phàm thân phận địa phương. Nếu như có thể đi chiến trường điều tra, nhất định rất nhiều thu hoạch.
Hoàng Tuyền Thánh Thủy, phá. Diệp Thần móc ra một chai nước Hoàng Tuyền, toàn bộ hiến tế. Rào 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 rào. Trong thoáng chốc, vô cùng vô tận Hoàng Tuyền linh khí, tẩy hết thảy, xông lên soát hết thảy. Bữa trước cơ hội sương mù dày đặc, cũng bị giải khai. Ngay tức thì, Diệp Thần liền phát hiện, chiến trường thượng cổ cổng vào, lại có thể ở giới vực thành lòng đất. Nguyên lai ở giới vực thành lòng đất. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Tất cả thiên cơ sương mù dày đặc, đều bị nước Hoàng Tuyền xông lên rửa đi, Diệp Thần thấy rất rõ ràng. Dọc theo giới vực thành lòng đất cổng vào, có thể đi chiến trường thượng cổ. Mà ở chiến trường thượng cổ bên trong, nhưng chôn giấu một món kinh thế chiến hồn. Thượng cổ đại chiến, vô số cường giả chết, một phần chia bị đẩy vào luân hồi, còn có nhiều hơn, bị hoàn toàn chém chết, hồn phách của bọn họ, ở lại trên chiến trường, di thiên không tiêu tan. Vô số cường giả hồn phách, cuối cùng hội tụ thành một đạo chiến hồn, tràn đầy thượng cổ chiến ý và oán niệm, hàm chứa vô cùng năng lượng và linh khí. Nếu như ai có thể luyện hóa, nhất định có thể lột xác, nghịch thiên đột phá. Thượng cổ chiến hồn ở nơi nào? Diệp Thần ánh mắt quét nhìn, muốn điều tra ra chiến hồn chỗ. Nhưng đột nhiên, hai tròng mắt kịch liệt đau nhói, cơ hồ muốn chảy ra máu loãng. Chán hắn mắt đứng, ngay tức thì đóng cửa, tất cả ma khí tan hết. Mới vừa lợi dụng nước Hoàng Tuyền, cưỡng ép theo dõi nhân quả dấu vết, hắn đã gặp nghiêm trọng cắn trả. Phốc xích. Nhất thời gian, Diệp Thần khạc ra một ngụm máu tươi, gương mặt trắng bệch, trả giá giá cực lớn. Nhưng hắn gương mặt, nhưng phủ đầy thần sắc vui sướng. Mặc dù giá phải trả to lớn, nhưng hắn cuối cùng theo dõi rõ ràng, vậy chiến trường thượng cổ di tích, quả nhiên ngay tại thần quốc. Chỉ cần dọc theo giới vực thành lòng đất cổng vào, liền có thể bước vào chiến trường, thăm dò thượng cổ tung tích. Thậm chí, còn có thể tìm được thượng cổ chiến hồn, hoàn toàn luyện hóa lột xác. Cái này chiến trường thượng cổ, ta nhất định phải đi một chuyến. Cái này quan hệ đến ta kiếp trước bí mật, còn có nhâm tiền bối thân phận. Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, chỉ muốn lập tức lao tới chiến trường thượng cổ, nhưng tiếc là, hắn giờ phút này gặp cắn trả, đã bị thương, cần điều dưỡng. Dục tốc thì bất đạt, bất đắc dĩ, Diệp Thần cũng chỉ tốt ở lại Hoàng Tuyền đồ bên trong, tĩnh tâm điều tức khôi phục. Ước chừng qua một ngày, Diệp Thần mới hoàn toàn khôi phục. Mà lúc này, U Anh Quỷ Dữ và Diệp Lăng Thiên, thương thế cũng hoàn toàn tốt lắm. Hai người tu vi, phá rồi sau đó lập, cũng đạt tới thiên thần cảnh 9 tầng trời. Theo ta đi ra ngoài một chuyến. Diệp Thần mang hai người, rời đi Hoàng Tuyền đồ, đem chiến trường thượng cổ sự việc, đơn giản nói một lần. Hắn dự định lên đường, mang hai người đi chiến trường thượng cổ xem. Còn như phục ma điện công việc, Diệp Thần tạm thời giao cho Kỷ Tư Thanh các người trông coi. Đi qua một đoạn thời gian khôi phục, Kỷ Tư Thanh, Kỷ Lâm, Ngụy Dĩnh, Tử Ngưng cùng nữ, cũng kém không nhiều khỏi rồi, chỉ có Hạ Nhược Tuyết, bởi vì trước đây hàn tội sự việc, dây dưa lực quá lớn, lại phải lần nữa điều dưỡng, còn không có xuất quan. Có Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh đám người bảo vệ, phục ma điện rất an toàn, coi như thần bí mất tích ma hoàng, có dị động gì, muốn đến cũng có thể đối phó. Hơn nữa, vực ngoại võ thần sơn nhân quả, cơ bản đã chém thanh, Diệp Thần rất rõ ràng cảm thấy, huyết long ác liệt ra tay, đã thay hắn giải quyết rất nhiều ân oán, võ thần sơn mất đi báo thù năng lực. Trừ phi là thiên đạo cung, minh điện đích thân tới, nếu không phục ma điện không sẽ gặp nguy hiểm. Vì thận trọng khởi kiến, Diệp Thần cầm tiểu hoàng vẫy lưu lại, để phòng bất trắc. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn mang U Oanh Quỷ Dữ và Diệp Lăng Thiên, không ngừng biến dạng hư không, đi giới vực thành đi. Diệp Thần ca ca, đợi ta một chút. Nhưng mà, ngay tại lúc này, sau lưng truyền tới một hồi kiều thúy thanh âm, hơi có vẻ non nớt. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, nhưng gặp Tiểu Bạch lại có thể đuổi theo tới. Tiểu Bạch, ngươi làm sao đi theo? Diệp Thần một hồi kinh ngạc. Tiểu Bạch thực lực cũng không coi là mạnh vô cùng, nếu như lần này đi theo, không hề là một chuyện tốt. Diệp Thần ca ca, Tuyết tỷ tỷ đang bế quan, Tiểu Hoàng nói muốn phòng thủ địch tấn công, cũng không cùng người ta chơi, ta thật nhàm chán nha, các ngươi đi nơi nào chơi, có thể hay không mang theo ta. Tiểu Bạch chạy như bay đến Diệp Thần bên người, kéo hắn cánh tay, đáng thương nói. Chúng ta không phải đi chơi. Diệp Thần bật cười khanh khách. Lắc đầu một cái, đang muốn kêu Tiểu Bạch trở về,
bỗng nhiên lúc này trong lòng rét một cái, bắt được Tiểu Bạch trên mình, lại có từng tia nhân quả hơi thở, tựa hồ và chiến trường thượng cổ có liên quan. Diệp Thần ca ca, mang mang ta mà, ta sẽ không thêm loạn. Tiểu Bạch lắc lắc Diệp Thần cánh tay, năn nỉ nói. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, trong lòng âm thầm nghi ngờ, Tiểu Bạch trên mình, tại sao có thể có chiến trường thượng cổ nhân quả, kỳ quái. Hắn cũng muốn không rõ ràng, nhưng nếu Tiểu Bạch trên người có lớn nhân quả hơi thở, mang theo nàng cũng không sao. Được, ta mang theo ngươi cũng không sao, nhưng ngươi không nên chạy loạn. Diệp Thần bóp nặn gương mặt của nàng, cười nói. Hảo nha, đa tạ Diệp Thần ca ca. Tiểu Bạch hì hì cười một tiếng, mặt đầy vui mừng. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này kéo nàng tay nhỏ bé, chỉ sợ nàng chạy loạn sanh sự, không ngừng biến dạng hư không tiến về trước. Rất nhanh, Diệp Thần, Tiểu Bạch, U Anh Quỷ Dữ, Diệp Lăng Thiên bốn người, đi tới giới vực thành. Giới vực thành cửa, có vệ binh bảo vệ, Diệp Thần là Thanh Thu Vân Sư Tôn, là thanh gia khách quý, đã từng đoạt được đan tôn đại hội hạng nhất, hắn nếu như lộ mặt, tự nhiên sẽ không có vệ binh dám ngăn trở. Nhưng Diệp Thần không muốn bại lộ tung tích, lúc này đến khi trời tối, mở tới ám thần mạch, cả người che giấu ở hắc ám bên trong, lặng yên không một tiếng động vượt qua tường thành, bước vào giới vực thành bên trong. Diệp Thần ca ca, chúng ta phải đi nơi nào? Tiểu Bạch nắm thật chặt Diệp Thần tay, nhìn Diệp Thần như thế cẩn thận hình dáng, nàng cũng là vô cùng khẩn trương, vô cùng hưng phấn. Đừng nói chuyện, theo ta tới. Diệp Thần trợn mắt nhìn nàng một mắt, dọc theo trong trí nhớ dấu vết, nhẹ bước đi về phía trước vào. Dọc theo con đường này, hắn không làm kinh động người bất kỳ. Lần nữa đi tới giới vực thành, Diệp Thần rất muốn đi thanh gia thăm một phen, gặp Thanh Thu Vân, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhân quả đã thanh toán, chân thực không cần phải lại chọc ân oán, liền thu liếm tâm thần, mang Tiểu Bạch các người, từng bước một hướng chiến trường thượng cổ cổng vào đi tới. Rất nhanh, bốn người đi tới liền một tòa vắng vẻ núi hoang. Trên núi hoang mặt, có một cái hầm đá. Bốn người dọc theo hầm đá, không ngừng đi lòng đất đi tới. Màn đêm đen nhánh, trong hầm đá một phiến hắc ám, không thấy được chút nào ánh sáng, tĩnh mịch một phiến, chỉ có bốn người tiếng bước chân và tiếng hít thở. Tiểu Bạch trong lòng lại là sợ, lại là khẩn trương, tay nhỏ bé đều đầy mồ hôi, có chút hối hận theo đi ra. Sợ. Diệp Thần một tiếng cười khẽ, sử dụng một món ngọn lửa, xua tan hắc ám. Ánh lửa ánh chiếu ở Tiểu Bạch trên gò má, nàng trắng trẻo đầy đặn gương mặt, giờ phút này nhưng là mang một chút hoảng hốt và mồ hôi. Không có. Tiểu Bạch nóng nảy quật cường, lại không chịu thừa nhận sợ. Đi thôi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, kéo nàng không ngừng đi lòng đất đi tới. Rốt cuộc, bốn người đi tới liền lòng đất, nơi này có một miếng cửa đá, đặc biệt nặng nề, phía trên chạm trổ một bức điêu khắc. Nhìn kỹ lại. Vậy điêu khắc lên hình ảnh, chính là Luân Hồi Chi Chủ và Nhâm Phi Phàm, lưng tựa lưng tác chiến, chung quanh là rậm rạp chẳng chỉ kẻ địch, hơi thở vô cùng hung hãn. Diệp Thần tim giật mình, chỉ cảm thấy thiên cơ phù hợp, không sai, nơi này chính là chiến trường thượng cổ cổng vào, chỉ muốn mở ra cái này phiến cửa đá, là có thể bước vào chiến trường, tìm cổ xưa tung tích. Đại nhân, di tích chiến trường, ở nơi này phiến phía sau cửa sao? U Oanh Quỷ Dữ thấp giọng đặt câu hỏi. Giọng khàn khàn ở tĩnh mịch lòng đất, nghe có chút quỷ dị mùi vị. Ừ. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, đi tới trước cửa đá, hai tay đè lên, muốn đem cửa đá đẩy ra. Nhưng cửa đá này, nhưng là vô cùng nặng nề, hắn dùng sức thúc đẩy dưới, cũng là không nhúc nhích tí nào. Phá. Diệp Thần nặng khí nói ra, sử dụng hủy diệt mộ đạo, lòng bàn tay nổ lên hủy diệt vậy kinh khủng hắc mang, muốn dùng sức mạnh, rất miễn cưỡng oanh phá cửa đá. Ở hủy diệt mộ đạo đánh xuống, cửa đá nổ lên một chùm cấm chế ánh sáng, vẫn sừng sững không nhúc nhích. Đại nhân, ta đi thử một chút. U Oanh Quỷ Dữ đi tới trước, lòng bàn tay khạc ra từng luồng quỷ hỏa, ăn mòn quy luật thúc dục đến đỉnh cấp, nhưng ở hắn ăn mòn dưới khí tức, cửa đá vẫn không có một chút chập chờn, cấm chế ánh sáng vẫn sáng chói. Không được, nơi này cấm chế quá mạnh mẽ, cơ hồ không thể nào phá vỡ. U Oanh Quỷ Dữ lắc đầu một cái. Chỉ cảm thấy trên cửa đá cấm chế, vô cùng vững chắc, cơ hồ là không thể gãy phá, muốn đánh vỡ, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Mà Diệp Lăng Thiên, thì ở cửa đá vùng lân cận khắp nơi gõ tìm, hy vọng có thể tìm được mở ra cửa đá cơ quan,
nhưng chung quanh căn bản không có bất kỳ cơ quan nào, cửa đá này là khóa kín. Điện chủ, làm thế nào? Diệp Lăng Thiên sắc mặt trầm xuống. Ta suy nghĩ một chút. Diệp Thần Thần sắc ngưng trọng, liền hủy diệt mộ đạo cũng không mở ra, cửa đá này cấm chế, sợ rằng đặc biệt vững chắc, không phải man lực có thể phá hoại. Ngay tại Diệp Thần suy tư thời điểm, luân hồi mộ địa bên trong, nhưng truyền ra từng cơn kiếm minh. Thanh kia dáng Trần Hàng Long kiếm, đang kịch liệt chấn động. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, lúc này sử dụng dáng Trần Hàng Long kiếm, liền gặp kiếm quang chớp mắt, đúng thanh kiếm tự động nhanh bay ra, cắm vào cửa đá khe hở tới giữa. Rắc rắc, nhất thời, cửa đá mở ra, một chùm cho đen ánh sáng, ở bốn người trước mắt lững lờ. Diệp Thần ca ca, mở ra. Tiểu Bạch vui vẻ nói. Nguyên lai cái này cầm dáng Trần Hàng Long kiếm, lại là mở ra cửa đá chìa khóa. Đi, chúng ta đi vào xem. Diệp Thần không do dự, sải bước chui vào cửa đá, bước vào bên trong thế giới. Tiểu Bạch, U Anh Quỷ Dú, Diệp Lăng Thiên ba người, theo thật sát hắn phía sau. Cái này cửa đá cổng vào, có thể là Nhâm Phi Phàm tự tay bố trí, ngày xưa chiến trường thượng cổ, thiếu chút nữa hại hắn chết táng thân. Đây là hắn đột phá sống chết, lĩnh ngộ chứng đạo địa phương. Hắn chẳng muốn chiến trường dấu vết, bị năm tháng chôn, cho nên vận dụng chút thủ đoạn, hoàn toàn cất giữ ở đây cái chiến trường, cũng lưu lại cổng vào, để ngày sau tưởng niệm. Diệp Thần bốn người xuyên qua cổng vào, nhất thời đánh hơi được một hồi mùi máu tanh. Trước mắt, là một phiến mờ mịt thế giới. Trên bầu trời, phủ đầy khói mù mây đen. Lẻ loi quạ đen, lẻ loi kền kền, ở trên trời lẩn quẩn, thỉnh thoảng phát ra rát rát thanh âm. Trên mặt đất, hiện đầy thi thể, rậm rạp chằng chịt. Vô tận năm tháng tang thương, những thi thể này đã khô kiệt, nhưng còn cất giữ hài cốt, không có hoàn toàn lâm vào là bụi bặm, hiển nhiên có thủ đoạn đặc biệt bảo vệ. Thậm chí, mảnh địa phương này, lại còn có từng tia mùi máu tanh. Diệp Thần ngửi được huyết tinh này vị, suy nghĩ tựa như trở lại thượng cổ chém giết thế giới, bên tai tất cả đều là đao kiếm va chạm, pháp bảo đánh, làm người ta rung động. Hắn nhìn khắp bốn phía, từng mảnh thi thể, từng chuôi đoạn đao kiếm gãy, còn có đếm không hết pháp bảo hài cốt. Hiển nhiên, nơi này đã từng bùng nổ qua đại chiến, chém giết thảm thiết, không biết có nhiều ít chết. Hơn nữa, một đạo cực hạn bất an ở trong lòng mơ hồ bùng nổ. Sợ rằng nơi đây gặp nguy hiểm. Diệp Thần ca ca. Tiểu Bạch rúc lại Diệp Thần phía sau, nhìn thi thể đầy đất, nhưng là có chút sợ. Không có sao. Diệp Thần nhẹ nhàng dắt tay nàng, ngước mắt bốn phía, một phiến u ám xám mai, ở mảnh chiến trường này chỗ sâu, cũng không biết ẩn giấu bao lớn hung hiểm. Phương nào con kiến hôi, dám quấy rối bổn tọa an ninh. Bỗng nhiên, một đạo trấn thiên hống tiếng vang lên. Phương xa đỉnh núi, vô tận hắc khí khói lửa cổn đáng, ngưng tụ thành một tấm dữ tợn mặt người, đột nhiên xông lên bay lên trời, tai mắt miệng mũi cũng treo ở trên thiên mạc, hiển nhiên vô cùng dữ tợn. Vô tận sát khí, từ vậy dữ tợn trên mặt người tràn ngập ra. Còn có từng tia ác liệt chiến khí, không ngừng mãnh liệt, làm người ta rung động. Thượng cổ chiến hồn. Diệp Thần nhìn một cái, nhất thời ánh mắt co rúm một cái. Tờ này dữ tợn mặt người, lại là thượng cổ chiến hồn biến thành. Ngày xưa, hắn kiếp trước luân hồi chi chủ, và Nhâm Phi Phàm liên thủ, không biết chém giết nhiều ít cường địch, những thứ này cường địch hồn phách, lẫn nhau dung hợp với nhau, ở năm tháng nổi lên hạ, cuối cùng hóa thành một món chiến hồn, có vô thượng chiến ý cùng sát khí. Thậm chí, vậy thượng cổ chiến hồn, còn sản sinh ra linh trí, giờ phút này xông lên bay lên trời, trên cao nhìn xuống, quan sát Diệp Thần bốn cái người xâm lăng, phát ra như lôi đỉnh tiếng quát. Vô tận sát khí oán niệm, từ trên trời hạ xuống, giống như nước lũ vậy, hô hô vang dội, cuộn sạch hết thảy. Chú ý! Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, lập tức rút ra sát kiếm, bảo vệ tự thân và Tiểu Bạch. Mà U Oanh Quỷ Dú và Diệp Lăng Thiên, cũng là nghiêm đang mà đợi. Ùm! Sát khí oán niệm nước lũ, xen lẫn cuồn cuộn thượng cổ chiến ý, hung hãn trước gào thét mà qua. Trong thoáng chốc, Diệp Thần bốn người đều cảm thấy vô thượng áp lực, tựa hồ gân cốt đều phải bị biến dạng, đặc biệt khó chịu. Ha ha, có thể đỡ nổi sao? Vậy dữ tợn mặt người phát ra cười nhạo, chiến ý sát khí hung mãnh hơn, đè được Diệp Thần bốn người không thở nổi. Đáng chết, cái này thượng cổ chiến hồn hơi thở,
đủ để sánh bằng thánh tổ cảnh trung kỳ. Diệp Thần cắn răng, chỉ cảm thấy cái này thượng cổ chiến hồn, vô cùng mạnh mẽ, sức chiến đấu đủ để sánh bằng thánh tổ cảnh trung kỳ, rất khó đối phó. Bọn họ bốn người thân thể, ở sát khí ngập trời chiến lưu dưới sự xung kích, như điên gió sóng biển bên trong một thuyền lá cô độc, tùy thời có thể tiêu diệt. Pháp Hoa Tịch Diệt Thiên, bảo vệ. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần quát to một tiếng, bàn chân đạp một cái, lau một cái kim quang sáng chói, liền từ trên người hắn tách thả ra ra, ngay tức thì hình thành một tầng Phật quang kết giới. Chung quanh hư không, vậy vang lên thiên Phật thiện hát tiếng, nghiêm túc trang nghiêm. Ở Phật quang kết giới dưới bảo vệ, Diệp Thần bốn người thân thể, thoáng chấn định xuống, chung quanh sát khí chiến lưu, trong chốc lát vậy không phá nổi Phật quang bảo vệ. Ồ, có chút ý tứ. Vậy giữ tợn mặt người thấy vậy, hơi có chút kinh ngạc, chợt ha ha cười một tiếng, năng lượng lại lần nữa bùng nổ, tầng tầng sát khí chiến lưu, cơ hồ muốn nghiền nát Phật quang kết giới. Úm, bá, đâu, đi, be be, ò ò, ô, ba. Diệp Thần dương ra cổ họng, liên tiếp lanh lảnh Phật âm, ngay tức thì chấn động ra. Kết giới trên vòng bảo vệ mặt, nhất thời xuất hiện từng cái cổ xưa hồng mông nốt nhạc. Toàn bộ Phật quang kết giới, bảo vệ lực lớn lớn tăng lên, nhất thời chặn lại thượng cổ chiến hồn đánh vào. Lại còn có Phật môn cổ pháp. Vậy giữ tợn mặt người một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần thủ đoạn như thế nhiều, lúc này trầm xuống tâm thần, sát khí không ngừng bùng nổ, chiến ý cũng không ngừng nghiền ép tới, chỉ muốn sống sờ sờ xé nát Diệp Thần các người. Nhưng Pháp Hoa Tịch Diệt Thiên và Thiên Long Bát Thần Âm kết hợp, hai người hình thành bảo vệ kết giới, cơ hồ là bền chắc không thể gãy, hắn tạm thời tới giữa, cũng không thể oanh phá. Ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Vậy giữ tợn mặt người không hề nổi giận, vô tận sát khí chiến ý không ngừng đánh thẳng vào. Đại nhân, làm thế nào? U Oanh Quỷ Dữ và Diệp Lăng Thiên, sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Vậy thượng cổ chiến hồn hơi thở, ước chừng đạt tới thánh tổ cảnh trung kỳ, quả thực khó đối phó. Chờ. Diệp Thần nhẹ nhàng nói ra, chỉ có một chữ. Hắn cũng không có nóng nảy, thượng cổ chiến hồn như thế mạnh mẽ, tùy tiện quyết chiến, hắn không có phần thắng. Hiện tại, hắn chỉ muốn cùng Già Thiên Ma Đế xuất quan. Thời khắc này Già Thiên Ma Đế, đang Hoàng Tuyền Đồ bên trong điều dưỡng, đã đến cuối cùng, chỉ cần hắn hoàn toàn khôi phục, hoàn toàn xuất quan, Diệp Thần liền có đầy đủ chắc chắn, trấn áp thượng cổ chiến hồn. Đến lúc đó, hắn là có thể trực tiếp luyện hóa chiến hồn, hấp thu số lớn hơi thở, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá, hơn nữa kiếp trước nhân quả, cũng có thể thật to theo dõi, nói không chừng có thể theo dõi đến nhâm phi phàm thân phận. Dẫu sao, vậy thượng cổ chiến hồn, là vô số cường giả hồn phách biến thành, có rất nhiều thượng cổ số mạng dấu vết, chỉ cần luyện hóa, có thể suy diễn ra rất nhiều thiên cơ câu chuyện. Diệp Thần ca ca, muốn đợi tới khi nào à? Tiểu Bạch nhìn bốn phía trào đãng Phật quang, trong lòng tạm thời an thần, nhưng Phật quang bên ngoài kết giới mặt, nhưng là vô tận thi thể, vô tận lệ khí, vô tận oán niệm, còn có vô tận chiến ý nước lũ, một khi Phật quang kết giới bể tan tành, bọn họ bốn người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết, ngươi nếu là mệt, liền nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần lắc đầu một cái, toàn bộ tâm tư cũng rơi vào thượng cổ chiến hồn phía trên, vậy không rảnh quản Tiểu Bạch. Hắn phỏng đoán trong vòng một ngày, Già Thiên Ma Đế nhất định có thể hồi phục, đến lúc đó, và hắn liên thủ đánh ra, dự đoán vậy thượng cổ chiến hồn, vậy không đỡ được. Luân hồi tôn chủ, cần chúng ta tương trợ sao? Ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa chấn động, Hoàng Tuyền Tam Tổ đồng loạt hiện thân, thỉnh cầu xuất chiến. Ba vị sư tôn, kêu tên ta liền có thể, không cần kêu ta tôn chủ. Diệp Thần khẽ cười khổ, nói. Hụ hụ, được rồi, lá. Diệp Thần, chúng ta ba người liên thủ, tuyệt đối có thể đánh bại cái này yêu hồn. Hoàng Tuyền thuật tổ tầng hắng một cái, thay đổi cách xưng hô, nói. Bọn họ ba người đều là thánh tổ cảnh trung kỳ cao thủ, nếu như liên thủ giết ra, vậy thượng cổ chiến hồn, tuyệt đối không đỡ được. Ba vị sư tôn, tạm thời không cần, ta có biện pháp giải quyết. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nhưng là lời nói dịu dàng từ chối khéo. Luân hồi mộ địa bên trong đại năng, là hắn một lá bài tẩy, hắn không muốn tùy tiện vận dụng. Nếu như mượn Hoàng Tuyền Tam Tổ năng lượng, sợ rằng bọn họ ba người đều phải rơi vào yếu ớt. Vạn nhất đụng phải nữa có cường địch xuất hiện, vậy thì khó đối phó. Không phải vạn bất đắc dĩ,
Diệp Thần tuyệt sẽ không dễ dàng lãng phí lá bài tẩy này. Được, chúng ta đều nghe ngươi. Hoàng Tuyền Tam Tổ đều là gật đầu, lại lần nữa trở lại bia đá bên trong đi. Bọn họ tu luyện Hoàng Tuyền chi đạo, đối đãi luân hồi chi chủ 10 phần cung kính, coi như hiện tại, Diệp Thần bái bọn họ vi sư, bọn họ sâu trong nội tâm, cũng không dám có khinh thường ý, vẫn duy trì vẻ tôn kính. Diệp Thần ngồi xếp bằng, yên lặng duy trì Phật quang kết giới, chỉ là thủ hộ tự thân, cũng không phải là dùng để chiến đấu, hồng mông cổ pháp tiêu hao cũng không phải quá lớn, hắn hoàn toàn có thể chống đỡ. Hiện tại, chính là chờ đợi. Cùng già thiên ma đế khôi phục, đến lúc đó, hai người liên thủ, có thể giết phá hết thảy. Ung ung. Nhưng mà, ngay tại lúc này, ngoại giới nhưng là mưa gió chấn động, vô tận sát khí chiến lưu dâng trào. Nguyên lai, cái này phiến chiến trường thượng cổ, cổn đáng trước sát khí chập chờn, hòa lẫn ngập trời chiến khí, đã hoàn toàn truyền đi ra bên ngoài, đưa tới to lớn dị động. Trời đất bên ngoài, kịch liệt chấn động, tựa hồ có vô số cường giả, ở trên 9 tầng trời kêu gào gầm thét, chiến tiếng giết âm kinh trời, làm người ta rung động. Chiến trường bên trong, vậy giữ tận mặt người cảm thấy được một màn này, hơi biến sắc mặt, vội vàng đóng cửa cửa đá, ngăn chặn hơi thở lưu động. Dẫu sao, ngoại giới cao thủ như mây, nếu như có cái gì nghịch thiên cường giả, bước vào mảnh thế giới này, vậy hắn liền nguy hiểm. Đáng tiếc, sát khí chiến chảy chập chờn, đã truyền đến ngoại giới, thiên địa dị động kịch liệt, thần quốc biên giới, rất nhiều cường giả cũng bắt được một màn này. Thiên đạo cung, chỗ sâu, sùng quang thần hà cung. Thiên viên mặc tà đang ngồi xếp bằng ở trên đại điện, yên lặng điều tức chữa thương, cảm thấy được cái này cổ chiến lưu ba động, hắn đột nhiên mở mắt ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là mạnh chiến hồ âm khí tức. Hắn ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời phương xa mây đen phun trào, tựa hồ nổi lên kinh thế hơi thở. Có thượng cổ chiến hồn xuất thế. Cơ hồ là ngay lập tức, Hiên Viên Mạc Tà liền cảm ứng được, đây là thượng cổ chiến hồn hơi thở, hội tụ vô số thượng cổ cường giả hồn phách, có vô cùng dư thừa năng lượng. Nếu như có thể luyện hóa thượng cổ chiến hồn, ta thương thế, có thể ngay tức thì khôi phục. Hiên Viên Mạc Tà trong mắt bên trong, hiện ra nóng rực thần sắc. Thượng cổ chiến hồn hơi thở, vô cùng bàng bạc, nếu như có thể hấp thu, hắn thương thế, có thể ngay tức thì hết bệnh. Hơn nữa cảnh giới tu vi, cũng có thể đột phá. Huyền Vũ, nhanh tới yết kiến. Ánh mắt chuyển động gian, Hiên Viên Mạc Tà trong lòng có quyết đoán. Đạp, đạp, đạp. Hắn tiếng nói rơi xuống, một cái cả người tản mát ra hồng mông bảo quang nam tử, nhanh chóng bước vào đại điện, chính là Trần Huyền Vũ. Cung chủ đại nhân, có gì phân phó? Trần Huyền Vũ chắp tay hỏi. Giới vực thành bên kia, tựa hồ có thượng cổ chiến hồn xuất thế. Ngươi và cửu U Hổ đi xem, nghĩ biện pháp cướp lấy chiến hồn, mang về cho ta. Hiên Viên Mạc Tà giọng ngưng trọng, thượng cổ chiến hồn xuất thế, Minh Điện bên kia, nhất định cũng có cảm ứng. Hắn phải nhanh chóng hành động, đuổi ở Mạc Huyết Minh trước mặt, thu phục chiến hồn. Cái này thượng cổ chiến hồn, năng lượng quá bàng bạc, vô luận là hắn, vẫn là Mạc Huyết Minh, ai lấy được, ai thương thế, là có thể ngay tức thì khôi phục. Nói cách khác. Ai có thể cướp được thượng cổ chiến hồn, kế tiếp trong tranh đấu, là có thể thuộc về ưu thắng cảnh vị. Đại nhân, ngài bị thương trên người, cửu U Hổ vẫn là lưu lại chiếu cố ngươi đi, ta một người đi là được. Trần Huyền Vũ nhẹ giọng nhắc nhở, hiện tại Hiên Viên Mạc Tà thương thế còn không có khôi phục, nếu như không người bảo vệ, một khi phát sinh bất ngờ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Yên tâm, ta có nguyên binh nơi tay, không người có thể gây tổn thương cho hại ta. Các ngươi nhanh lên một chút đi đi, đừng để cho Minh Điện nhanh chân giành trước. Hiên Viên Mạc Tà ngay lúc nói chuyện, rút ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này, đằng đằng sát khí, tràn đầy vô cùng đáng sợ chu diệt hơi thở, còn có từng tia nguyên đạo bí ẩn, chính là trong truyền thuyết Chu Tiên Tứ Kiếm đứng đầu, Chu Tiên Kiếm. Cái này cầm Chu Tiên Kiếm, Hiên Viên Mạc Tà mặc dù còn không có hoàn toàn nắm trong tay, nhưng đã có thể phát huy ra bộ phận sát khí, đủ để chống lại đột phát bất ngờ. Vậy thượng cổ chiến hồn, giá trị thực sự quá lớn, hắn chí ở tất được, chỉ là một cái Trần Huyền Vũ, có thể cướp bất quá Minh Điện, cho nên, hắn phải đem cửu U Hổ vậy phái đi ra ngoài. Đại nhân, ta lập tức lên đường. Trần Huyền Vũ đáp ứng, lúc này đi ra đại điện. Bên ngoài đại điện, một bụi cây lớn dưới, đứng một đạo uy vũ cuồng ngạo bóng người.
Đó là một cái tóc bạc hoa dâm ông già, nhưng trán nhuệ khí đằng đằng, không gặp già yếu vẻ, trên gương mặt dài râu cọp, phía sau lưng đeo một chuôi to lớn bút. Cái này ông già, chính là Cửu U Hổ. Cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy phong ấn giải trừ, hắn hơi thở dần dần khôi phục, đã có thể diễn hóa hình người, cả người yêu khí tràn ngập, tu vi vô cùng lợi hại, đạt tới thánh tổ cảnh trung kỳ, so Trần Huyền Vũ còn muốn hung mãnh. Sau lưng hắn đổ sộ bút, là ngày xưa Ý Văn Đại Đế pháp bảo, Thanh Thiên Nhân Hoàng bút. Ý Văn Đại Đế sau khi chết, Thanh Thiên Nhân Hoàng bút rơi vào Thiên Đạo Cung, Hiên Viên Mặc Tà ban thưởng cho hắn. Cửu U Hổ đại nhân, thượng cổ chiến hồn xuất thế, cung chủ phân phó chúng ta, cùng chung đi trước thu lấy. Trần Huyền Vũ chắp tay, không dám tới gần quá Cửu U Hổ. Dẫu sao, Cửu U Hổ nhưng mà thượng cổ đại ma, là thượng cổ thập hung sư tôn, lai lịch đặc biệt đáng sợ. Mặc dù hắn phong ấn, đã bị giải trừ, nhưng hắn cũng không có thần phục Hiên Viên Mặc Tà. Chỉ là, Hiên Viên Mặc Tà đùa bỡn chút thủ đoạn, cố ý mê muội hắn mà thôi, hắn bây giờ tinh thần, đặc biệt không ổn định, trí nhớ cũng không có hoàn toàn khôi phục, tùy thời đều có cắn ngược một cái nguy hiểm. À, Cửu U Hổ nghe Trần Huyền Vũ nói, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, chân mày vặn chặt, một bộ tâm sự nặng nề hình dáng, cũng không ai biết lòng hắn bên trong đang suy nghĩ gì. Đi thôi. Trần Huyền Vũ không dám nói quá nhiều, muốn hoàn toàn thu phục Cửu U Hổ mà nói, trừ phi có thể cướp lấy thượng cổ chiến hồn, để cho Hiên Viên Mặc Tà hoàn toàn khôi phục thương thế. Cứ như vậy, Hiên Viên Mặc Tà là có thể lấy vô thượng uy áp, rất miễn cưỡng trấn phục Cửu U Hổ, vậy không tới phiên hắn phản kháng. Lập tức hai người không ngừng biến dạng hư không, chạy thẳng tới giới vực thành. Mà bên kia, Minh Điện, cũng là mưa gió nổi lên. Lại có thượng cổ chiến hồn xuất thế. Mạc Huyết Minh đang bế quan, cảm ngộ tu la phách đao đại đạo, đột nhiên cảm ứng được thiên địa dị động, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thương thế, xa xa còn không có khôi phục, muốn hoàn toàn hết bệnh, không biết muốn đợi tới khi nào. Mà đây cái thượng cổ chiến hồn, lại có vô cùng phong phái linh khí, có thể trị liệu hắn thương thế. Thiên Đạo Cung bên kia, nhất định đã phái người lên đường. Mạc Huyết Minh cắn răng. Hắn Minh Điện thế lực, không có Thiên Đạo Cung như vậy hùng hậu, từ thí sư đại hội sau khi kết thúc, có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề. Hiện tại hắn trên đầu, đã không có người có thể xài được, hơi có điểm thê lương. Nhưng cái này cái thượng cổ chiến hồn, giá trị quá lớn, hắn tuyệt đối không thể chắp tay nhường nhịn. Nếu không, một khi bị Thiên Đạo Cung cướp được, Hiên Viên Mặc Tà mượn này khôi phục thương thế, chính là hắn Minh Điện bị tiêu diệt thời điểm. Thôi. Vô luận như thế nào, đều không thể để cho Thiên Đạo Cung được như ý. Mạc Huyết Minh ánh mắt đoạn tuyệt, cả người khí huyết bỗng nhiên cổn đáng, diễn hóa thành một đạo phân thân. Đi! Hắn thét mắng một tiếng, vậy phân thân bay vút ra, thẳng hướng giới vực thành đi. Phốc xích! Mà phân thân sau khi rời đi, Mạc Huyết Minh nhưng là khạc ra máu tươi, gương mặt một phiến trắng bệch. Vậy phân thân tu vi, ước chừng đạt tới thánh tổ cảnh trung kỳ. Hắn dùng hết chân nguyên máu tươi ngưng tụ ra. Thương thế hắn mới vừa khôi phục chút, hiện ở đây sao liều mạng, nhất thời hộc máu, gặp nghiêm trọng cắn trả. Cái này thượng cổ chiến hồn, ta phải cướp đoạt tới tay. Mạc Huyết Minh lau mép một cái máu tươi, hiện tại hắn cục diện, đặc biệt thê thảm, Minh Điện căn cơ tổn thương nặng nề, tự thân trọng thương khó khăn khỏi bệnh, nếu như kết nối với cổ chiến hồn, đều bị Thiên Đạo Cung cướp đi, vậy hắn liền xong đời. Hắn không có lựa chọn. Cũng không lâu lắm, Trần Huyền Vũ và Cửu U Hổ, dẫn đầu đi tới giới vực thành, đến chiến trường thượng cổ cổng vào. Cổng vào cửa đá khóa chặt, từng tầng một cấm chế phủ văn lưu động. Trần Huyền Vũ đi tới trước cửa đá, dùng sức đẩy một cái, nhưng cửa đá không nhúc nhích tí nào, cấm chế phía trên phủ văn bộc phát lóng lánh. Có chút cổ quái. Trần Huyền Vũ nhướng mày một cái, hắn là thánh tổ cảnh tầng 2 thiên cao thủ, một trường thúc đẩy dưới. Coi như là một ngọn núi, đều bị hắn san bằng, nhưng cửa đá nhưng không có chút nào dung chuyển hình dáng. Phá cho ta. Thấy vậy, Trần Huyền Vũ rút ra giữa eo lưỡi rìu, linh lực hội tụ tại hai tay, đột nhiên vận lực, hung hăng đi cửa đá đánh xuống đi xuống. Chanh. Trên cửa đá, cấm chế phù văn cổn đáng, tạo thành một tầng thật dày vách sắt, ung dung chặn lại hắn chém. Trần Huyền Vũ hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy lực phản chấn to lớn. Bước chân liên tiếp lui về phía sau. Phế vật, để cho ta đi. Một bên Cửu U Hổ,
ánh mắt lãnh ngạo, sải bước đi ra, rút ra thanh thiên nhân hoàng bút, cánh tay huy động, thiết họa ngân câu, ở trong hư không, tìm một cái phá chữ. Cái này phá chữ vừa ra, đúng phiến cửa đá, nhất thời ầm ầm nổ tung, hoàn toàn bị phá vỡ, từng luồng hung hãn chiến khí chập chờn từ bên trong gào thét ra. Đại nhân uy vũ, Trần Huyền Vũ thấy một màn này, lại là lúng túng, lại là kinh tâm. Thanh thiên nhân hoàng bút mũi nhọn, quả nhiên so đao kiếm ác liệt nhiều, một cái phá chữ, liền nghiền nát cửa đá cấm chế, đơn giản là vô địch. Hừ, cửu u hổ hừ một tiếng, cũng không nói nhảm, sải bước vào cửa đá bên trong. Trần Huyền Vũ vậy hoảng vội vàng đi theo chui vào. Thật ra thì, cái này phiến cửa đá, đã bị Diệp Thần mở ra một lần, cấm chế lực lượng, thật to yếu bớt. Nếu như là mới vừa thời điểm bắt đầu, coi như là nhân hoàng bút mũi nhọn, cũng chưa chắc có thể mở ra. Dẫu sao, cấm chế này là mấy chục ngàn năm trước Nhâm Phi Phàm bày ra, người ngoài muốn tháo rõ ràng, lại nói dễ vậy sao? Mà lúc này, chiến trường thượng cổ bên trong, dữ tợn mặt người, treo ở bầu trời. Vô tận sát khí hướng bốn phương tám hướng lưu động, đánh thẳng vào trên mặt đất một cái Phật quang kết giới. Phật quang cùng sát khí, lẫn nhau giằng co. Thật bén nhọn mũi nhọn, có cao thủ tới. Trên bầu trời, vậy dữ tợn mặt người lộ ra sợ hãi thần sắc, hiển nhiên bắt được cường giả hơi thở. Hô! Hắn không chút do dự nào, lập tức chạy trốn đi. Trong thiên địa sát khí chập chờn, nhanh chóng biến mất không còn một mống. Tất cả chiến ý nước lũ, cũng hoàn toàn dần dần không nhìn thấy. Diệp Thần đám người áp lực, vậy ngay tức thì biến mất. Đại nhân, chiến hồn lui đi. U Oanh Quỷ Dữ vui vẻ nói. Là có người tới. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nhìn về cửa vào phương hướng, chỉ gặp hai đạo thân ảnh gào thét tới. Một cái là tay cầm chiến phủ người đàn ông trung niên, tu vi thánh tổ cảnh tầng hai trời. Một người khác là cái tay để ra đồ sộ bút, tóc mai hoa dâm ông già, thực lực đạt tới thánh tổ cảnh trung kỳ, hơi thở cũng vô cùng cường đại. Vậy thượng cổ chiến hồn, hiển nhiên có cao vô cùng trí khôn, biết cường địch đánh tới, khó đối phó, cho nên dứt khoát núp vào, chờ cơ hội mà động, muốn lặng lẽ đợi tranh nhau, thu hoạch ngư nhân sắc bén. Hai đạo thân ảnh kia nhanh chóng đến gần, lau một cái ngất trời yêu khí, mang một chút quen thuộc mùi, vậy đi theo đập vào mặt. Là cửu u hổ. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, cái này cổ yêu khí quá quen thuộc, hắn liếc mắt liền nhìn ra, nguyên lai vậy tóc hoa dâm ông già, lại là cửu u hổ diễn hóa hình người. Một người khác, chính là Huyền Vũ Diều khai thiên chuyển thế, Trần Huyền Vũ. Thiên cơ thấy rõ dưới, hết thảy nhân quả rành rành trong mắt, cái này hai người tới, là vì cướp lấy thượng cổ chiến hồn, cho Hiên Viên Mặc Tà chữa thương. Một khi thượng cổ chiến hồn, bị bọn họ cướp đoạt đi, Hiên Viên Mặc Tà thương thế trước thời hạn khôi phục, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần sắc mặt, nhất thời đổi được vô cùng ngưng trọng. Cửu U Hổ thực lực, đặc biệt đáng sợ, hơn nữa hiện tại còn lấy được thanh thiên nhân hoàng bút, thực lực hơn xa trước kia, càng khó đối phó. Sư phụ, U Oanh Quỷ Dữ thấy là cửu U Hổ, ánh mắt nhất thời rơi vào đờ đẫn. Mà một bên Diệp Lăng Thiên, nắm thật chặt đau buồn tím kim thương, bày trận mà đợi. Một khi cửu U Hổ đối với Diệp Thần ra tay, hắn liền biết nhúc nhích dùng hết thảy thủ đoạn bảo vệ Diệp Thần. Dù là chết, còn như Tiểu Bạch, nàng có giúp ở Diệp Thần trong ngực, câu hắn cổ, đã sớm ngủ, hoàn toàn không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Mấy con kiến hôi, giết. Cửu U Hổ vừa thấy Diệp Thần các người, lão mi giơ lên, cặp mắt trợn tròn, đằng đằng sát khí, lại là không nói hai lời, huy động thanh thiên nhân hoàng bút, tìm một cái giết chữ. Phá không chém chết tới. Ông, đầu bút lông chấn động, từng luồng yêu khí, hòa lẫn thánh tổ cảnh đặc biệt thần uy, không ngừng bộc phát ra. Cái này giết chữ, mũi nhọn vô cùng ác liệt, hung hăng cắt kim loại không khí, phát ra vô cùng nhọn âm bạo thanh, làm người ta rợn cả tóc gáy. Chú ý! Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, rút ra sát kiếm, mãnh liệt phung lên kiếm, hủy diệt mộ đạo nổ lên, rất miễn cưỡng vỡ nát cửu u hổ ký tự. Đạo đạo lực phản chấn truyền tới, chỉ cảm thấy gan bàn tay phát đau. Thánh tổ cảnh trung kỳ, loại cấp bậc này cao thủ, chân thực thật lợi hại, lấy hắn thực lực trước mắt, cơ hồ không có phần thắng, trừ phi vận dụng luân hồi mộ địa, lục đạo luân hồi pháp cùng lá bài tẩy. Hừ, chút tài mọn, cũng dám ở ta trước mặt phô trương. Cửu U Hổ khinh thường hừ lạnh, huy động đầu bút lông,
đại bút như chuyên, hung hăng nghiền đè xuống. Trong thoáng chốc, Diệp Thần khí cơ trệ chất, chỉ cảm thấy không cách nào hô hấp, cầm kiếm tay gân xanh nổi lên, đang muốn hợp lực đánh một trận, bỗng nhiên lúc này, trong ngực hắn ôm Tiểu Bạch, lông mi mao nhẹ nhàng run run, mở mắt ra, tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch mới vừa tỉnh lại, nhìn đối diện giết tới ác liệt đầu bút lông, nhưng là một mặt mờ mịt hình dáng, hoàn toàn không biết xảy ra biến cố gì. Ngọc Nhi, cửu u hổ thấy Tiểu Bạch như nước vậy trong suốt trong mắt, thoáng chốc trong lòng kịch chấn, vô số trí nhớ sôi trào, đầu óc cơ hồ nổ tung. Tiểu Bạch chính là Thái Âm Ngọc Thỏ, là cửu u hổ thủ đồ, cũng là năm đó hắn thương yêu nhất đệ tử, giờ khắc này nhìn gặp Tiểu Bạch ánh mắt, hắn tinh thần chấn động dưới, cử bút tay đều run rẩy, đầu bút lông giết tới nửa đường, rất miễn cưỡng ngừng dừng lại. Ở đầu bút lông nhuệ khí bao phủ xuống, Tiểu Bạch vậy bỗng nhiên giật mình, ai yêu một tiếng, từ Diệp Thần trong ngực nhảy xuống, mặt đầy cảnh giác phòng bị. Nếu như cửu u hổ đầu bút lông đâm tới, sợ rằng nàng muốn ngay tức thì bị xuyên thủng, không có chút nào sống sót có thể. Nhưng mà, cửu u hổ già nua trên khuôn mặt, nhưng lại cũng không có chút nào sát khí, chỉ có tràn đầy quan tâm cùng hòa ái. Hắn run lẩy bẩy trước khi đi mấy bước, nhìn Tiểu Bạch, ôn thanh nói, Ngọc Nhi, cái này rất nhiều năm tháng, ngươi qua được được không, có thể ăn đủ no, mặc đủ ấm. Tiểu Bạch nhíu mày, nói, ông cụ, ngươi là ai, ta không nhận biết ngươi. Cửu u hổ nghe nàng mà nói, chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, đầu ngay tức thì một phiến chỗ trống, cả người kịch liệt phát run. Mình ngày xưa thủ đồ, lại không nhận biết mình. Đây là biết bao thật đáng buồn. Ta là ai, ngươi là ai, nơi đây lại là nơi nào? Hạ một sát, cửu u hổ tựa như mất đi tất cả chống đỡ, môi xanh lơ trắng, liên tiếp lui về phía sau, thân thể cầm nặn không yên, cơ hồ muốn ngã nhào trên đất, miễn cưỡng dựa vào nhân hoàng bút chống đỡ, nhưng là tóc trắng tán loạn, mặt đầy suy sụp tinh thần hình dáng. Võ đạo cường giả, tu chính là tim. Như tim không hoàn chỉnh, chính là tâm ma. Hô hô hô, từng luồng đen nhánh yêu khí, không ngừng từ trên người hắn toát ra. Da hắn trên, dài ra từng cây một tản ra u tức giận lông, tán loạn ánh mắt, vậy dần dần đổi được tàn bạo, vành mắt hết sức nứt ra, hai viên nhọn hổ nha, từ miệng môi bên trong lật đi ra, hình dáng đổi được vô cùng dữ tợn, cũng nhanh muốn hiện ra nguyên hình. Tiểu Bạch một mặt mờ mịt, nàng huyết mạch trí nhớ không có khôi phục, căn bản không biết mình và cửu u hổ quan hệ, hơn nữa. Nàng bản thân là luân hồi tinh thạch tiểu tinh linh, chỉ là đoạt xác Thái Âm Ngọc Thỏ thân xác mà thôi, coi như huyết mạch hoàn toàn hồi phục, nàng cũng không khả năng nhận cửu u hổ làm sư phụ. Không tốt, sư phụ muốn tẩu hỏa nhập ma. U oanh quỷ dữ quát to một tiếng. Diệp Thần ra đầu tê dại, vậy cảm thấy vô cùng nguy hiểm, một khi cửu u hổ tẩu hỏa nhập ma, chỉ sợ ở lâm vào là máy sát hại, gặp người liền giết, hoàn toàn mất lý trí. Đến lúc đó đối với tự mình tới nói liền quá khó giải quyết. Cửu u hổ đại nhân, người đây là làm chi? Bên cạnh Trần Huyền Vũ, cũng là vô cùng ngạc nhiên hình dáng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Bạch, hắn là sư phụ ngươi cửu u hổ, ngươi mau quỳ xuống dập đầu, mau gọi người. Diệp Thần trợn mắt nhìn nhỏ liếc một mắt, nghiêm nghị hò hét. Đây là duy nhất giải quyết vấn đề biện pháp. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Một khi cửu u hổ tẩu hỏa nhập ma, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, đương thời giây phút, phải mau sớm ổn định cục diện. Được rồi. Tiểu Bạch băng tuyết thông minh, mặc dù không biết cụ thể nhân quả, nhưng trong lòng suy nghĩ, nghe Diệp Thần ca ca nói, tổng sẽ không sai, lúc này nàng ngoan ngoãn quỳ xuống, hướng cửu u hổ dập đầu, tiếng non nớt ngây thơ nói. Sư phụ, người khỏe nha. Cửu u hổ nghe được nàng một tiếng này sư phụ, nhất thời tinh thần đại chấn. Cả người yêu khí thối lui, vui vẻ nói, ngươi kêu ta cái gì? Tiểu Bạch nói, sư phụ, ta kêu sư phụ ngươi nha. Nàng nghiêng đầu nhìn về Diệp Thần, thấp giọng nói, Diệp Thần ca ca, ta kêu được có đúng hay không? Đúng, Diệp Thần bật cười khanh khách, gật đầu một cái. Ngọc Nhi, tốt, rất tốt, năm tháng tang thương, chúng ta thầy trò hai người, rốt cuộc vừa nặng tụ. Cửu u hổ vui mừng quá đổi, đi tới Tiểu Bạch bên người. Muốn sờ sờ mặt nàng, nhưng bàn tay run dữ dội hơn, cuối cùng duỗi không đi ra, sợ mình vừa chạm vào sờ, tất cả tốt đẹp cảnh tượng cũng sẽ biến mất, hết thảy cũng sẽ lâm vào là bọt nước. Cửu u hổ đại nhân, ngươi làm gì, Diệp Thần thằng nhóc này,
là ta Thiên Đạo Cung tử địch, ngươi làm sao chạy đến hắn bên cạnh, mau trở lại. Trần Huyền Vũ thấy một màn này, kinh hãi được tột đỉnh. Cửu U Hổ thân phận bây giờ là Hiên Viên Mạc Tà thú cưng, Hiên Viên Mạc Tà vì đào tạo hắn, liền Thanh Thiên Nhân Hoàng bút cũng ban cho đi xuống, hiện tại thượng cổ chiến hồn còn không có bắt được, Cửu U Hổ trước hết phản bội, như thế tổn thất to lớn, Thiên Đạo Cung không cách nào tiếp nhận. Hắn trở về sau đó, vậy không có biện pháp hướng Hiên Viên Mạc Tà giao phó. Sư phụ, hắn là người xấu, mau giết hắn. Tiểu Bạch thông minh lanh lợi, biết Trần Huyền Vũ là Thiên Đạo Cung người, là thiên đại kẻ địch, giữ lại tuyệt đối là gieo họa, lúc này chỉ, muốn Cửu U Hổ ra tay chu diệt. Được, Ngọc Nhi ngoan, vi sư vì ngươi chu diệt người xấu, bảo vệ ngươi chu toàn. Cửu U Hổ tinh thần phấn chấn, ánh mắt sắc bén, nhắc tới Nhân Hoàng bút, đại bút vung lên, trực kích Trần Huyền Vũ. Cửu U Hổ, ngươi dám phản bội. Trần Huyền Vũ cả kinh thất sắc, không nghĩ tới thoáng qua tới giữa, Cửu U Hổ đã chuyển đầu Diệp Thần trận doanh. Cái gì phản bội, người Thiên Đạo Cung dùng hạng thấp kém thủ đoạn, mềm muội sư phụ ta, còn hại chết ta sư đệ, ta còn không có tính với ngươi nợ đây. U Oanh quỷ dữ nhưng là giận dữ, rút ra chiến đao, đi theo Cửu U Hổ một đạo, hung hăng giết hướng Trần Huyền Vũ. Ở thầy trò giáp công dưới, nhất thời gian, Trần Huyền Vũ hơi thở trệ chất, hắn có thánh tổ cảnh tầng 2 thiên thực lực, có thể nói là một đời cường giả, nhưng Cửu U Hổ, nhưng là thánh tổ cảnh trung kỳ cao thủ. Hắn hoàn toàn không phải địch thủ, hơn nữa còn có Nhân Hoàng bút mũi nhọn, hắn hoàn toàn không phải địch thủ. Nguy cấp bên trong, Trần Huyền Vũ vung lên chiến phủ, rời ra U Oanh quỷ dữ lưỡi đao, nhưng không dám nhìn thẳng Cửu U Hổ đầu bút lông, lật đật rút người ra bay ngược. Suy, Cửu U Hổ đầu bút lông nhanh chóng, hung hăng rạch một cái, ngay tại hắn trên thân thể, vạch ra một đạo dữ tợn vết thương, máu tươi đầm đìa. Trần Huyền Vũ chỉ cảm thấy vết thương đau nhức bứt rứt, tựa hồ cả người cũng bị phá ra hai nửa, tinh thần liền liền đong đưa. Cái này Nhân Hoàng bút mũi nhọn, chân thực quá ác liệt, trong vòng ba chiêu, Cửu U Hổ tất có thể giết hắn. Lui! Trần Huyền Vũ vội vàng xoay người thoát đi, quay đầu ác hung ác trợn mắt nhìn Diệp Thần một mắt, nói, Diệp Thần, người dám dụ đổi ta Thiên Đạo Cung người, ngày khác cùng cung chủ thương thế khôi phục, ắt sẽ ngươi bầm thây vạn đoạn. Dứt lời. Bước chân bay vút, không dám lại chút nào lưu lại. Cửu U Hổ muốn đuổi theo, nhưng ngược tới giữa, khí huyết hỗn loạn, phốc xích một tiếng khạc ra máu, nét mặt già nua một phiến trắng bệch. Nguyên lai hắn mới vừa tinh thần kích động, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, hiện tại lại đột nhiên ra tay, làm động tới khí cơ, nhất thời bị một chút cắn trả, gặp nội thương. Sư phụ, người không có sao chứ? Nhỏ chạy không đi lên, giọng mang ân cần. Nàng mặc dù không biết Cửu U Hổ thân phận, nhưng trời xanh tính hiền lành, thấy người khác bị thương, dĩ nhiên là lo âu. Không có sao, Ngọc Nhi, ta rất tốt. Cửu U Hổ trấn an cười một tiếng, mắt nhắm lại, nhưng là hôn mê bất tỉnh. Hắn bị thương, cần điều dưỡng mấy ngày. Diệp Thần một mắt thấy rõ ràng tình huống, lúc này móc ra cổ dương, đem Cửu U Hổ thu vào. Cái này cổ dương, dĩ nhiên chính là ngày xưa phong ấn dùng cái đó. Bên trong có một phiến đặc thù không gian, Cửu U Hổ trước kia vậy ở thói quen, hiện tại để cho hắn lần nữa trở về, cũng coi là nặng về quê cũ, đối với hắn dưỡng thương lớn có nhiều chỗ tốt. À, Diệp Thần ca ca, cái này ông cụ là ai? Tiểu Bạch nháy con mắt, tò mò hỏi. Hắn thật là sư phụ ngươi, chờ ngươi sau này huyết mạch trí nhớ khôi phục, ngươi tự nhiên sẽ biết. Diệp Thần xoa xoa nàng đầu nhỏ, không biết làm sao cười nói. Phải không? Tiểu Bạch vẫn là một mặt nghi ngờ hình dáng. Diệp Thần thu cất cổ dương, thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Bạch trên mình, quả nhiên mang theo lớn nhân quả, mang nàng tới nơi này, quả nhiên phát huy ra tác dụng trọng yếu. Nếu như không phải là Tiểu Bạch, hắn cũng không khả năng lần nữa thu phục Cửu U Hổ, vô căn cứ đạt được một cái thiên đại trợ lực. Cửu U Hổ và Thượng Cổ Thập Hung giữa thầy cho tình nghĩa, quả thực để cho Diệp Thần rất chấn động. Hắn trong sâu thẳm. Tựa hồ tất cả cảm ngộ. Thiên địa vạn vật, đều có linh. Coi như là thượng cổ đại hung, nghịch thiên yêu ma, cũng có thể sẽ tồn tại lương thiện một mặt. Bất quá, thượng cổ yêu ma đại hung, làm ác tội nghiệt quá sâu, một chút lương thiện, dao động không được căn bản. Hiện tại Thái Âm Ngọc Thỏ bị Tiểu Bạch đoạt xác, mà Cửu U Hổ cử xuống đệ tử, vậy cơ hồ mất hút hầu như không còn, đây chính là nhân quả ác báo, thiên lý tuần hoàn.
Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần tựa hồ chạm được luân hồi đại đạo bí ẩn. Đáng tiếc, cái này phiến chiến trường thượng cổ, đi qua Nhâm Phi Phàm đặc thù bố trí, là một phiến đặc thù không gian, hơi thở và ngoại giới không cùng, Diệp Thần huyết mạch, không cách nào phát huy ra năng lượng, lĩnh ngộ cũng không thể vào sâu hơn đi xuống. À! Đang trong suy nghĩ, Diệp Thần tinh thần, đột nhiên bị một hồi kêu thảm thiết thức tỉnh. Chỉ gặp Trần Huyền Vũ một đường chạy, chạy trốn tới lối ra, đang muốn rời đi, nhưng bỗng nhiên, một cái hồng bào nam tử xuất hiện, vô tận sát ý vào giờ khắc này phun trào, hồng bào nam tử rút ra đao ra khỏi vỏ, đột nhiên nhất kích, liền đâm xuyên qua tim hắn. Vậy hồng bào nam tử, cả người quanh quẩn từng luồng tu la quỷ khí, tướng mạo ác liệt mà tàn bạo. Mạc Huyết Minh, là ngươi. Diệp Thần thấy cái này hồng bào nam tử, nhất thời ánh mắt co rúm một cái, người sau chính là Mạc Huyết Minh, xem hình dáng hẳn là phân thân, tu vi hơi thở đạt tới thánh tổ cảnh trung kỳ. Ha ha, Diệp Thần, thật lâu không gặp. Mạc Huyết Minh rút ra lưỡi đao, Trần Huyền Vũ co quắp một tí, cả người bị một cổ huyết khí bọc, lập tức ngã xuống đất. Mấy giây sau đó, hóa là một đạo xương máu. Coi như là hoàn toàn chết hậu thế. Tầng tầng hồng mông bảo quang, không ngừng từ hắn trên thi thể tràn ngập ra, toàn bộ bơm vào đến hắn lưỡi rìu trên. Thanh kia lưỡi rìu, nhất thời bùng nổ sáng chói thần mang, mang khí sôi trào gian, hóa thành một đầu to lớn huyền vũ thần thú, bốn chân ngồi xổm nằm ở, tựa hồ toàn bộ mặt đất cũng đang rung động, ngẩng đầu phát ra nặng nề tiếng gào, một sóng 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 âm, chấn động tâm hồn người. Xem ra vận khí ta không tệ, tới đúng lúc. Mạc Huyết Minh cười một tiếng, vung tay lên, vậy lưỡi rìu liền bay lên trời, trôi lơ lửng ở sau ót của hắn, to lớn huyền vũ hư ảnh, chiếm cứ hư không, bùng nổ vô cùng uy thế kinh khủng. Đây là huyền vũ rìu khai thiên. Trong truyền thuyết tứ tượng bí bảo, đủ để khai thiên ích địa tồn tại. Hắn chém giết Trần Huyền Vũ, cái này cầm lưỡi rìu, vậy hoàn toàn thần phục, thành pháp bảo của hắn. Ở huyền vũ rìu khai thiên nổi bật hạ, Mạc Huyết Minh tu la quỷ khí, vậy lộ ra một chút bá đạo, vô cùng uy mãnh. Mạc Huyết Minh từng bước một đến gần, ở đầy trời khói mù, thi thể đầy đất ánh chiếu hạ, hắn tựa như thật sự là tu la chi chủ, hung ác tới cực điểm. Diệp Thần nhìn hắn, chỉ cảm thấy vô cùng áp lực. Xem ra thượng cổ chiến hồn xuất thế, Mạc Huyết Minh vậy có hứng thú, muốn cướp lấy. Dẫu sao, hắn và Hiên Viên Mạc Tà, ai cướp được thượng cổ chiến hồn, ai là có thể hoàn toàn khôi phục thương thế, trước thời hạn nắm giữ quyền chủ động. Như thế vật chân quý, hắn không thể nào chắp tay nhường nhịn. Nhưng mà, hắn đột nhiên dừng lại ở bước chân, và Diệp Thần duy trì đầy đủ khoảng cách, tựa hồ đang kiêng kỵ chút gì. Diệp Thần, ngươi và Diệp gia quan hệ, ta đại khái biết ngươi thân phận, đã từng ngươi vô địch hậu thế, nhưng cái này nhất thế chân thực không đủ xem, cố nhiên huyết mạch vô cùng lợi hại. Nhưng ở cái này phiến đặc thù không gian, huyết mạch ngươi, hẳn không phát huy ra uy lực chứ. Mạc Huyết Minh híp mắt, mở miệng nói. Ngươi biết ta thân phận. Diệp Thần sắc mặt chợt biến. Dĩ nhiên, từ ta đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta thì biết. Mạc Huyết Minh dửng dưng một tiếng, thật ra thì hắn đã sớm biết Diệp Thần thân phận, cho nên mới sẽ muốn hợp tác. Hắn mục đích cuối cùng, là chém chết Diệp Thần, cướp đoạt Diệp Thần khí vận. Hắn tu luyện tu la đại đạo, có thể chiếm đoạt địch khí vận của người, hóa là tự thân năng lượng. Luân hồi chi chủ khí vận, nhất định là ngút trời, nếu như có thể chém chết, hắn một lần hành động chiếm đoạt, đủ để nghịch thiên chứng đạo. Nhưng cái này sao ngập trời khí vận, quả thực không dễ chém chết, nếu như có thể ở hắn còn chưa hoàn toàn lớn lên khống chế, vậy Mạc Huyết Minh liền có nghịch thiên thủ hạ. Cho nên hắn mới có hợp tác ý niệm. Chỉ tiếc, hắn cho qua một lần cơ hội. Diệp Thần hành động nói cho hắn. Hợp tác căn bản không có thể. Ban đầu thí sư đại hội, hắn thiếu chút nữa thành công, đáng tiếc cuối cùng thất bại, hiện tại gặp lại Diệp Thần, hắn chỉ cảm thấy vô hạn thổn thức. Hiên Viên Mạc Tà là luân hồi chi chủ, đây nhất định là giả mạo, hắn đã sớm biết rồi, tâm ma chi chủ kêu hắn đi điều tra, hắn giả mù sa mưa đáp ứng, không muốn bại lộ thôi. Nếu như bị tâm ma chi chủ biết, Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ. Sợ rằng không tới phiên hắn chém chết, luân hồi chi chủ khí vận, hắn cũng đừng nghĩ cướp lấy. Thậm chí, mình một ít âm mưu vậy sẽ hoàn toàn hủy diệt. Hắn Mạc Huyết Minh chỉ muốn làm cười đến cuối cùng người kia. Hiện tại, Mạc Huyết Minh duy nhất kiêng kỵ, là Diệp Thần huyết mạch. Luân hồi huyết mạch,
hơi thở chân thực quá mức bàng bạc, một khi toàn bộ bùng nổ, hắn không có phần thắng, trừ phi chân thân hạ xuống, vận dụng tất cả lá bài tẩy. Nhưng hiện tại, ở nơi này chiến trường thượng cổ, không gian đặc biệt đặc thù, luân hồi huyết mạch không phát huy ra uy lực, coi như hắn chỉ là một đạo phân thân, vậy có rất lớn chắc chắn, chém chết Diệp Thần. Đáng chết! Diệp Thần sắc mặt đại biến, đột nhiên rút kiếm giết ra, đánh đòn phủ đầu, chém thẳng Mạc Huyết Minh. Đồng thời, hắn sử dụng một chai nước hoàng tuyền, toàn bộ tự nhiên ra, vỗ đầu xây mặt đi giết. Hoàng tuyền thánh thủy, có thể khắc chế hết thảy ma khí yêu nghiệt, Mạc Huyết Minh hơi thở, cũng phải bị thật to áp chế. Cho nên, Diệp Thần trực tiếp ra tay đánh bất ngờ, chỉ mong có thể dựa vào hoàng tuyền đại đế uy áp, một lần hành động chu diệt Mạc Huyết Minh. Muốn đánh lén ta, ngươi sợ rằng nghĩ quá hoàn mỹ. Mạc Huyết Minh hừ một tiếng, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, ung dung tránh ra Diệp Thần công kích. Hắn nếu biết Diệp Thần thân phận, tự nhiên toàn bộ tinh thần phòng bị, căn bản không thể nào bị Diệp Thần đánh lén thành công. Diệp Thần sắc mặt, nhất thời ngưng trọng xuống. Hắn chỉ có hỗn độn cảnh tầng 8 thực lực, mà Mạc Huyết Minh cái này phân thân, trừng thánh tổ cảnh trung kỳ, hắn không phải địch thủ. Nếu như mượn luân hồi đại năng lực lượng, đích xác có thể chém chết. Nhưng trước thời hạn bại lộ lá bài tẩy, sau này đụng phải Mạc Huyết Minh chân thân, hắn liền khó đối phó. Mà Mạc Huyết Minh, tựa hồ vậy đang kiêng kỵ Diệp Thần thủ đoạn, cũng không có tùy tiện ra tay, mà là liên tiếp lui về phía sau, ngửa mặt lên trời kêu lên. Chiến hồn các hạ, thân phận của người này và luân hồi chi chủ có liên quan, người ta sao không liên thủ, đem hắn chém chết, chia cắt khí vận công đức. Chiến trường thượng cổ chỗ sâu, truyền tới kinh thiên chấn động, một chùm oanh màu đen sát khí, hòa lẫn cuồn cuộn chiến ý nước lũ, thoáng chốc gào thét ra, ngưng tụ thành một đạo già nua hồn ảnh. Cái này hồn ảnh, dài một gương mặt vô cùng, chính là thượng cổ chiến hồn diễn hóa. Ngươi và luân hồi chi chủ có liên quan. Chiến hồn nhìn chằm chằm Diệp Thần, ánh mắt đằng đằng sát khí. Ở thời đại thượng cổ, luân hồi chi chủ và nhâm phi phàm liên thủ, không biết chém giết nhiều ít cường giả, hắn là rất nhiều thượng cổ cường giả, hồn phách dung hợp đản sanh ra, trong lòng tự nhiên tích góp ngập trời hận ý. Giờ phút này nghe được Diệp Thần thân phận, cái này hận ý ngập trời, chính là điên cuồng thả ra ngoài. Chiến hồn các hạ, chớ cùng hắn nói nhảm, động thủ đi. Mạc Huyết Minh giọng lạnh lùng, mình đứng tại chỗ, không có tùy tiện ra tay. Diệp Thần lá bài tẩy quá nhiều, không thể dùng lẽ thường suy đoán. Nếu như đơn đả độc đấu, hắn không có phần thắng, nhưng nếu như và thượng cổ chiến hồn liên thủ, vậy thì tất thắng không thể nghi ngờ. Giết! Chiến hồn biết rõ Mạc Huyết Minh trong lòng không ý tốt, một khi chém chết Diệp Thần sau đó, hắn sợ rằng sẽ không tốt lắm. Nhưng hắn đối với Diệp Thần hận ý, thực sự quá lớn, giờ phút này không kiềm chế được, gần như mất lý trí, bóng người bỗng nhiên bạo giết ra, năm ngón tay như quỷ móng, trực thủ Diệp Thần tánh mạng. Trong thoáng chốc, Diệp Thần chỉ cảm thấy một hồi ác liệt hơi thở chập chờn, hòa lẫn cuồn cuộn chiến ý sát nghiệp, điên cuồng bao phủ xuống tới, cơ hồ làm người ta nghẹt thở. Hắn vội vàng nắm chặt sát kiếm, giơ kiếm đón đỡ. Chanh! Kiếm phong cùng hồn chảo va chạm, lại có thể phát ra kim thiết giao kích thanh âm, leng keng vang dội. Huyền vũ rìu khai thiên, phá! Mà cùng lúc đó, Mạc Huyết Minh vậy động, tung người bạo cướp tới, hơi thở hô đằng gian. Sau lưng một cái khai thiên rìu lớn, mang chảm phá hết thảy khí phách, quay đầu bổ về phía Diệp Thần đầu. Ở hai đại thánh tổ cảnh cao thủ liên hiệp nghiền ép hạ, nhất thời gian, Diệp Thần chỉ cảm thấy áp lực ngút trời, cả người gân cốt cơ hồ nổ tung, cả người tựa hồ cũng phải bị nghiền thành đầy đất thịt nát. Lấy hắn thực lực trước mắt, đối phó một cái thánh tổ cảnh trung kỳ cao thủ, đều là vô cùng cố hết sức, đối phó hai cái, vậy cơ hồ không có khả năng chiến thắng. Đầy trời ma khí dữ tợn cuộn sạch, sau lưng một chuôi khai thiên rìu lớn gào thét tới, Diệp Thần sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, ngút trời áp lực phải đem hắn ngay tức thì nghiền nát. Thấy một màn này, tiểu bạch các người không khỏi kêu lên lên tiếng, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, nếu như Diệp Thần chết ở chỗ này, vậy thì toàn xong rồi. Vào thời khắc này, Diệp Thần cắn răng một cái, một tầng nhàn nhạt màu vàng cương khí hiện lên. Thấy vậy, mọi người tại đây tất cả đều sắc mặt kinh ngạc. Cái này cương khí đích xác có thể dùng để ngăn cản công kích, nhưng là cái này nông cạn dáng vẻ, sợ rằng liền một chuôi phi kiếm cũng không đỡ được, Diệp Thần đây là bệnh cấp loạn đầu y liền sao. Mà vào lúc này,
tất cả người nhưng là cũng không có chú ý đến, ở Diệp Thần trước mặt bay lên 5 cái bình ngọc này bên trong tựa hồ chứa một cái muôn vàn thế giới vậy, vừa xuất hiện liền đem không gian cũng đè bị bại. Từng giọt nước hoàng tuyền từ trong bình ngọc bay ra, Diệp Thần ánh mắt dứt khoát, nước hoàng tuyền đột nhiên bốc cháy. Rào, hấp thu nước hoàng tuyền, Diệp Thần trên mình nông cạn hoàng tuyền cương khí đột nhiên bạo tăng, ngay tức thì toát ra chói mắt thần quang, đổi được linh khí hòa hợp, đậm đà hồng mông uy áp phơi bày. Cho ta ngăn trở, Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hấp thu 5 bình nước hoàng tuyền, hắn thân xác đều bắt đầu bị bại, huyết mạch kinh lạc không ngừng nổ tung. Nhưng hùng hồn cương khí vậy giống như sóng gió kinh hoàng vậy mãnh liệt ra. Oanh, kinh thiên nổ vang, chiến hồn đổ bay ra, sau lưng huyền vũ rìu khai thiên cũng bị đẩy ra. Diệp Thần xoay người, kinh mạch nổ tung thân xác máu tươi đầm đìa, nhưng trong mắt nhưng tràn đầy cuồng bạo, 5 bình nước hoàng tuyền để cho hoàng tuyền cương khí tăng lên tới một người vô cùng hắn đáng sợ trình độ. Mạc huyết minh, cho ta chấn giết, Diệp Thần trên mình mang sát phạt thiên hạ khí thế, một chỉ điểm ra. Giống như ngân hà vậy minh mông hoàng tuyển cương khí bạo giết ra, chèn ép giống như ngôi sao sức mạnh to lớn nhất thời bao phủ mạc huyết minh. Như vậy hoàng tuyển cương khí, cho dù là mạc huyết minh cũng là mặt liền biến sắc, đến cổ chiến trường bất quá là hắn phân thân, cũng không có hắn toàn bộ thực lực. Mà Diệp Thần giờ phút này thi triển cương khí, lại để cho hắn có loại đối mặt hiên viên mạc tà tinh đế hạo nhiên tức giận cảm giác, vậy coi trời bằng vung, cuồng bạo vô địch. Thời khắc này Diệp Thần đau lòng à. Đây chính là nước hoàng tuyền à. Giá trị liên thành. Dùng để đối phó người khác, chân thực quá xa cầu. Mạc huyết minh sắc mặt ngưng trọng, một tay triệu hồi huyền vũ rìu khai thiên, một tay cầm màu máu chiến đao, ngưng tụ lực lượng toàn thân, đột nhiên tiến lên đón hoàng tuyền cương khí. Coi như người bùng nổ thì như thế nào, ta như thường cầm ngươi chém chết. Mạc huyết minh giận quát một tiếng. Một khắc sau cùng hoàng tuyền cương khí đụng vào nhau, đông nghịt bầu trời đều bị nổ chấn động không dứt, mà mạc huyết minh chính là quỷ dị lui về sau. Ở mạc huyết minh lui về phía sau ra đồng thời, Diệp Thần đầu đầy tóc đen bay lượn, khí thế khoáng đạt giống như sát thần vậy, xoay người nhìn về phía chiến hồn, giống vậy một chỉ điểm ra. Đi qua ta có thể giết chết các ngươi, hiện tại cũng có thể. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, hoàng tuyền cương khí cuộn sạch ra. Không tốt. Chiến hồn trong ánh mắt mang sợ hãi, hắn từ Diệp Thần trên mình thấy được luân hồi chi chủ bóng dáng, cho dù là chuyển thế sống lại, thực lực không bằng từ trước, nhưng luân hồi chi chủ chính là luân hồi chi chủ, cường hãn vô địch. Sát khí ngũ trọng thiên, cho ta ngăn trở. Chiến hồn giận quát một tiếng, sát khí ngút trời hội tụ ở trước người, nhất trọng trọng trời đất phảng phất chân thực xuất hiện, vững vàng ngăn cản ở trước người. Phá, Diệp Thần tức giận một tiếng. Hoàng tuyền cương khí mang phá giết hết thảy khí thế ầm ầm đụng vào sát khí thiên địa bên trong. Bình bịch bịch, hoàng tuyền cương khí cường hãn để gặp, sát khí thiên địa tựa như cùng giấy dán vậy, thế như trẻ che vậy ngay tức thì xuyên thủng ngũ trọng thiên. Oanh, hoàng tuyền cương khí đụng vào chiến hồn trên mình, trực tiếp đem hắn từ bầu trời đập xuống, giống như vẫn thạch vậy đụng vào sâu màu nâu trên mặt đất. Toàn bộ chiến trường thượng cổ giờ phút này cũng phát ra chấn động, một cái hố trời hiện lên. Chiến hồn kêu rên từ hố trời bên trong truyền ra. Mà vào lúc này, khí thế vô địch Diệp Thần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở nhất thời uể oải xuống. Diệp Thần ca ca, Tiểu Bạch vội vàng hô. Chủ nhân, U Oanh quỷ dữ giờ phút này vội vàng đi tới Diệp Thần trước người, đem Diệp Thần đỡ ở, chỉ gặp Diệp Thần sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, trên mình đều bị kinh mạch văng tung tóe dòng nước chảy ra máu tươi thấm ướt. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? U Oanh quỷ dữ lo lắng nhìn Diệp Thần. Không có sao, Diệp Thần khoát khoát tay, ánh mắt nhưng ngưng trọng nhìn về phía bên kia, bị hoàng tuyền cương khí đánh bay ra ngoài mạc huyết minh đã lại lần nữa trở về, mặc dù áo quần tán loạn nhìn qua chật vật không chịu nổi, nhưng thương thế nhưng cũng không có nặng bao nhiêu. Ha ha ha, Diệp Thần, như vậy chiêu thức người có thể sử dụng mấy lần? Hiện tại đến phiên ta. Mạc huyết minh ngông cuồng cười to, tay cầm huyền vũ rìu khai thiên. Tu la chi khí bạo phát, trên người hắn bao trùm lần trước tầng tu la khôi giáp, đỉnh đầu sinh ra một cây tu la một sừng, không thể địch nổi cuồng bạo sát khí đập vào mặt. Mạc huyết minh khí thế bùng nổ, để cho Tiểu Bạch và U Oanh quỷ dữ cũng sắc mặt khó xem, Diệp Thần mới vừa bùng nổ, hiển nhiên hao tổn to lớn, giờ phút này sợ rằng không ngăn được Mạc huyết minh. Cùng lúc đó, ở mọi người phía sau,
mới vừa bị Diệp Thần nhất kích đập xuống chiến hồn vậy lại lần nữa xuất hiện, chiến hồ âm khí tức tán loạn, nhưng là hắn giữ tợn trên khuôn mặt nhưng treo cười nhạt, tiếp theo bàn tay một chiêu, đầy trời sát khí và chiến ý gào thét tràn vào trong cơ thể hắn, đảo mắt tới giữa hắn thương thế liền hoàn toàn khôi phục. Xong rồi, U Oanh Quỷ Dữ sắc mặt khó khăn xem, tiếp theo liền muốn xông ra là Diệp Thần ngăn cản hai người, tranh thủ thời gian. Chủ nhân, người đi nhanh đi. Không cần, Diệp Thần lúc này quát lên, đứng thẳng lên, giống như bất khuất chiến thần vậy, dù là cả người đẫm máu, ánh mắt nhưng kiên nghị vô địch. Năm bình nước hoàng tuyền đúng là để cho Diệp Thần tiêu hao to lớn, giờ phút này trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng đang rung động, mà giờ khắc này hoàng tuyền cương khí vậy tản đi, Diệp Thần cũng đích xác không cách nào lại dựa vào nước hoàng tuyền tới thi triển lần thứ hai. Nhưng là Diệp Thần chiến ý nhưng là trước đó chưa từng có khoáng đạt, cuồng bạo chiến ý thậm chí hóa thành sóng nhiệt xông ra trong cơ thể, mà ở Diệp Thần trong cảm giác, Già Thiên Ma Đế đã hoàn toàn khôi phục, sắp xuất quan. Diệp Thần, còn không trốn, chẳng lẽ ngươi đã biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chuẩn bị buông tha sao? Thấy Diệp Thần đối mặt như vậy hiểm cảnh lại vẫn như vậy chiến ý bàng bạc, Mạc Huyết Minh trong mắt lóe lên lau một cái cẩn thận. Diệp Thần là luân hồi chi chủ, khí vận ngút trời, lá bài tẩy tất nhiên vậy nhiều, Mạc Huyết Minh cũng không muốn trong cống ngầm lật thuyền, và Diệp Thần duy trì khoảng cách nhất định đứng quyết định. Bất quá là một đạo phân thân mà thôi, còn chưa xứng để cho ta trốn. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Mạc Huyết Minh nói. Ngươi đừng quên, còn có ta đâu. Chiến hồn giờ phút này gầm lên lên tiếng, hắn gắt gao trợn mắt nhìn Diệp Thần, ý thức đã bị hận ý hoàn toàn chiếm cứ, hận không được lập tức cầm Diệp Thần bắt ăn sống nuốt tươi. Chỉ bằng ngươi, một đạo nho nhỏ chiến hồn mà thôi. Diệp Thần khinh thường cười nhạt. Tự tìm cái chết, Diệp Thần như vậy cuồng ngông. Chiến hồn cũng không nhịn được nữa, bạo khởi ra tay. Cuồng bạo sát khí và chiến ý giống như 9 tầng trời nước lũ vậy tụ đến, theo chiến hồn một trưởng cuốn tới, khí thế đáng sợ cực kỳ, liền Mạc Huyết Minh vậy cảm thấy một chút nguy cơ. Đáng sợ như vậy nhất kích, Mạc Huyết Minh chưa thấy được giờ phút này thương thế nghiêm trọng Diệp Thần có thể ngăn cản, nhưng luân hồi chi chủ uy thế để cho hắn không thể không thận trọng. Ta tới giúp ngươi một cái. Mạc Huyết Minh ánh mắt chớp động. Tay cầm huyền vũ rìu khai thiên bạo cướp tới, chảm phá hư không trực kích Diệp Thần đầu lâu. Muốn giết ta, các ngươi nằm mơ. Đối mặt cuồng bạo liên hiệp công kích, Diệp Thần giận quát một tiếng, nhắm ngay chiến hồn trực tiếp ném ra một chai nước hoàng tuyền. Thứ gì, chiến hồn không biết nước hoàng tuyền lợi hại, thấy vậy cười lạnh một tiếng, một chưởng vỗ lên. Minh ngọc nổ tung, nước hoàng tuyền rơi xuống ra, tất cả đều đập xuống ở chiến hồn trên thân hình. Nước hoàng tuyền giống như tinh thần nhật nguyệt vậy nặng nề, trong nháy mắt liền đem chiến hồn đập rơi xuống đất. Cùng lúc đó, nước hoàng tuyền còn có tắm rửa tội nghiệt công hiệu, chiến hồn là vô số oán khí sát khí ngưng tụ, nguyên bản chính là vật không may, giờ phút này bị tắm rửa cực kỳ thống khổ, vô số oán khí sát khí hóa thành khói xanh phiêu tán. Thấy chiến hồn thảm trạng, Mạc Huyết Minh trong lòng giật mình, bất quá hắn rõ ràng nước hoàng tuyền lợi hại, Diệp Thần không thể nào dùng nước hoàng tuyền đánh lén hắn. Huống chi Diệp Thần giờ phút này đưa lưng về phía hắn, chính là không cửa mở ra thời điểm, hắn đã cầm rìu chém xuống, chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể để cho Diệp Thần hoàn toàn chết, chém chết Diệp Thần có thể cướp được ngút trời khí vật, đủ để cho hắn vô địch thiên hạ, cám dỗ này để cho hắn không cách nào cự tuyệt. Đây là ta Mạc Huyết Minh thiên hạ, Diệp Thần, đem người muốn ở hôm nay chết, Mạc Huyết Minh cười như điên không dứt, mà Diệp Thần lúc này lại giống như không cảm giác. Căn bản không có quay đầu ngăn cản dự định. Ngay tại huyền vũ rìu khai thiên sắp rơi vào Diệp Thần trên đầu lúc đó, một đạo ô quang đột nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể, Mạc Huyết Minh cảm thấy ngút trời ma khí cuốn tới. Không tốt, Mạc Huyết Minh giờ phút này khắp cả người phát rét, một cổ tử vong nguy cơ đem hắn bao phủ. Dưới tình thế cấp bách, Mạc Huyết Minh chỉ có thể buông tha công kích Diệp Thần, một rìu hướng dưới người chém tới. Mạc Huyết Minh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần bên người xuất hiện một vị ma khí ngút trời, khí thế cuồng bạo vô địch tồn tại. Ma đế, Mạc Huyết Minh chấn động trong lòng, chỉ gặp Già Thiên Ma Đế tay cầm lục tiên kiếm, người khoác phá quân chiến hoàng bào, sát ý lăng nhiên nhìn hắn. Mạc Huyết Minh, người muốn giết Diệp Thần, trước qua ta cửa này. Già Thiên Ma Đế lạnh lùng nói, khí thế hoàn toàn bùng nổ, vô tận uy nghiêm cuộn sạch. Già Thiên Ma Đế tội nghiệt đã hoàn toàn cọ rửa. Trước cảnh giới trói buộc hoàn toàn giải trừ.
nước hoàng tuyền càng làm cho Già Thiên Ma Đế không ngừng đột phá. Giờ phút này thực lực lại là đạt tới thánh tổ cảnh trung kỳ, đối mặt Mạc Huyết Minh cái này phân thân cũng là nghiêm nghị không sợ. Mạc Huyết Minh sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ bằng ngươi vậy muốn ngăn trở ta. Hôm nay ta nhất định chu diệt Diệp Thần nơi này. Bên kia, chiến hồn mặc dù bị nước hoàng tuyền đập xuống, thậm chí không ngừng cọ rửa, nhưng là hắn thực lực vẫn là quá mạnh mẽ, một chai nước hoàng tuyền không đủ để đem hắn giết chết, giờ phút này lại lần nữa từ dưới đất đứng lên, sát khí oán khí tụ đến, nhất thời để cho hắn thương thế lại lần nữa khôi phục. Luân hồi chi chủ, người muốn giết ta, chỉ có thể nhất kích chém chết, nếu không ta vĩnh hằng không chết. Chiến hồn cười lớn, sát khí ngút trời cuốn tới, lại đem hắn bọc trong đó, trong phút chốc sát khí toàn bộ bị chiến hồn hấp thu. Chiến hồn thân thể bành trướng 10 lần có thừa, giống như một tôn khai thiên ích địa cự nhân, giơ tay nhấc chân đều là thiên địa rúng động vậy sức mạnh to lớn, để cho người nội tâm rung động. Cho dù là Mạc Huyết Minh, giờ phút này nhìn chiến hồn trong lòng cũng là kinh hãi, nơi này đồng thời vội vàng mở miệng quát lên, chiến hồn các hạ, người thực lực đại tăng, ta ngươi hai người liên thủ, ắt sẽ chu diệt người này. Chiến hồn úng thanh đáp ứng, đỏ rực như lửa cặp mắt khát khao nhìn chằm chằm Diệp Thần, không che giấu chút nào mình điên cuồng hận ý, đối với một bên Già Thiên Ma Đế lại không có nhiều ít hứng thú. Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế giờ phút này cũng không nghĩ tới chiến hồn lại vẫn có thể dựa vào nơi này sát khí oán khí tăng lên thực lực, giờ phút này sắc mặt cũng ngưng trọng. Nguyên bản Già Thiên Ma Đế hồi phục, Diệp Thần cùng hắn liên thủ liền có thể ung dung chống đỡ Mạc Huyết Minh và chiến hồn. Dù là không thể giết chết bọn họ cũng có thể trở lui toàn thân. Nhưng hôm nay chiến hồn thực lực lại lần nữa tăng cường, hơn nữa Mạc Huyết Minh tất nhiên còn có lá bài tẩy, để cho thế cục lại lần nữa nguy cơ đứng lên. Đây là, Già Thiên Ma Đế ánh mắt chớp động, hắn thanh âm đột nhiên ở Diệp Thần trong đầu vang lên. Chiến hồn có thể dựa vào sát khí oán khí đột phá, ngươi cũng có thể. Diệp Thần ánh mắt sáng lên. Nơi đây không chỉ sát khí oán khí đậm đà, ma khí cũng là cuồn cuộn vô cùng, ngươi nếu như nhập ma, ngươi ta hợp lực, tất có thể đem Mạc Huyết Minh phân thân và chiến hồn chém chết nơi này. Nhập ma, Diệp Thần nghe vậy không khỏi chần chờ, hắn muốn nhập ma tất nhiên muốn mượn tới ám thần mạch, nhưng cưỡng ép nhập ma tất nhiên sẽ phải chịu cắn trả, thần chí có thể thần chí hỗn loạn, đến lúc đó không phân chia địch ta thì phiền toái. Luân hồi chi chủ, ngươi không cần đùa bỡn bịp bợm, bất luận ngươi có cái gì đo lường, cũng phải chết ở trong tay ta. Diệp Thần trần chờ lúc đó, chiến hồn đã bạo khởi ra tay, cuồng bạo bàn tay lớn giống như bầu trời đè xuống vậy, vô cùng vô tận sát khí mãnh liệt ra, hóa thành một phiến rừng thương, từ chiến hồn lòng bàn tay hung hăng rơi xuống. Một trưởng này thật là khủng bố, cho người một loại ngày tận thế cảm giác, sinh lòng chấn động. Mà giờ khắc này Mạc Huyết Minh vậy bạo khởi ra tay, hắn một tay cầm huyền vũ diều khai thiên, một tay chiến đao, trên người tu la chi khí tụ đến. Cho ta chấn giết, Mạc Huyết Minh một rìu một đao chém xuống, ngút trời tu la chi khí cuốn tới, hóa thành rìu lớn đổ sộ đao, giống như muốn hủy diệt thiên địa chí cường sát khí vậy bạo giết tới. Đối mặt công kích đáng sợ như thế, Già Thiên Ma Đế lục tiên kiếm bỗng nhiên chém ra, nhỏ nguyên binh uy thế vừa xem không bỏ sót, lại một kiếm đem chiến hồn và Mạc Huyết Minh công kích cũng ngăn trở, nhưng Già Thiên Ma Đế vậy miệng phun máu tươi, hiển nhiên chống cự cái này hai đạo cường hãn công kích cũng không hơn gì. Cùng lúc đó, Già Thiên Ma Đế cũng là nhìn Diệp Thần liền vội vàng nói, không nên do dự. Lại không vào ma liền không còn kịp rồi. Được, Diệp Thần nhất thời quyết đoán, dẫu sao tình hình trước mắt hết sức bất lợi, nếu như hắn không vào ma, dựa vào Già Thiên Ma Đế một người khó mà chống đỡ. Tới ám thần mạch, cho ta mở ra. Diệp Thần nội tâm nổi giận gầm lên một tiếng, vô biên hắc ám nhất thời bao phủ thiên địa. Hắc ám bên trong. Vô cùng vô tận ma khí giống như hải nạp bách xuyên liền hướng Diệp Thần tụ đến, Diệp Thần người tới không cự, hết thảy hút vào bên trong cơ thể. Trong chốc lát, Diệp Thần trên mình bộc phát ra kinh thiên ma khí, hắn cặp mắt cũng thay đổi được đen thui như mực, không gặp một chút mắt trắng, giống như một tôn ma thần dáng thế, ma khí cường hãn thậm chí vượt qua Già Thiên Ma Đế. Thấy một màn này, Mạc Huyết Minh giật mình trong lòng, nội tâm dâng lên lau một cái cảm giác không ổn. Vội vàng mở miệng phẫn nộ quát, chiến hồn các hạ, mau ngăn cản hắn, nếu để cho hắn vào thời khắc này nhập ma, vậy hắn thực lực tất nhiên bạo tăng, đến lúc đó người ta sợ rằng khó mà bắt hắn lại. Chiến hồn nguyên bản vậy không dự định nương tay, nghe nói như vậy hơn nữa cuồng bạo, vô cùng sát khí ngưng tụ,
lại hóa thành một cán sát khí trường thương, đỉnh thiên lập địa chiến hồn nắm chặt trường thương, không chút do dự một thương đâm tới. Sát khí trường thương đem không gian cũng đâm rách, vô số không gian mảnh vỡ rối rít rơi xuống, ngay sau đó liền bị trường thương đáng sợ lực trùng kích cuộn sạch, lại hội tụ vào một chỗ hóa thành cuồng bạo mảnh vỡ nước lũ. Không gian mảnh vỡ vô cùng sắc bén, hóa thành nước lũ lại là đáng sợ, thấy cái này vô địch nhất kích, Mạc Huyết Minh trong lòng ổn định chút, đồng thời sát theo chiến hồn bạo giết tới, nhắm ngay Giả Thiên Ma Đế một dìu chém xuống. Nguy cơ đều ở trong nhất niệm. Thượng giới, Thông Thiên Phong. Thông Thiên Phong là thượng giới một trong thập đại kỳ cảnh. Tin đồn thời đại thượng cổ, luân hồi chi chủ và một cái thần bí nam tử ở đỉnh núi Ngộ Đạo. Một ngộ chính là một năm. Cái này một năm, Thông Thiên Phong dị tượng không ngừng. Thậm chí một năm sau, Thông Thiên Phong dưới, xuất hiện hơn 10.000 đạo liệt ngân. Mà đây chút vết rách xuất hiện, chính là chịu đựng không được luân hồi chi chủ và thần bí kia chàng trai võ đạo ý vận. Đáng tiếc, luân hồi chi chủ chết sau đó, Thông Thiên Phong lại cũng không có người đi. Bởi vì ngọn núi này năm đó bị bày to lớn cấm chế. Người bình thường căn bản không cách nào đến gần. Một khi đến gần, liền sẽ bị năm đó hai người võ đạo ý vận cho nghiền nát. Mấy chục ngàn năm qua, vô số người thử nghiệm. Nhưng, cuối cùng chỉ để lại một phiến xương trắng. Xúc mục kinh tâm. Giờ phút này, Thông Thiên Phong bên trên. Hai người bóng người ở ánh nắng chiều hạ đổ ánh. Một người bóng người to lớn, quanh thân tản ra cực kỳ khí tức thần bí, lãnh đạm con người bên trong huyết nguyệt như ẩn như hiện. Cố nhiên không có bất kỳ khí tức gì chập chờn. Nhưng hắn như thế một chạm, tựa như liền áp đảo thiên địa bên trên. Chính là thần bí đảm nhiệm. Nhâm Phi Phàm nhìn mây mù vòng quanh phong cảnh, đối với bên cạnh lão giả nói, Diệp lão, thằng nhóc kia tựa hồ đi cổ chiến trường. Nói thật, thật rất hoài niệm đã từng là năm tháng. Một bên Diệp lão lắc đầu một cái, đây là thằng nhóc kia lựa chọn. Thật ra thì chết vậy hồi nào không phải một cái lựa chọn rất tốt. Đời trước, hắn cố nhiên thực lực lay trời, nhưng con đường võ đạo trải qua gặp trắc trở cuối cùng quá thiếu. Điều này sẽ đưa đến hắn võ đạo, không cách nào mới tại tim. Dùng hoa hạ lời nói, hắn hồi nào không phải loại nào đó phòng ấm đóa hoa. Mà đây nhất thế, hắn nặng tu vũ đạo, mới tại Ninh Ba, vô số lần trong sinh tử lịch luyện, tạo cho hắn bền bỉ tim và lăng tiêu võ ý. Huyết mạch hắn đối với võ đạo hiểu, có thể vượt xa đời trước. Thậm chí, chỉ phải có đầy đủ thời gian, hắn còn có thể vượt qua bây giờ ngươi. Nhâm Phi Phàm khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, xoay người, hai tay chắp sau lưng, ngưng mắt nhìn một bàn đã phân bố rêu xanh bàn cờ. Một điểm này, ta tin tưởng. Đời này Diệp Thần sẽ ánh sáng vạn trượng. Nếu như không phải là hắn lựa chọn, có thể ta hai người chúng ta đối mặt những tên kia, vẫn là vô kế khả thi. Lần này, Diệp Thần thật sự là hy vọng duy nhất. Diệp lão nhìn một cái đảm nhiệm, sau đó ánh mắt vậy rơi vào trên bàn cờ, do dự mấy giây, mở miệng nói, ngươi ở cổ chiến trường để lại cái gì? Nhâm Phi Phàm con ngươi híp lại, để lại, ta năm đó nhất dẫn lấy làm hãnh diện đồ. Có lẽ, vật này thích hợp hắn hơn. Diệp lão đoán được cái gì, không khỏi gật đầu một cái, tiếp tục nói, đúng rồi, ta trước đây không lâu đi một chuyến vực ngoại thiên ma chi địa. Ma hoàng sau khi biến mất, nơi đó liền bình tĩnh. Nhưng là, trước đây không lâu, nơi đó thậm chí có cực mạnh chập chờn, ta cảm giác ma hoàng có thể phải đối với Diệp Thần ra tay. Mất đi nhất dẫn lấy làm hãnh diện con trai, ma hoàng biến mất hành vi tuyệt đối không đơn giản. Nhâm Phi Phàm con người bên trong hiện lên một vòng bánh xe huyết nguyệt, nhàn nhạt nói, ma hoàng đi nơi nào ta mơ hồ có thể đoán được, cái đó vòng xoáy bên trong cũng không phải là địa phương tốt. Thần quốc diệt thế kiếp là không trốn thoát được. Dựa theo vậy ma hoàng tính cách, sẽ không tùy tiện ra tay, phỏng đoán sẽ nổi lên chí cường nhất kích. Để lại cho Diệp Thần thời gian, còn có. Liền xem hắn có thể ở trong chiến trường cổ được cái gì. Diệp lão hơi ngẩn ra, mới vừa muốn nói cái gì, sau lưng hắn không gian ba động. Toàn bộ Thông Thiên Phong hạ nổi lên tuyết. Thậm chí ở trong nháy mắt hóa là băng sơn. Diệp lão ánh mắt ngưng trọng, những người đó lại tới tìm ngươi. Lần này thật không gặp vừa gặp. Nhâm Phi Phàm chỉ thật đơn giản trả lời hai chữ, không gặp. Một giây kế tiếp, quanh thân cuốn lên trước một cổ cực hạn huyết khí cùng với nguyên khí, rồi sau đó hoàn toàn tiêu tán.
Diệp lão không biết làm sao, cũng chỉ có thể đi theo lên. Mà đang ở hai người rời đi sau đó, một người mặc băng lam ngọc dùng cô gái, cùng với một đám cường giả toàn bộ hạ xuống. Cô gái nhắm mắt lại, hơi cảm thụ, mặt tuyệt mỹ bàng chi trên viết một chút không vui. Người đã đi rồi, chúng ta vẫn là chậm một bước. Tiếp tục tìm. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh vậy hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, vậy đã từng yên tĩnh thông thiên phong lại khôi phục yên lặng. Tầng kia băng tuyết vậy dần dần tan rã. Vạn vật tựa như vào giờ khắc này hồi phục. Cùng lúc đó, vực ngoại. Thiên ma chi địa. Một phiến hoang vu, tĩnh mịch, tản ra khí tức mục nát hồi bại mặt đất bên trên, là một phiến máu đỏ bầu trời, vô biên ma sát khí, chết xấu xa chi khí, ở huyết sắc này bên trong phủ đáng, có thể ở hoàn cảnh như vậy bên trong sinh tồn tiếp sinh linh, ít chi lại càng ít. Mà ở đỏ tươi bầu trời ra không trung sâu thẳm, lơ lửng vô số bể tan tành thi thể hài cốt, giống như vực ngoại phần mộ vậy. Nơi này, chính là vực ngoại thiên ma chi địa nhất cấm kỵ địa phương, đúng mảnh không gian. Cũng tản ra vô cùng kiềm chế, kinh khủng hơi thở. Đột nhiên, một đạo bóng đen quỷ dị, từ hài cốt tới giữa thoáng qua, sắp chết ánh sáng tản ra mờ tối chói lọi, ánh chiếu ra là một đạo cực kỳ khủng bố, xấu xí bóng người. Đó là một cái toàn thân đen nhánh, cả người mọc đầy chạm tay ma thú, vậy từng tờ một không ngừng khép mở miệng lớn bên trong, trải rộng lóe lên hàn mang xanh biếc răng nanh. Ma thú này đầu trụi lủi bên trên, không ngừng chuyển động. Tựa hồ, đang tìm trước con mồi. Có thể ở nơi này vực ngoại thiên ma chi địa bên trong, tự nhiên hành động sinh linh, khởi hữu nhỏ yếu tồn tại. Ma thú này, quanh thân bất ngờ tản mát ra không kém chút nào thánh tổ cảnh cường giả hơi thở. Thực lực, tương đương với thánh tổ cảnh trung kỳ võ giả. Ma thú ở vô số thi hài gian du tẩu, mắt trâu bên trong, bỗng nhiên ánh sáng chớp mắt, ở cuối tầm mắt, trùng trùng xám hồng trần ai che giấu dưới. Mơ hồ tới giữa, hiện ra một đạo hình như chăn lớn bóng dáng. Ma thú vô số điều đầu lưỡi, không hẹn mà cùng liếm môi một cái, nước miếng cuồng trào, chảy khắp toàn thân. Bữa tiệc lớn, xuất hiện. Bất quá, rất nhanh, ma thú trong mắt bên trong vậy đói khát vẻ, liền đạm bạc đi xuống, bởi vì, hắn phát hiện cái này chăn lớn xuất hiện vị trí vùng lân cận, có một cái hắc động. Một cái, tản ra vô cùng là đậm đà ma sát khí. Làm người ta thần hồn kinh hãi đổ sộ đại hắc động. Cho dù là cái này đáng sợ ma thú, thấy hắc động kia ngay tức thì, trong mắt bên trong, cũng là nổi lên sâu đậm vẻ sợ hãi. Nó biết, cái này hắc động ở thiên ma chi địa tương đương với cấm kỵ giống vậy tồn tại, bất luận là cường đại dường nào sinh linh, một khi bị hút vào trong đó, cũng lại cũng không có lần nữa xuất hiện qua. Nếu như có thể, nó không muốn tới gần nơi đó. Nhưng mà... Nhìn vậy từ từ đi xa chăn lớn, ma thú trong mắt lại thoáng qua vẻ do dự. Nó đã có mấy trăm năm, không có ăn uống gì qua, ở thức ăn này thiếu thốn trong khu vực, muốn tìm được bản thân có thực lực bắt được con mồi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như buông tha lần này cơ hội, muốn lấp no bụng, còn không biết phải đợi bao lâu. Chỉ chốc lát sau, ma thú trong mắt, rốt cuộc bộc phát ra quyết nhiên ánh sáng. Vậy quấn quanh ở linh hồn hắn trên đói khát. Áp đảo vốn là còn dư lại không có mấy lý tính. Ma thú cả người xúc tu động một cái, liền đem trước người không gian biến dạng, một cái lóe lên liền đi tới vậy chăn lớn trước người. Nguyên bản, đang tìm con mồi chăn lớn, bỗng nhiên cả kinh, nhìn đột nhiên xuất hiện ma thú, trong mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái này chăn lớn, mặc dù có thánh tổ cảnh thực lực, có thể ở nơi này phiến thiên ma chi địa cấm kỵ khu vực bên trong. Không thể nghi ngờ là ở vào chuỗi thức ăn tầng dưới chót tồn tại, nó sở dĩ, đi tới nơi này hắc động vùng lân cận săn, chính là vì tránh, bị cường giả để mắt tới à. Có thể, không nghĩ tới, còn là trở thành đầu này trong truyền thuyết bị thiên ma nhất tộc gọi là vạn phệ CMN mục tiêu. Vạn phệ ma có thể coi như là thiên ma nhất tộc tín ngưỡng ma thú à. Thậm chí có một phần chia thiên ma máu cường giả mạch đến từ đầu này trong năm tháng vô tận ma thú. Vạn phệ ma vậy miệng lớn bên trên, đều lộ ra một cái lạnh người cười nhạt, quanh thân ma sát cuồn cuộn, hàng ngàn hàng vạn cái xúc tu động một cái, liền giống như là huyết ma long nhất vậy hướng chăn lớn vằn cổ tới. Cái này hơn 10.000 xúc tu, mỗi một cây, cũng tản mát ra tuyệt mạnh năng lượng ba động, mơ hồ, lại là đem đúng mảnh không gian, cũng hoàn toàn giam cầm. Vậy chăn lớn thân thể cứng đờ, thụ mục bên trong hiện lên vẻ tuyệt vọng,
thời khắc này nó, đừng nói là phản kháng, thậm chí liền trong cơ thể lực lượng, đều không cách nào nhắc tới từng tia, chỉ có thể trở thành dính trên nền thịt cá. Một khắc sau, vậy xúc tu đem chăn lớn thân thể, hoàn toàn bọc, vô số miệng lớn, điên cuồng xé cắn, chăn lớn trong miệng, phát ra một tiếng thê lương hí, cả người xương máu đằng đằng, lại là bị vậy vạn phệ ma, miễn cưỡng đem máu thịt gặm nhấm hầu như không còn. Tình cảnh, vô cùng máu tanh, khủng bố. Vậy vạn phệ ma trong mắt bên trong, thoáng qua mừng như điên cùng vẻ thỏa mãn, hưởng thụ bữa này tới không dễ bữa tiệc lớn. Đói bụng, để cho nó hoàn toàn đắm chìm trong thức ăn ngon mang tới vui vẻ bên trong, liền chăn lớn xương cùng nội tạng, cũng không buông tha, còn đang không ngừng cắn nuốt, thậm chí, cũng không có phát hiện, một đạo bóng mờ đang lặng yên không một tiếng động đến gần mình. Đột nhiên tới giữa, vạn phệ ma trong mắt thần sắc biến đổi, ngay tức thì buông tha còn không có ăn xong chăn lớn thì hài, muôn vàn xúc tu cuồng vũ, liền muốn lần nữa biến dạng hư không chạy trốn, nhưng vào lúc này, một bàn tay, một cái trắng bệch huyền như khô lâu giống vậy bàn tay, hung hăng hướng vạn phệ ma chộp tới. Đối mặt cái này cực nhanh chộp tới một trường, vạn phệ ma quanh thân miệng lớn cắn răng một cái, đành phải buông tha chạy trốn, xoay người lại nghênh kích. Một trường này, quá mạnh mẽ, cho dù nó miễn cưỡng trốn vào liền không gian kẽ nứt, cũng sẽ ở một trường này dưới trọng thương, như vậy tới một cái, vạn phệ ma tuyệt không có khả năng tránh thoát trước mắt khô lâu này vậy ma thú đuổi giết. Đứng ở vạn phệ ma trước người, là một người cực kỳ dữ tợn tồn tại. Đối mặt cái này tồn tại, vạn phệ CMN máu đều phải đọng lại. Tên này hơi thở, quá kinh khủng. Đồng thời, cũng là thiên ma chi địa đỉnh đỉnh nổi danh bạch cốt ma vương. Tuyệt không phải một cái vạn phệ ma, có thể đối kháng à. Bạch cốt ma vương quanh thân tử khí gào thét, ùn ùn kéo đến vậy, đi đôi với đánh ra một trường, hướng vạn phệ ma điên cuồng đánh thẳng tới. Vạn phệ ma ở một trường này dưới uy thế, cả thân răng nanh, cũng đang run rẩy, nhưng vẫn là trong cơ thể ma khí rung động, muôn vàn xúc tu, mang cuồn cuộn ma sát, hướng một trường này phong đi. Một khắc sau, bạch cốt thủ trường, cùng vậy muôn vàn ra tay, ầm ầm đụng nhau. Sợ hãi một màn, xuất hiện. Vậy giết trong nháy mắt chăn lớn, nhìn như liền cả ngày không gian, cũng có thể ngay tức thì đánh nát nhất kích, đối mặt bạch cốt ma vương một trường, lại là chút nào sức đề kháng không có, ngay tức thì, liền ở đó bạch cốt thủ trưởng dưới, biến thành xương máu tiêu tán à. Vạn phệ ma trên thân hình, còn sót lại mấy tờ miệng lớn, phát ra vô cùng là thống khổ kêu thảm thiết, thân hình động một cái, thì phải không để ý hết thảy chạy trốn, nhưng vào lúc này, sau lưng không gian, bỗng nhiên biến dạng, khác một cái bạch cốt thủ trưởng, từ vết nứt không gian tới giữa đưa ra, vững vàng nắm vạn phệ CMN đầu lâu. Một khắc sau, cái này vạn phệ ma liền kêu thảm thiết, cũng không kịp phát ra, thân thể liền ầm ầm nổ tung. Nhưng, cái này, vẫn chưa hết. Cái này ma vương, không ăn máu thịt, hắn khát vọng là linh hồn. Bạch cốt ma vương vậy lóe lên màu đỏ tím quỷ hỏa trong mắt bên trong, hiện lên vẻ chế nhạo cùng vẻ tàn nhẫn, ở trong tay hắn nắm, là vạn phệ CMN hồn phách. Vạn phệ ma liều mạng vùng vẫy, nhưng, thì như thế nào có thể chạy khỏi cái này xương trắng tay giam cầm. Nó nhìn bạch cốt ma vương, mặt đầy vẻ khẩn cầu. Mà bạch cốt ma vương mắt trung thần sắc, hơn nữa nghiền ngẫm, đột nhiên tới giữa, lại là bàn tay buông lỏng một chút, thật giống như, thật muốn để cho chạy vạn phệ CMN hồn phách vậy. Vạn phệ ma thấy vậy đại hỉ, mặc dù chỉ còn lại hồn phách trạng thái, nhưng, nếu là có thể đoạt xác, còn có cơ hội bắt đầu lại, không phải sao? Vậy hồn linh thì phải hướng xa xa bồng bềnh đi. Nhưng vào lúc này, vậy bạch cốt ma vương trong mắt ý định giết người trước mắt, một tấm miệng lớn, trong miệng tản mát ra tuyệt mạnh hấp lực, đem vậy hồn phách kéo hướng giống như vực sâu không đáy lớn như vậy miệng bên trong rơi đi. Vạn phệ ma hồn phách trong mắt, ngay tức thì hiện ra vô cùng tan vỡ, vẻ tuyệt vọng, liều mạng vùng vẫy, cuối cùng, vẫn là chỉ có thể rơi vào thi ma vương trong miệng, bị hắn hoàn toàn tiêu hóa. Trước dành cho hy vọng, lại đem hy vọng, hoàn toàn bể tan tành. Cái này bạch cốt ma vương, coi là thật tàn nhẫn vô cùng. Lấp đầy bụng sau đó, bạch cốt ma vương thân thể động một cái, sẽ phải rời khỏi nơi này, tiếp tục đi săn, mặc dù, lấy hắn thực lực, có thể không sợ tại hắc động kia sức hút, nhưng, ở loại địa phương này, cho dù mạnh như thi ma vương, vậy sẽ cảm thấy vô cùng là không thoải mái. Nhưng ngay khi bạch cốt ma vương chuẩn bị rời đi ngay tức thì, dị biến phát sinh.
Yên lặng thật lâu, màu đen vòng xoáy, lần đầu tiên, xuất hiện biến hóa. Hắc động bên trong, không ngừng truyền ra như sấm vang lớn, đen nhánh tia chớp, ở cửa hang lượn lờ, một khắc sau, hắc động nơi ranh giới, đột nhiên đưa ra một cái màu máu đỏ cánh tay, chặt chẽ bắt được hắc động bên bờ. Bạch cốt ma vương chợt xoay người, một cặp tròng mắt bên trong, quỷ hỏa kích động, kinh ngạc khó tin nhìn trước mắt một màn. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, là có người, muốn từ màu đen vòng xoáy bên trong quay trở về? Trước đây không lâu, thiên ma nhất tộc ma hoàng tiến vào trong đó, chiếu lý mà nói hẳn là chết ở bên trong. Chẳng lẽ, một khắc sau, bạch cốt ma vương lại là sắc mặt biến đổi, hắc động kia bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra một hồi tuyệt cường khí tức, cho dù là hắn, cảm ứng được hơi thở này ngay tức thì đều là một hồi sợ hãi. Tốt uy áp kinh khủng. Bạch cốt ma vương nhìn vậy chỉ đỏ tươi bàn tay, trong mắt vẻ kiêng kỵ, bộc phát đậm đà, thân hình cùng nhau, không chút do dự sẽ phải rời khỏi nơi này, nhưng ngay khi hắn xoay người ngay tức thì, lại là một cái đỏ tươi bàn tay, từ hắc động bên trong đưa ra, hơn nữa, giống như màu đỏ như tia chớp, không ngừng kéo dài, hướng hắn phóng tới. Bạch cốt ma vương trong mắt vẻ kinh hãi, cơ hồ đều muốn hóa thành thực chất, vô cùng nguy hiểm hơi thở, giữ lại hắn cổ họng. Hắn quanh thân tử khí, điên cuồng lăn lộn, cả người thực lực, không giữ lại chút nào bùng nổ. Bạch cốt ma vương sau lưng cây cây gai xương, từ trên người thoát khỏi, hóa thành từng đạo trắng bạch lưu quang, hướng huyết sắc kia bàn tay, đánh đi. Những thứ này gai xương, đều là bạch cốt ma vương, tiêu phí vô số năm tháng, lấy vô số linh hồn của sinh linh lực, rèn luyện mà thành, dùng một quả liền thiếu một quả, mà lần này, ở quỷ dị này tay máu dưới sự uy hiếp. Bạch cốt ma vương vì bảo vệ tánh mạng, cũng là vô cùng quả quyết, lại trực tiếp vận dụng toàn bộ gai xương. Ở nơi này mấy chục cái gai xương hợp kích dưới, bạch cốt ma vương có lòng tin, cho dù là thánh tổ cảnh hậu kỳ tồn tại, cũng có thể ngăn cản lần trước ngăn cản. Máu này tay chủ nhân mạnh hơn nữa, cũng không khả năng dưới tình huống này, lưu lại mình chứ. Thả ra gai xương sau này, bạch cốt ma vương trên mặt, cũng không khỏi được hiện lên một chút vẻ buông lỏng. Thì phải biến dạng không gian bỏ chạy. Có thể, một khắc sau, vậy bị bạch cốt ma vương ký thác kỳ vọng rất lớn gai xương, lại là ngay tức thì, bể tan tành. Máu kia tay bên trên, tinh thuần cực kỳ ma khí lao nhanh, lại là ngay tức thì, liền mất đi liền mấy chục cái gai xương, đem bạch cốt ma vương cái này hao phí vô số tâm huyết hoàn thành nhất kích, ngay tức thì chấn áp à. Bạch cốt ma vương, thấy vậy sửng sốt một chút, óc đều không cách nào vận chuyển. Làm sao có thể, có người có thể nhất kích nghiền nát mình mấy chục cái gai xương? Cái này hắc động bên trong tồn tại, kết quả là lai lịch gì? Có thể. Nhưng ý niệm này, cũng chỉ là từ hắn đầu óc bên trong, chớp mắt rồi biến mất thôi. Bởi vì, rất nhanh, cái này vô cùng cường đại tồn tại, liền liền suy tính cơ hội, cũng không có. Máu kia đỏ bàn tay, chặt chẽ nắm thi ma vương cổ họng, rồi sau đó, lấy làm người ta hoa cả mắt tốc độ. Ngay tức thì thu hồi, đem bạch cốt ma vương thân thể to lớn, kéo vào hắc động bên trong. Đúng phiến không trung sâu thẳm, phục thuộc về yên lặng. Chỉ chốc lát sau, một đạo màu máu bóng người, bỗng nhiên từ vậy không trung sâu thẳm bóng đen bên trong bay ra, hiện ra một đạo vô cùng gầy đét, toàn thân máu đỏ bóng người. Tựa hồ là thiên ma nhất tộc bóng người. Cái này thoát đi màu đen vòng xoáy tồn tại, lại là một người vực ngoại thiên ma. Hơn nữa. Mặc dù thân thể, nhìn như một bộ chi nhiều hơn thu quá độ, sinh mạng tinh nguyên còn dư lại không có mấy hình dáng, nhưng, hắn vậy máu đỏ màu da, nhưng chứng minh hắn chí tôn vô thượng huyết mạch. Vô cực chân ma. Tên ma tộc này, lại là cùng ma hoàng giống vậy thân là vô cực chân ma tồn tại. Nhưng, tên ma tộc này, nhìn qua nhưng là vô cùng được già nua. Tuy già nua, có thể hắn quanh thân tản ra hơi thở. Nhưng không biết so đã từng là ma vô thiên cường thịnh nhiều ít lần. Vậy, là cường giả chân chính hơi thở à? Cái này ma tộc ông giả ánh mắt quét qua quanh thân không trung sâu thẳm chi cảnh, huyết mâu bên trong, hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cười như điên nói, ha ha ha. Bổn tôn ma vô thiên, rốt cuộc đi ra, cái này màu đen vòng xoáy bên trong thời gian lại và ngoại giới không giống nhau. Ta ở màu đen vòng xoáy tựa như nán lại ngàn năm, ta trả giá vô số năm tháng và sức sống, thậm chí vì thế biến thành cái này quỷ dạng. Nhưng ngoại giới tựa hồ qua được cực kỳ chậm chạp.
con ta nói qua muốn vì ngươi báo thù, thần quốc đều phải trở thành ngươi chôn theo. Đổi là già nua ma vô thiên đi tới một nơi huyết sát đại trận, hắn đứng ở đó huyết sát đại trận trước, trong mắt, thoáng qua một chút hoài niệm vẻ, đại trận này, hắn cùng mình đứa nhỏ còn từng ra tay tự chữa, cải tiến qua. Ma hoàng chi tử, không chỉ là ma tộc truyền kỳ thiên tài, đồng thời, cũng là một người trận đạo kỳ tài. Ma vô thiên lại nhớ tới liền chết đi con trai. Trong mắt hắn lóe lên vô cùng u lãnh ngọn lửa. Lấy ma vô thiên thực lực, cùng với đối với máu này sát đại trận biết rõ, đại trận này, tự nhiên không cách nào ngăn trở hắn tiến vào trong đó. Một khắc sau, ma vô thiên quanh thân ma khí rung động, ngón tay gật liên tục, mấy đạo màu máu ánh sáng, rơi tại đại trận trên mấy cái vị trí, toàn bộ đại trận, tựa hồ liền xảy ra loại nào đó quỷ dị biến hóa. Ma vô thiên khẽ mỉm cười, thân hình động một cái, liền không trở ngại chút nào sáp nhập vào trong đó. Rồi sau đó, ma vô thiên thân hình một cái chớp động, liền tiến vào ma cung bên trong, hướng thiên ma mệnh đường đi. Mệnh đường bên trong, thờ phụng ma tộc ma hoàng mệnh lửa. Rất nhanh, ma vô thiên liền đi tới mệnh đường, đứng ở mệnh đường trước, ma vô thiên ngay tức thì dừng bước. Hắn thấy là một phiến hắc ám. Không có ánh sáng. Mệnh đường bên trong, không có từng tia ánh sáng. Run rẩy, cái này sớm thành thói quen liền hắc ám, giờ phút này, đối mặt trống không mệnh đường, nhưng là không nhịn được run đứng lên. Hai đạo máu nước mắt, theo gương mặt, chậm rãi chảy xuống. Đối với ma vô thiên mà nói, mệnh đường bên trong hắc ám, so với cái gì màu đen vòng xoáy không biết thâm thúy, kinh khủng nhiều ít lần à. Một khắc sau, một cổ cực kỳ sát ý, phóng lên cao. Bỗng nhiên tràn ngập toàn bộ vực ngoại thiên ma chi địa. Vùng lân cận vô số vô cùng cường đại vực ngoại sinh linh, đang cảm thụ đến nơi này sát ý ngay tức thì, không một không phải run lẩy bẩy, ngay cả hô hấp, cũng không dám hít thở. Ma vô thiên trong mắt màu máu, bộc phát đậm đà, mang tràn đầy lửa giận cùng căm ghét, gào thét nói, con ta. Ngươi yên tâm, là cha, nhất định sẽ vì ngươi báo thù, là cha sẽ làm cho cả thần quốc, để cho vậy vô số người tộc. Cũng vì ngươi chôn theo. Đáng chết Diệp Thần, ta ma vô thiên nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Ta muốn ngươi sống không bằng chết, ta muốn ngươi nhìn bên cạnh ngươi người từng cái chết đi. Ta muốn cho ngươi cảm thụ vượt qua ta gấp trăm ngàn lần thống khổ. Phát tiết xong, ma vô thiên ngồi xếp bằng, đối với trống không mệnh đường nói, thiên ma tổ tiên, lần này ta muốn liều chết đánh một trận, vì thiên ma tín ngưỡng. Ta nguyện dùng thiên ma hết thảy, đổi thần quốc hủy diệt. Hy vọng tổ tiên phù hộ ta có thể thành công mang đi thiên ma tộc hạch tâm đại trận. Nói xong, ma vô thiên liền nhắm mắt. Quanh người hắn huyết khí càng ngày càng nồng đậm. Không có ai biết hắn phải làm gì, nhưng tuyệt đối là cử chỉ điên cuồng. Có thể phải không được bao lâu, 10 ngày, cũng hoặc là 1 tháng, vẫn là 2 tháng. Nhưng tuyệt đối sẽ trước thời hạn tại diệt thế kiếp ngày tháng. Hắn liền sẽ mang hắn cử chỉ điên cuồng, hạ xuống thần quốc. Để cho mọi người làm chứng, vì sao là thiên ma tín ngưỡng. Ngay tại ma vô thiên ở thiên ma nhất tộc mệnh đường chuẩn bị hội tụ trận pháp, phá hủy thần quốc lúc. Cũng không biết, thiên ma chi địa trời cao bên trong, lơ lửng hai đạo thân ảnh. Hai người đều là cả người áo bào đen, quanh thân hội tụ khí tức cực kỳ kinh khủng. Một người trong đó ma khí cuồn cuộn, xem không thấy bất kỳ biểu lộ gì. Giống như địa ngục ma. Sau lưng hắn hư không, tựa như vào giờ khắc này ngừng. Người này thực lực tuyệt đối vượt qua ma vô thiên. Hơn nữa còn là nghiền ép cấp bậc. Như vậy tồn tại, giờ phút này nhưng là cung kính đối với trước người tóc trắng người áo bào đen cung kính nói, điện chủ, có cần hay không xóa đi ma hoàng. Tóc trắng người áo bào đen lại là đế uyên điện điện chủ đế thích thiên. Đế thích thiên có nhiều thú vị nhìn mệnh trong sảnh ma hoàng. Lộ ra một đạo có chút tuấn mỹ nụ cười, vốn là, ta quả thật muốn cho ngươi xóa đi cái phế vật này. Nhưng hiện tại, cái phế vật này nhìn như cũng không phải như vậy không đúng tí nào. Người ta còn đánh giá thấp thân tình mang đến lực lượng. Có lẽ, cùng trận pháp kia chuẩn bị xong, thần quốc diệt thế kiếp thật sẽ tới. Thần quốc là tên kia cố hương, nếu như hủy diệt, có lẽ đối với tên kia nhân quả đều là một loại cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng, đây là chuyện tốt. Ta không thể quá nhúng tay thần quốc chuyện, mượn cái loại này chết thị không phải là đánh cờ khoái cảm sao. Ta đế thích thiên cũng không muốn làm cái loại này đáng thương con cờ. Đi thôi,
Áo bào đen thủ hạ hơi ngẩn ra, hắn ngược lại là lần đầu tiên nghe được điện chủ phát ra như thế nhiều cảm khái. Bất quá nếu điện chủ dự định lại cho ma hoàng một lần cơ hội, hắn cũng không thể tiếp tục ra tay. Đi thôi. Rất nhanh, phía sau hai người hư không xuất hiện một đạo không gian vết rách. Vết rách chập chờn. Vậy hai cái bóng đen nhưng là vô căn cứ biến mất. Cực kỳ quỷ dị. Mà mấy giây sau đó, mệnh trong sảnh ma vô thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, tràn đầy tia máu con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm một nơi phương hướng. Nhìn chòng chọc hồi lâu. Sau đó, thở dài một tiếng, mạng ta, đã sớm không thuộc về mình. Cho dù là một con cờ thì như thế nào, ta chỉ cần Diệp Thần chết. Chỉ cần thần quốc hủy diệt. Hình ảnh quay về. Thời khắc này Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế tự nhiên không biết ma hoàng ra đời. Dưới mắt, bọn họ có càng khó giải quyết sự việc. Đối mặt Mạc Huyết Minh công kích, Già Thiên Ma Đế sắc mặt nghiêm nghị, lục tiên kiếm ngang nhiên chém ra, đầy trời ma khí cuộn sạch, cùng tu la chi khí đối kháng, nơi này đồng thời lục tiên kiếm cùng huyền vũ rìu khai thiên đụng vào nhau. Oanh, cuồng bạo đánh vào dư âm cuốn đi bốn phía, toàn bộ cổ chiến trường đều bị quét sạch, vô số thi hài bay lên. Trên bầu trời quả đen kền kền kêu thảm nổ thành một phiến xương máu. Hụ! Già Thiên Ma Đế ngạnh hám Mạc Huyết Minh một kích toàn lực, trong cơ thể khí huyết chấn động, liền lùi mấy bước. Mà bên kia Mạc Huyết Minh vậy cũng không hơn gì, huyền vũ rìu khai thiên mặc dù là 33 thiên hồng mông chí bảo, nhưng là cùng lục tiên kiếm như vậy chuyên là chiến đấu giết hại mà sinh nhỏ nguyên binh so sánh, ở không có chút nào sặc sỡ chiến đấu đụng nhau bên trong vẫn là hơi có vẻ hạ phong. Chỉ là giờ phút này, Già Thiên Ma Đế và Mạc Huyết Minh cũng không rảnh chiếu cố đến chuyện mình trạng thái, ngược lại đưa mắt về phía bên kia Diệp Thần. Hắn hai người chúng ta đều biết, Diệp Thần mới là mấu chốt của trận chiến này, nếu như Diệp Thần có thể cưỡng ép nhập ma, đến lúc đó thế cục thì có thể bị nghịch chuyển. Chiến hồn trong tay kinh thế trường thương đã phá không tới, hội tụ không gian mảnh vỡ nước lũ dường như muốn đem Diệp Thần hoàn toàn nghiền nát, hóa thành bụi bặm. Mà giờ khắc này Diệp Thần chỗ ở vị trí lại bị che trời tế đất đáng sợ ma khí bao trùm, tất cả mọi người đều không thấy rõ ma khí ở giữa tình hình. Oanh, trường thương đâm vào ma khí bên trong, ma khí nhất thời bị chấn động mở, mọi người tất cả đều trợn to hai mắt nhìn về phía ma khí nội bộ, nếu như Diệp Thần không ngăn được cái này một súng, Diệp Thần liền là chết chắc. Tự tìm cái chết, ngay tại lúc này, một tiếng giống giận từ ma khí bên trong truyền tới. Tiếp theo đầy trời ma khí lại ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn, vững vàng đem trường thương đầu thương nắm ở trong tay. Đồ khốn, ngươi dám đối với ta ra tay. Ma khí hóa thành bàn tay lớn, Diệp Thần bị che đậy thân hình vậy hiện ra. Chỉ gặp Diệp Thần cả người áo khoác chấn động, vù vù vang dội, hắn cặp mắt đen thui như mực, tràn đầy sát ý cùng cuồng bạo, gắt gao nhìn chằm chằm chiến hồn. Bất quá một đám phế vật ngưng tụ mà thành chiến hồn, lại dám đối với ta ra tay. Diệp Thần lại lần nữa giận quát một tiếng, trên người ma khí phóng lên cao, nắm được trường thương đầu thương bàn tay lớn đột nhiên nắm chặt. Đầu thương đột nhiên nổ tung, vô số sát khí oán khí hóa thành khói xanh, mà Diệp Thần cánh tay một vung, bàn tay lớn đột nhiên phiến hướng chiến hồn. Đáng chết, chiến hồn giờ phút này tức giận giống to, hắn không nghĩ tới Diệp Thần ở cổ chiến trường nhập ma lại có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Rất hiển nhiên. Trong chiến trường cổ ma khí so sát khí và oán khí cộng lại còn muốn đậm đà, cái này làm cho Diệp Thần thực lực hoàn toàn bạo tăng, thậm chí vượt qua hắn. Trường thương đầu thương đã hủy, chiến hồn đem trường thương làm gậy gộc đập về phía bàn tay lớn, chỉ là lẫn nhau đụng chạm dưới, trường thương nhưng giống như giấy dán vậy, bị bàn tay lớn dễ như bỡn đập bể. Một giây kế tiếp, bàn tay lớn đã tới chiến hồn trước mặt, mắt xem liền muốn đem chiến hồn từ không trung vỗ xuống. Đỉnh thiên lập địa chiến hồn không cam lòng yếu thế, nổi giận gầm lên một tiếng, trên bầu trời mây khói đều bị uống tán, mà hắn hai tay hóa quyền hung hăng đập về phía bàn tay lớn. À, chiến hồn hai quả đấm ngay tức thì bị bàn tay lớn đập bể, ngay sau đó cả người đều bị đập bay ra ngoài, vô số sát khí oán khí mất đi, chiến hồn giống như tả tơi túi vải vậy rơi xuống ra. Mà bàn tay lớn đem chiến hồn đánh bay sau đó, giống vậy ma khí hao hết, một tiếng nổ vang tiêu tán ở không trung. Diệp Thần, người thành công. Già Thiên Ma Đế thấy Diệp Thần cái này kinh thế một trưởng, không khỏi mừng rỡ vạn phần kêu lên. Mạc Huyết Minh giờ phút này nhưng là sắc mặt âm tình bất định, Diệp Thần vận dụng tới ám thần mạch nhập ma sau thực lực quá đáng sợ, mới vừa một trưởng kia liền thành tựu phân thân hắn đều cảm thấy khó giải quyết,
đơn giản là vô địch. Giữa lúc Mạc Huyết Minh cân nhắc phải chăng phải rời khỏi lúc đó, Diệp Thần nghe được Già Thiên Ma Đế thanh âm, trong mắt nhưng là hiển lộ vẻ sát ý. Ta tên chứ cũng là ngươi có thể không ngừng kêu, Diệp Thần lạnh lùng nói. Nghe vậy, Già Thiên Ma Đế ngẩn ra, một khắc sau hiểu được, Diệp Thần cưỡng ép nhập ma thành công, nhưng là vậy không thể tránh bị ma ảnh hưởng nhận biết. Cực hạn ma, vô tình hậu thế. Mạnh mẽ và vô tình cùng tồn tại. Già Thiên Ma Đế rõ ràng nhất, nhập ma đưa đến thần trí hỗn loạn, sẽ để cho Diệp Thần địch ta không phân chia, thậm chí đánh mất lý trí, sẽ hủy diệt bất kỳ thấy người cùng vật. Dưới mắt Diệp Thần nhập ma thực lực như vậy đáng sợ, nếu như Diệp Thần đại sát tứ phương, đơn giản là coi trời bằng vung, cây bản không có người có thể ngăn trở, đến lúc đó tại chỗ tất cả mọi người đều phải chết. Mạc Huyết Minh đây là vậy nhìn ra đầu mối, không khỏi lộ ra tà cười, Diệp Thần nhập ma đánh mất lý trí, vậy liền thuyết minh hắn còn có cơ hội, không đúng Diệp Thần sẽ cùng người mình giết lẫn nhau, đến lúc đó hắn liền có thể không phí nhiều sức, ngồi thu cất chỗ. Diệp Thần, tỉnh hồn lại, ngươi tuyệt đối không thể bị ma khí hỗn loạn thần trí. Già Thiên Ma Đế rõ ràng giờ phút này tình huống nguy cơ, không khỏi mở miệng phẫn nộ quát. Ừ, Diệp Thần nhìn Già Thiên Ma Đế, trong mắt lóe lên lau một cái trong sạch, nhất thời biết thời khắc này tình trạng. Mà ở một giây kế tiếp, Diệp Thần trong mắt nhưng bộc phát ra đậm đà cực kỳ sát ý, nếu như người bình thường thấy cái này ánh mắt, thậm chí sẽ bị sống hù chết. Thấy Diệp Thần ánh mắt này, Già Thiên Ma Đế sắc mặt không khỏi biến đổi, mà một bên Mạc Huyết Minh nhưng nội tâm mừng rỡ, nếu như không phải là sợ làm cho Diệp Thần chú ý, đến lúc đó trêu chọc Diệp Thần đối với hắn ra tay, Mạc Huyết Minh cũng muốn vỗ tay khen hay. Chính là tiểu bối, nhiều lần không ngừng kêu ta lớn tên, tự tìm cái chết. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, sau lưng ma khí cổn đáng, giống như có một nơi ma giới ở Diệp Thần sau lưng hồi phục vậy. Tâm niệm vừa động, ma khí liền mãnh liệt ra, hội tụ thành ma khí trường đao chém thẳng Già Thiên Ma Đế. Ngay tại lúc này, mới vừa bị Diệp Thần một chưởng thiếu chút nữa sống đánh chết chiến hồn, giờ phút này nhưng là lại lần nữa vào tới, giữa trời đất vô tận sát khí oán khí trào hướng hắn thân thể, thương thế ở trong phút chốc khôi phục. Chiến hồn thực lực vốn là đáng sợ, cái này khôi phục thân thể năng lực lại là nghịch thiên, thật là vô địch, chỉ cần không bị ngay tức thì chết bất đắc kỳ tử, chiến hồn thân ở cái này phiến cổ chiến trường liền không thể nào chết. Mà Diệp Thần nhập ma sau lực lượng liền có thể trực tiếp giết chết chiến hồn, nguyên bản chiến hồn hẳn chạy trốn, nhưng đối với Diệp Thần hận ý đã để cho hắn hoàn toàn bị lạc, tựa như cùng giờ phút này nhập ma Diệp Thần vậy. Cho ta đi chết, chiến hồn ở phía sau gầm thét tới. Ngút trời hung uy cuộn sạch, giờ khắc này hắn lại hóa thành một tôn 8 đầu 16 cánh tay chiến thần, lực lượng cuồng bạo để cho thiên địa làm biến sắc. Tự tìm cái chết, Diệp Thần nguyên bản sẽ đối Già Thiên Ma Đế thống hạ sát thủ, nhưng mà giờ phút này chiến hồn uy hiếp lớn hơn, để cho Diệp Thần bỗng nhiên đổi lại thế công. Cho ta chấn giết, Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, ma khí trường đao bỗng nhiên chém về phía chiến hồn, ma đao giống như muốn hủy diệt thế giới vậy. Toàn bộ cổ chiến trường thậm chí đều bị cái này ma đao cuồng bạo ma uy nơi dung chuyển. Suy, ma khí trường đao ngay lập tức tới, mà giờ khắc này chiến hồn vậy một quyền công tới, ma khí trường đao trực tiếp chém nhập chiến hồn thân thể, nhưng là chiến hồn cũng đã hoàn toàn điên cuồng, căn bản không tránh, ngược lại hơn nữa liều mạng hướng Diệp Thần công tới. 8 đầu 16 cánh tay, mỗi một cái đầu cũng khạc ra một đạo quỷ dị thần mang, mà mỗi một cánh tay cũng quơ bất đồng binh khí. Thì triển ra các loại cuồng bạo công kích. Thần mang phối hợp binh khí, khí thế đáng sợ giống như thiên quân vạn mã ở gặp lại vậy, trên bầu trời thậm chí ngưng tụ ra một bộ cổ đại chiến trường tranh đấu lúc hình ảnh, vô cùng vô tận sinh linh ở hình ảnh này bên trong chém giết, một chiêu này thật là vô địch. Chính là đáng sợ như vậy nhất kích, trực diện chiến hồn Diệp Thần giờ phút này nhưng lộ ra nụ cười khinh thường, hắn ma khí dày đặc mặt mũi bên trong tràn đầy không che giấu chút nào điên cuồng. Chính là như vậy mới phải chơi. Diệp Thần cười lớn, sau lưng đầy trời ma khí chấn động, Diệp Thần một quyền đánh ra, sau lưng ma khí lại theo hắn thân thể, kèm thêm cánh tay, kéo dài tới quả đấm, hội tụ thành một viên cực kỳ kinh khủng thiết quyền. Cái này thiết quyền bên trên, có vô số sinh linh thanh âm kêu rên vang lên, thậm chí có từng cái thế giới ở sinh diệt, một quyền này giống như diệt thế vậy, hung hăng cùng chiến hồn đụng vào nhau. Rắc rắc. Trên bầu trời một tiếng sấm rơi xuống, chiến hồn thế công dẫn động cổ chiến trường hình ảnh bỗng nhiên văng tung tóe, vô cùng mưa máu từ trên bầu trời rơi xuống,
phảng phất là trời ở là một màn này mà khóc tỉ tê. Mà Diệp Thần Quyền thì đem chiến hồn thi triển hết thảy thần mang công kích toàn bộ nghiền nát, giống như nghiền ép hết thảy bánh răng xe vậy, hết thảy chấn giết, tiếp theo một quyền đánh vào chiến hồn trên thân hình. Vì vậy đồng thời, ma khí trường đao vậy hoàn toàn chặt đứt chiến hồn thân thể, trực tiếp đem hắn hóa thành hai nửa, đi đôi với Diệp Thần một quyền này. Chiến hồn hoàn toàn nổ tung, vô số sát khí oán niệm bị chấn bể hóa thành khói xanh, càng nhiều hơn thì văng tứ tán. Một quyền này, trực tiếp đem chiến hồn miễn cưỡng đánh bể, hoàn toàn xóa bỏ, một màn đáng sợ này để cho giả thiên ma đế đều cảm thấy mí mắt không ngừng nhảy. Một bên Mạc Huyết Minh giờ phút này vậy sắc mặt ngưng trọng, nhập ma Diệp Thần chân thực đáng sợ. Nếu như Diệp Thần có thể khống chế nhập ma, vậy tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Mà vào lúc này, chiến hồn rơi xuống mặt đất, từng đạo tới tinh trí thuần sát khí oán khí tràn ra ra. Nhận ra được cái này lau một cái hơi thở, Diệp Thần trong lòng giật mình, nhìn về phía chiến hồn vùng đất vẫn lạc, chỉ gặp một đạo giống như trong suốt vậy hình người thủy tinh từ không trung chậm rãi rơi xuống. Đây là chiến hồn kết tinh, cũng là chiến hồn bổn nguyên nhất tồn tại, hôm nay chiến hồn ý niệm bị Diệp Thần đánh giết, cái này căn nguyên thân thể liền hiện ra. Chiến hồn kết tinh là vật vô chủ, ai có thể được ai liền có thể ung dung luyện hóa, đến lúc đó thực lực ắt sẽ đột nhiên tăng mạnh, đây là vô thượng đại cơ duyên. Thấy chiến hồn kết tinh, Già Thiên Ma Đế cũng là hơi biến sắc mặt, hắn giờ phút này có chút lo lắng một bên nhìn chằm chằm Mạc Huyết Minh. Bởi vì chiến hồn kết tinh mặc dù là vật vô chủ, ai cũng có thể cùng luyện hóa, nhưng luyện hóa nhưng cần thời gian, Diệp Thần không thể tại chỗ lập tức luyện hóa, liền cho Mạc Huyết Minh thừa cơ lợi dụng. Đúng như dự đoán, Mạc Huyết Minh giờ phút này mắt lộ ra vẻ tham lam, hắn hết sức muốn có được chiến hồn kết tinh, đây cũng là hắn cái này phân thân đến chỗ này mà đến mục đích, đạt được chiến hồn kết tinh, Mạc Huyết Minh thương thế liền có thể hoàn toàn khôi phục. Ta nhất định phải bắt được. Mạc Huyết Minh trong mắt lóe lên một màn điên cuồng, một khắc sau bỗng nhiên ra tay, nhưng là lại không có hướng Diệp Thần ra tay, lại trực công Giả Thiên Ma Đế. Diệp Thần, giết chết cái này, đến lúc đó chiến hồn kết tinh ngươi lấy đi, ta không muốn. Mạc Huyết Minh phẫn nộ quát. Mạc Huyết Minh tâm tư hết sức âm hiểm, hắn rõ ràng Diệp Thần giờ phút này thần trí hỗn loạn, dù là người mình vậy sẽ không chút do dự động thủ, vì vậy liền cố ý dẫn dắt Diệp Thần công kích Giả Thiên Ma Đế. Đến khi Diệp Thần giết chết Già Thiên Ma Đế sau đó, hắn chẳng những lên trợ lực, nhập ma lực lượng chỉ sợ cũng phải tiêu hao lương nhiều, đến lúc đó hắn liền lại bùng nổ giết chết Diệp Thần, chiến hồn kết tinh chính là hắn. Còn như Tiểu Bạch và U Oanh Quỷ Dữ các người, Mạc Huyết Minh thì căn bản không có coi ra gì, trước mắt có thể cùng hắn chống lại chỉ có Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế. Mà Diệp Thần nghe được Mạc Huyết Minh mà nói, nhưng là đem tầm mắt từ chiến hồn kết tinh trên thu hồi. Tràn đầy điên cuồng ánh mắt nhìn về phía Già Thiên Ma Đế, lại không chút do dự đáp ứng. Được a, chỉ mong ngươi nói chuyện giữ lời. Nếu không ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Diệp Thần nghiêm túc quát một tiếng, giống vậy bạo khởi đối với Già Thiên Ma Đế ra tay. Diệp Thần động một cái, sau lưng vô cùng ma khí liền cuộn sạch ra, hóa thành vô số gai nhọn, giống như mưa xối xả vậy thẳng xông lên Già Thiên Ma Đế. Cảm nhận được Diệp Thần một kích này. Già Thiên Ma Đế thất kinh, đang phải liều mạng, trong đầu nhưng vang lên Diệp Thần thanh âm. Ma Đế tiền bối, phối hợp ta. Nghe được Diệp Thần lời này, Già Thiên Ma Đế trong mắt ánh sáng chớp động, trong nháy mắt hắn liền làm ra quyết đoán, lộ ra thốt nhiên giận dữ diễn cảm. Ta tới giúp ngươi, ngươi lại muốn giết ta, hôm nay ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ sống mệnh. Già Thiên Ma Đế bạo giết ra, tay hắn cầm lục tiên kiếm. Mặc dù hắn không cách nào hoàn toàn nắm trong tay lục tiên kiếm cái này cầm nhỏ nguyên binh, nhưng là đã có khá nhiều cảm ngộ, hơn nữa lục tiên kiếm cùng hắn khá là phù hợp, Già Thiên Ma Đế đã có thể bộc phát ra lục tiên kiếm một phần triệu uy năng. Lục tiên phá thiên trảm, Già Thiên Ma Đế nổi giận gầm lên một tiếng, lục tiên kiếm sắc bén lớn thả, giống như một đạo rét lạnh loan nguyệt vậy thẳng xông lên Diệp Thần. Đối với Già Thiên Ma Đế phát ra một kích chí mạng Mạc Huyết Minh thấy một màn này. Không khỏi hưng phấn như điên, hắn chỉ bất quá xúi dục một tí, Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế lại thật chiến tới một chỗ, đây đối với hắn mà nói nhưng mà một chuyện tốt. Ha ha ha, Diệp Thần, coi như ngươi nhập ma thực lực mạnh mẽ thì như thế nào, nhập ma có thể để cho ngươi sinh, cũng có thể để cho ngươi chết, thần trí hỗn loạn, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Huyết Minh trong lòng đắc ý vạn phần,
Huyền Vũ Diều khai thiên lực lượng lại là tăng cường mấy phần, cùng Diệp Thần một trước một sau hung hăng công hướng Giả Thiên Ma Đế. Ngay tại Diệp Thần cùng Mạc Huyết Minh giáp công Giả Thiên Ma Đế đem muốn thành công lúc đó, Diệp Thần vô cùng ma khí gai nhọn lại đột nhiên đi vòng Giả Thiên Ma Đế, hung hăng đâm về phía Mạc Huyết Minh. Mà Giả Thiên Ma Đế vậy vào thời khắc này bỗng nhiên xoay người lại, Lục Tiên kiếm nhắm ngay Mạc Huyết Minh quay đầu chém xuống, "Mạc Huyết Minh, ngươi trúng kế." Chiến trường thế cục ngay lập tức vạn biến, Mạc Huyết Minh căn bản không nghĩ tới như vậy tình huống, vô tận ma khí gai nhọn và Giả Thiên Ma Đế Lục Tiên kiếm đồng thời công tới, đáng sợ uy thế thật là để cho người gan mật sắp nứt, cho dù là Mạc Huyết Minh vậy cảm thấy kinh hãi vạn phần. Trước mắt công kích dẫn động thiên địa biến ảo, đơn giản là vô địch. Mạc Huyết Minh muốn né tránh cũng đã không kịp, tên đã lắp vào cung không phát không được, chỉ có thể chống cự rốt cuộc. Mạc Huyết Minh trong lòng không cam lòng gầm thét, không nghĩ tới mình lại bị Diệp Thần và Giả Thiên Ma Đế diễn xuất lửa gạt, trong lòng tức giận muốn chết, ngay tức thì bùng nổ toàn bộ lực lượng. Các ngươi lại dám lừa dối ta, đi chết đi cho ta. Mạc Huyết Minh nổi giận gầm lên một tiếng, đậm đà tu la chi khí lại ngưng tụ đến Huyền Vũ Diều khai thiên bên trên. Lại cùng Huyền Vũ Diều khai thiên dung hợp một chỗ, hóa thành một chuôi kim quang sáng chói tu la chiến đao. Tu la chiến đao khí thế khoáng đạt, sáng mở muôn vàn, giống như thần vật nhưng có mang vô tận tu la hơi thở, vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó, Mạc Huyết Minh đỉnh đầu tu la một sừng lại vậy bộc phát ra đáng sợ lực lượng, một đạo huyết quang bắn thẳng đến tu la chiến đao, để cho kim quang sáng chói chiến đao nhiều hơn lau một cái màu máu, hơn nữa quỷ dị. Thời khắc này tu la chiến đao, cho dù là Diệp Thần đều cảm thấy rợn cả tóc gáy, phảng phất là vô tận giết hại ngưng tụ mà thành đoạt mệnh tồn tại, bị tu la chiến đao giết chết sợ rằng phải thần hồn câu diệt. Tu la minh thần chém, Mạc Huyết Minh lại lần nữa gầm thét, tu la chiến đao ầm ầm chém xuống, trong chốc lát Diệp Thần ma khí gai nhọn còn chưa kịp đến gần Mạc Huyết Minh, liền bị đáng sợ đao khí kích động ầm ầm nổ tung. Tu la minh thần chém, thật là vô địch. Khí thế đem Diệp Thần và Giả Thiên Ma Đế đồng thời đè xuống, giống như là thế gian cường đại nhất thuật pháp vậy, thậm chí Diệp Thần từ nơi này một trên đao nhận ra được một chút nguyên hơi thở. Ban đầu Mạc Huyết Minh đối chiến Hiên Viên Mạc Tà lúc liền thi triển qua cái này một đao, Diệp Thần đã rõ ràng Mạc Huyết Minh cái này một đao cực kỳ đáng sợ, nhưng là giờ phút này gặp phải mới chân chân thiết thiết cảm giác được Tu La Minh Thần chém vô địch uy thế. Đối mặt cái này một đao, Diệp Thần và Giả Thiên Ma Đế sắc mặt vậy hoàn toàn ngưng trọng, bọn họ thừa dịp Mạc Huyết Minh chưa chuẩn bị bạo khởi công kích, không nghĩ tới Mạc Huyết Minh lại vẫn có thể làm ra đáng sợ như vậy chống cự. Cũng may Mạc Huyết Minh chân thực vội vàng, cho dù là thi triển ra Tu La Minh Thần chém cũng không có đạt trạng thái hoàn mỹ nhất, cái này thì cho Diệp Thần hai người máy sẽ. Diệp Thần, hợp lực nhất kích, đem người ma khí toàn bộ cho mượn ta. Giả Thiên Ma Đế giận quát một tiếng. Nghe vậy, Diệp Thần không chút do dự nào, sau lưng đầy trời ma khí nhất thời tràn vào Giả Thiên Ma Đế trong cơ thể. Mà có những thứ này ma khí tương trợ, Giả Thiên Ma Đế khí thế lại lần nữa bạo tăng, cao nhất ma uy bao phủ toàn bộ cổ chiến trường, liền Mạc Huyết Minh cũng cảm giác mình tựa như bị một cái không thể địch nổi bóng mờ bao phủ. Lục Tiên kiếm, cho ta chấn giết. Giả Thiên Ma Đế lực lượng bạo tăng, vô cùng ma khí để cho hắn đối với Lục Tiên kiếm nắm trong tay càng thâm hậu hơn. Giờ phút này một kiếm chém ra, mưa gió liệt biến. Oanh, toàn bộ cổ chiến trường không gian thậm chí đều bị Giả Thiên Ma Đế một kiếm này đâm rách, trong nháy mắt cùng Mạc Huyết Minh Tu La Minh Thần chém đụng vào nhau. Người tung không dậy nổi sóng gió. Diệp Thần gầm thét giờ phút này vậy vang lên, bầu trời bên trong bỗng nhiên hiện lên một viên cực kỳ kinh khủng ác ma mắt. Đây là hồi lâu không có xuất hiện ác ma mắt. Tựa như vào giờ khắc này. Diệp Thần trở lại và Ma Đế sóng vai tác chiến thời điểm. Ác ma mắt nhìn chăm chú dưới, toàn bộ cổ chiến trường đều biến thành một phiến ma vực, ngay sau đó một đạo kinh thế ma quang bỗng nhiên bắn ra, trực kích Mạc Huyết Minh. Rắc rắc, từng đạo tiếng vỡ vụn vang lên, bọc ở Huyền Vũ Diều khai thiên lên tu la chi bốc hơi làm vô số mảnh vỡ rụng, nội bộ Huyền Vũ Diều khai thiên đều thần sắc ảm đạm. Mà Mạc Huyết Minh giờ phút này si ngốc nhìn Diệp Thần và Giả Thiên Ma Đế. Hắn mặc dù chặn lại Lục Tiên kiếm, lúc ấy kinh thế kiếm khí nhưng xuyên thấu qua Huyền Vũ Diều khai thiên, trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể, đem hắn toàn thân hoàn toàn chấn vỡ. Đồng thời Diệp Thần thi triển ác ma mắt, bắn ra kinh thế ma quang vậy từ Mạc Huyết Minh đỉnh đầu đâm vào, đem Mạc Huyết Minh trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng toàn bộ mất đi hầu như không còn, Mạc Huyết Minh cái này phân thân đã là một người chết.
Mạc Huyết Minh sở dĩ còn có thể đứng ở chỗ này, bất quá là một cổ tín niệm chống đỡ, hiện tại chỉ cần Diệp Thần khoát khoát tay, cũng có thể làm cho Mạc Huyết Minh ngay tức thì tiêu tán. Diệp Thần, muốn giết ngươi, thật là quá khó khăn. Mạc Huyết Minh nhìn Diệp Thần dẫu có không cam lòng, giờ phút này cũng không lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể cảm khái một tiếng. Luân hồi chi chủ, quả nhiên khí vận ngút trời. Mạc Huyết Minh dứt lời, thân thể liền trên không trung dần dần tiêu tán, chỉ là ở hắn bên trong thân thể lại diễn sinh ra một cái không gian lối đi. Cái này không gian lối đi vị trí quá mịt mờ, Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế cũng không có phát hiện, cùng bọn họ phát giác thời điểm, ánh sáng ảm đạm Huyền Vũ Diều Khai Thiên đã tiến vào không gian lối đi bên trong. Đáng chết, Già Thiên Ma Đế không nhịn được tức giận mắng một tiếng, lối đi này hiển nhiên là đi thông minh điện. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị đoạt lấy cái này kiện 33 thiên hồng mông chí bảo, hôm nay cái này dự định nhưng rơi vào khoảng không. Cái này Huyền Vũ Diều Khai Thiên mất liền mất, trọng yếu chính là Mạc Huyết Minh biết chúng ta thân phận. Diệp Thần ngưng trọng thanh âm truyền tới. Nghe vậy, Già Thiên Ma Đế không khỏi kinh hãi nhìn về phía Diệp Thần, vậy tiếp theo nên làm cái gì? Chờ, Diệp Thần khá là không biết làm sao. Cái này Mạc Huyết Minh, phải đem hắn hoàn toàn xóa bỏ. Già Thiên Ma Đế trên mình bộc phát ra vô cùng mãnh liệt sát ý. Ừ, Diệp Thần nghe vậy từ chối cho ý kiến, hắn cùng Già Thiên Ma Đế ý tưởng nhất trí, giờ phút này Mạc Huyết Minh đã bị hắn coi là tai họa ngầm lớn nhất, đứng mũi chịu sào phải giải quyết kẻ địch. Bất quá, người lúc nào thần trí thanh tỉnh, từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Già Thiên Ma Đế nhưng là tò mò nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần rõ ràng cưỡng ép nhập ma, đưa đến thần trí hỗn loạn. Làm sao đột nhiên thanh tỉnh, nếu như không phải là như vậy, hắn nếu như bị Diệp Thần và Mạc Huyết Minh liên thủ bị thương nặng, đến lúc đó Diệp Thần hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, thật ra thì ta đã sớm thanh tỉnh, ở ngươi để cho ta lúc thanh tỉnh lại, ta ý thức liền trở về, chính là ma khí, làm sao có thể thật ảnh hưởng ta? Diệp Thần ngạo nghễ nói. Nghe vậy Già Thiên Ma Đế không khỏi khen ngợi, cho dù là hắn hấp thu như thế nhiều ma khí sợ rằng đều phải ý thức hỗn loạn. Nhưng Diệp Thần lại có thể ngăn cản, đơn giản là vô địch. Trong lúc nói chuyện, Già Thiên Ma Đế nhìn về phía chiến hồn kết tinh, nhưng bỗng nhiên phát hiện chiến hồn kết tinh không thấy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Phốc, ngay tại lúc này, Già Thiên Ma Đế sau lưng nhưng là truyền ra Diệp Thần hộc máu thanh âm, nghe được động tĩnh Già Thiên Ma Đế lập tức trở về qua đầu, nhất thời sắc mặt ngưng trọng. Diệp Thần cả người văng tung tóe, vô số ma khí từ hắn thân thể trong vết thương chui ra. Lén lút đến cổ chiến trường tất cả cái địa phương. Diệp Thần cưỡng ép nhập ma, hấp thu nhiều như vậy ma khí, đã vượt qua hắn có thể nắm trong tay hạn độ. Giờ phút này Già Thiên Ma Đế nhìn kỹ dưới, thấy Diệp Thần ngũ tạng lục phủ đều bị ma khí ăn mòn suy bại. Diệp Thần, người không sao chứ? Già Thiên Ma Đế không khỏi khẩn trương, chiến hồn và Mạc Huyết Minh đều chết hết, lúc này Diệp Thần nếu là xảy ra chuyện liền quá tệ. Không sao, Diệp Thần miễn cưỡng khạc ra hai chữ. Tiếp theo liền lại là một búng máu phun ra. Chiến hồn kết tinh, mau đưa chiến hồn kết tinh tìm được, chỉ có luyện hóa chiến hồn kết tinh mới có thể làm cho Diệp Thần thương thế hết bệnh. Già Thiên Ma Đế đỡ một cái Diệp Thần, đồng thời nhìn về phía Tiểu Bạch và U Oanh Quỷ Dữ các người vội vàng quát lên. Tiểu Bạch các người thấy Diệp Thần thảm trạng liền lo lắng không thôi, giờ phút này nghe được Già Thiên Ma Đế mà nói, mới phát hiện chiến hồn kết tinh lại biến mất không thấy, sắc mặt không khỏi đại biến. Chiến hồn là Diệp Thần bỏ ra giá thật lớn mới chém giết, mà chiến hồn kết tinh lại là giờ phút này duy nhất có thể trợ giúp Diệp Thần khôi phục thương thế đồ, nhưng mà lại biến mất không thấy, đây có thể như thế nào cho phải. Ta vừa vặn xem chú ý tới, chiến hồn kết tinh đi bên kia đi. Tiểu Bạch nghĩ đến mới vừa chợt lóe lên ảo ảnh, bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng bầu trời xa xăm, nghe vậy, U Oanh Quỷ Dữ lập tức lao ra, Tiểu Bạch và Diệp Lăng Thiên vậy vội vàng đuổi theo. Nơi này đồng thời, Minh Điện bên trong, Mạc Huyết Minh sắc mặt tái nhợt ngồi xếp bằng ở trong đại điện, đột nhiên không gian lối đi hiện lên, ánh sáng ảm đạm Huyền Vũ Diều Khai Thiên từ trong lối đi rớt xuống. Hừ, Mạc Huyết Minh một cái tiếp lấy Huyền Vũ Diều Khai Thiên, chỉ là thấy Huyền Vũ Diều Khai Thiên trong nháy mắt, hắn liền biết chuyện đi qua. Ngay vừa mới rồi, Mạc Huyết Minh tu dưỡng lúc liền cảm thấy cắn trả truyền tới, thiếu chút nữa để cho hắn tẩu hỏa nhập ma, hắn liền biết mình phân thân bị giết. Giờ phút này từ Huyền Vũ Diều Khai Thiên trên vậy dò ngó thấy phát sinh hết thảy. Ma Đế, Diệp Thần, các ngươi hai tên, xấu xa ta chuyện tốt, ta phải giết các ngươi.
Mạc Huyết Minh gầm thét ở Minh Điện bên trong không ngừng truyền, thật lâu chưa từng tiêu tán. Cổ chiến trường, mây đen lơ lửng ở trên trời, huyết khí ở bốn phía tràn ngập, Tiểu Bạch và Diệp Lăng Thiên theo đuôi U Oanh Quỷ Dữ chạy tới chiến trường chỗ sâu, trước mắt là một nơi đen nhánh vô cùng vực sâu. Chiến hồn kết tinh liền ở phía dưới, ta có thể cảm nhận được nó hơi thở. Tiểu Bạch chăm chú nhìn vực sâu mở miệng nói. Vực sâu bên trong, đen nhánh một phiến, vô tận sát khí cùng oán khí ở trong đó cuồn cuộn, mà giờ khắc này Già Thiên Ma Đế vậy mang Diệp Thần tới. Đây là, Già Thiên Ma Đế hơi biến sắc mặt, nơi này là sát khí và oán khí hội tụ chỗ, hết thảy oán niệm ngọn nguồn, chỗ này vực sâu sợ rằng không đơn giản. Chiến hồn kết tinh hẳn là từ nơi này dựng dục, chiến hồn mặc dù bị ta chém chết, nhưng chiến hồn kết tinh hẳn còn lưu lại một ít linh tính, tuân theo bản năng về tới đây. Diệp Thần giờ phút này yếu ớt nói. Phải nhanh lên một chút cầm chiến hồn kết tinh tìm ra, nếu không chiến hồn sắp ở trong vực sâu sống lại. Ta hiểu ý, Già Thiên Ma Đế sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái, tiếp theo đem Diệp Thần giao cho U Oanh Quỷ Dữ, sau đó không chút do dự nhảy vào vực sâu bên trong. Già Thiên Ma Đế tiến vào, làm cho cả trong vực sâu sát khí oán khí đều sôi trào, giống như bị chọc giận vậy, nơi đây không cho phép sinh linh bước vào. Oanh, đầy trời sát khí oán khí cuốn tới, Già Thiên Ma Đế người khoác trước phá quân chiến hoàng bào đột nhiên chấn động một cái, ma khí cổn đãng tới giữa, đem sát khí oán khí toàn bộ tránh. Đi ra cho ta, Già Thiên Ma Đế khí thế bùng nổ, thật là vô địch, ma khí mãnh liệt ra, giống như một đạo diệt thế thần quang vậy đâm vào vực sâu bên trong, ở sát khí oán khí bên trong mở ra ra một con đường. Già Thiên Ma Đế không chút do dự theo con đường lao xuống, vô tận hắc ám bên trong, Già Thiên Ma Đế cặp mắt sáng lên thần mang, thấy rõ hết thảy trước mắt. Vực sâu hai bên, từng tờ một do sát khí oán khí tạo thành dữ tợn gương mặt ở hướng về phía Già Thiên Ma Đế gầm thét, bọn họ trong miệng vừa nói líu díu không rõ lời nói, nhưng có để cho nhân thần trí bị lạc năng lực. Tất cả im miệng cho ta, Già Thiên Ma Đế giận quát một tiếng, bá đạo vô cùng, cuồng bạo ma khí trực tiếp đem những thứ này gương mặt tất cả đều đánh tan. Lúc này, Già Thiên Ma Đế vậy đi tới vực sâu phần đáy, chỉ gặp một lần thạch đài cao vút ở vực sâu trình độ vị trí trung ương, ở trên thạch đài chiến hồn kết tinh chậm rãi hiện lên, vô tận sát khí oán khí chậm rãi tràn vào chiến hồn kết tinh bên trong. Một đạo hư ảo thân thể ở kết tinh bề ngoài hiện lên, dần dần ngưng tụ. Thấy một màn này, Già Thiên Ma Đế cặp mắt đông lại một cái, chiến hồn lập tức phải sống lại, khá tốt hắn tốc độ khá nhanh. Không muốn vọng tưởng, nếu đã chết, liền thành thật một chút. Già Thiên Ma Đế lục tiên kiếm rời tay ra, hóa thành một đạo lưu quang, vô số ma khí đi theo lục tiên kiếm, lại hóa thành một đạo phiêu hồng. Lục tiên kiếm đâm vào hư ảo thân thể bên trên, vô số đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, giống như ác quỷ kêu khóc, nghe vô cùng lạnh người. Thậm chí liền Già Thiên Ma Đế ý thức đều ở đây trong nháy mắt hỗn loạn. Bất quá một khắc sau, hư ảo thân thể đột nhiên nổ tung, chiến hồn kết tinh rơi xuống ở trên thạch đài, Già Thiên Ma Đế khôi phục trong sạch, bắt lại chiến hồn kết tinh, lục tiên kiếm vậy bay trở về treo ở sau lưng hắn. Ông, chiến hồn kết tinh bị Già Thiên Ma Đế bắt vào tay, tựa hồ chọc giận tới vực sâu, vô tận sát khí oán khí mà lại ở giờ phút này hội tụ. Già Thiên Ma Đế dùng ma khí đánh ra lối đi cực nhanh thu nhỏ lại. Ngoại giới, Diệp Thần thấy một màn này, không khỏi sắc mặt ngưng trọng, vực sâu hiển nhiên tồn tại nhất định ý thức, Già Thiên Ma Đế tiến vào trong vực sâu cướp lấy chiến hồn kết tinh, đây là bị vực sâu nơi căm ghét. Nếu như Ma Đế tiền bối bị sát khí khốn ở bên trong, vậy thì tệ hại. Diệp Thần không để ý thương thế trong cơ thể, trực tiếp thi triển Thiên Long Bát Thần Âm. Úm, bá, đâu? Đi, be be, ỏ, ô, ba. Từng cái hồng mông nốt nhạc ngay tức thì hiện lên, vững chắc ở Già Thiên Ma Đế thi triển ma khí trên lối đi, vững vàng đem sát khí oán khí ngăn trở ở bên ngoài. Phốc, Diệp Thần thương thế quá nặng, cưỡng ép thi triển Thiên Long Bát Thần Âm, để cho hắn thiếu chút nữa hôn mê tại chỗ đi qua, khá tốt Tiểu Bạch tay mau đỡ một cái liền hắn. Diệp Thần ca ca, mắt khinh khỉnh tình đều đỏ, trong hốc mắt có nước mắt rơi xuống. Mà giờ khắc này Già Thiên Ma Đế mang theo cuồng bạo ma khí, từ trong lối đi bỗng nhiên bay ra, ở hắn rời đi lối đi trong nháy mắt, sát khí oán khí vậy hoàn toàn bùng nổ, đem hắn ma khí lối đi trực tiếp nghiền nát. Oanh, vô tận sát khí oán khí từ trong lối đi lao ra, lại thẳng tắp hướng về phía Già Thiên Ma Đế tới,
muốn từ trong tay hắn đem chiến hồn kết tinh đoạt lại. Cầm kết tinh giao cho Diệp Thần, nơi đây không thể ở lâu, mau rút lui. Già Thiên Ma Đế giận quát một tiếng, sau lưng phá quân chiến hoàng bào bay lượn, lại hội tụ ma khí ở sau lưng tạo thành một mặt bình phong che chở, ngăn trở sát khí oán khí đánh vào. Đi, Già Thiên Ma Đế bàn tay vung lên, Tiểu Bạch các người cảm thấy một cổ lực lượng đem bọn họ bọc, nhất thời bị đưa hướng xa xa, cùng lúc đó chiến hồn kết tinh vậy rơi vào u oanh quỷ dữ trong tay, mà Già Thiên Ma Đế thì mang sau lưng vô tận sát khí oán khí bay về phía bên kia. Già Thiên Ma Đế trêu chọc vực sâu cừu hận, bởi vì hắn là cướp lấy chiến hồn kết tinh người, mà vực sâu bất quá có một chút hơi mỏng ý thức, giờ phút này bị cừu hận hấp dẫn, vậy không rảnh chiếu cố đến kết tinh đã đến Diệp Thần trong tay, chỉ muốn giết chết Già Thiên Ma Đế. Chủ nhân, đây là chiến hồn kết tinh, người mau mau luyện hóa, không có người trợ giúp, Ma Đế đại nhân sợ rằng không ngăn được những sát khí này. U Oanh Quỷ Dữ vội vàng đem chiến hồn kết tinh giao cho Diệp Thần. Được, Diệp Thần nhận lấy chiến hồn kết tinh, hắn thương thế vậy cho không được hắn lại trì hoãn, lập tức bắt đầu luyện hóa. Chiến hồn kết tinh trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước mặt, giờ phút này không ngừng phát ra suy suy tiếng vang, nhiều linh khí từ chiến hồn kết tinh bên trong lao ra, tràn vào Diệp Thần trong cơ thể. Mà ở luyện hóa trong quá trình, Diệp Thần thương thế cũng ở đây cực nhanh khôi phục, đảo mắt công phu cho giỏi liền hơn nửa, Diệp Thần cũng không khỏi cảm khái cái này chiến hồn kết tinh lực lượng quá tinh thuần và khổng lồ, đơn giản là vô địch. Vào thời khắc này, Diệp Thần trong đầu lại đột nhiên vang lên từng đạo ma âm, từng tờ một khuôn mặt dữ tợn ở hắn trong đầu hiện lên, lại là chết tại cổ chiến trường những người đó. Luân hồi chi chủ, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người giết ta, người cũng đừng nghĩ sống. Đi chết à, mọi người cùng nhau chết à, thế giới sau khi chết nhất là tuyệt vời, tới cùng nhau thể nghiệm. Những thứ này khuôn mặt dữ tợn dương ra miệng lớn, một bên khạc ma khí, một bên lớn tiếng giống giận. Thanh âm của bọn họ mang một cổ ma lực, để cho Diệp Thần tâm trí không yên, không kịp đề phòng dưới, Diệp Thần thương thế lại bị tăng thêm, khạc ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, Diệp Thần sắc mặt lạnh lùng, những người này bị mình và Nhâm Tiền Bối giết chết, hiện tại chết còn dám quấy phá, thật là tự tìm cái chết. Cũng cho ta chấn giết, Diệp Thần giận quát một tiếng, trong đầu vô tận kim quang hiện lên, Thiên Long Bát Thần âm ở trong đầu vang khắp, hồng mông nốt nhạc chấn giết hết thảy tà ma. Đảo mắt công phu, những thứ này khuôn mặt liền tan thành mây khói, Diệp Thần cảm giác chỉ bất quá qua một hồi, nhưng là giờ phút này nhưng phát giác chiến hồn kết tinh lại đã bị mình hoàn toàn luyện hóa, thương thế hoàn toàn không có, trong cơ thể lực lượng thậm chí bạo tăng. Rất tốt! Diệp Thần thông suốt đứng lên, vô địch khí thế bùng nổ, hắn nắm quả đấm một cái, cảm giác lực lượng giống như lao nhanh ngân hà vậy, sợ rằng phải không được bao lâu hắn là có thể lần nữa đột phá. Cái này chiến hồn kết tinh thật đúng là đồ tốt, nếu như có thể nhiều tới mấy khối là tốt. Diệp Thần liếm môi một cái. Nghe nói như vậy, U Anh Quỷ Dữ không khỏi trợn to hai mắt, như vậy khoáng đạt cổ chiến trường mới có thể ngưng tụ ra như thế một khối chiến hồn kết tinh, Diệp Thần lại vẫn muốn nhiều hơn. Hơn nữa một là một khối chiến hồn kết tinh diễn sanh ra chiến hồn liền đủ khó giải quyết, nhiều tới mấy cái sợ rằng phải bể đầu sứt chán, thậm chí bị đánh được ôm đầu trốn chui như chuột. Diệp Thần cái này bất quá cũng là đùa giỡn, thuận miệng nói thôi, liền quay đầu nhìn về phía xa xa, Già Thiên Ma Đế đang bị đầy trời sát khí oán khí đuổi giết. Ma Đế tiền bối, ta tới giúp ngươi. Sát khí này oán khí quá nhiều, ùn ùn kéo đến vậy, giống như vô cùng vô tận, Diệp Thần vội vàng xông tới. Thiên Long Bát Thần Âm, Diệp Thần giận quát một tiếng, Thiên Long Bát Thần Âm thi triển, hồng mông nốt nhạc bay ra. Nơi này đồng thời, Diệp Thần còn vung tay lên, viêm bia bay ra, cuồng bạo ánh lửa đem cổ chiến trường đen nhánh bầu trời cũng ánh chiếu thành một phiến đỏ thẫm. Suy, sát khí oán khí bị phỏng phát ra tiếng chói tai vang, không ngừng hóa thành khói xanh tiêu tán. Chỉ là sát khí và oán khí quá mức khoáng đạt, cho dù là Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế liên thủ vậy không đỡ được, bất quá chốc lát thời gian Diệp Thần đã sắc mặt trắng bệch. Mà giờ khắc này Già Thiên Ma Đế cũng biết Diệp Thần đã luyện hóa chiến hồn kết tinh, mở miệng nói, vậy vực sâu đã nổ tung, không giết ta nó thể không cam lòng nghỉ, nếu chiến hồn kết tinh ngươi đã luyện hóa, chúng ta không bằng rời đi nơi đây. Không. Nghe vậy, Diệp Thần nhưng là sắc mặt nghiêm nghị lắc đầu một cái, hắn cảm ứng được nơi đây còn có duyên tồn tại. Thậm chí ở trong sâu thẳm kêu gọi hắn, hắn không thể cứ vậy rời đi.
Già Thiên Ma Đế nhìn Diệp Thần dáng vẻ, nhất thời đoán được cái gì, cũng sẽ không nhiều lời, cùng Diệp Thần liên thủ đối kháng đầy trời sát khí. Ngay tại lúc này, cổ chiến trường bầu trời đột nhiên chấn động, sát khí oán khí giống như là gặp phải khắc tinh vậy, mà lại ở nhiếp nhiếp phát run, nhất thời buông tha đối với Già Thiên Ma Đế đuổi giết, xoay người trốn về vực sâu. Oanh! Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên, trên bầu trời nhưng hiện lên 9 bánh xe huyết nguyệt trên không, uy áp đáng sợ bao phủ thiên địa, Diệp Thần một đám thân thể đột nhiên trầm xuống, thậm chí có loại quỳ xuống đất bái phục xung động. Đây là cái gì? Già Thiên Ma Đế ánh mắt xung động, mà Diệp Thần nhưng cảm thấy một chút cảm giác quen thuộc, không khỏi hơi biến sắc mặt. Sát khí oán khí giờ phút này đã có một phần chia xông vào vực sâu bên trong, nhưng là còn dư lại phần lớn lại không có tiến vào cơ hội. Chỉ gặp trên bầu trời 9 bánh xe huyết nguyệt nhận ra được sát khí oán khí tồn tại, lại giống như là phát hiện món ăn ngon vậy, huyết nguyệt ánh sáng bao phủ xuống, đem sát khí oán khí hoàn toàn đứng yên tại chỗ. Tiếp theo làm người ta kinh hãi lực lượng đáng sợ hiện lên, đem những sát khí này oán khí toàn bộ dẫn dắt đến không trung, bị 9 bánh xe huyết nguyệt trực tiếp chiếm đoạt. Cái này, Diệp Thần trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, thảo nào những sát khí này oán khí muốn chạy trốn hồi vực sâu, xem ra máu này tháng là bọn chúng khắc tinh, lấy chúng làm thức ăn. Mà vào lúc này, Diệp Thần vậy nhận ra được, ở huyết nguyệt trên đời tựa hồ lộ ra một cổ nguyên lực lượng, cái này huyết nguyệt uy thế thật là vô địch. Diệp Thần, máu này tháng không đúng, chúng ta đi mau. Già Thiên Ma Đế ngưng trọng nhìn huyết nguyệt, cho dù là hắn vậy từ cảm nhận được hết sức nguy hiểm, không dám ở nơi này dừng lại. Không, máu này tháng không có địch ý. Diệp Thần ánh mắt thâm thúy nhìn huyết nguyệt, mở miệng cự tuyệt nói. Không có địch ý, Già Thiên Ma Đế không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần. Mà Diệp Thần nhưng là có thể cảm giác được huyết nguyệt bên trên truyền tới từng trận kêu gọi, không có địch ý, tựa hồ là có lời muốn nói với mình. Các ngươi trước ở chỗ này chờ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Thần tiếng nói rơi xuống, bỗng nhiên phi thân lên, thẳng hướng về phía huyết nguyệt đi. Thấy vậy, mọi người muốn ngăn trở cũng đã không kịp, máu này nguyệt như này đáng sợ, Diệp Thần đến gần có thể phải phát sinh nguy hiểm. Già Thiên Ma Đế không kịp chần chờ, cắn răng một cái liền giống vậy phi thân lên, muốn ngăn lại Diệp Thần, hắn lo lắng Diệp Thần là bị máu này tháng mê hoặc. Chỉ là còn không có cùng Già Thiên Ma Đế đến gần Diệp Thần đã tới huyết nguyệt phía trước, huyết nguyệt ánh sáng bao phủ ở Diệp Thần trên mình, tựa hồ ở xác nhận cái gì, một khắc sau, Diệp Thần vô căn cứ biến mất. Đi đâu, Già Thiên Ma Đế thất kinh, trực tiếp nhắc tới lục tiên kiếm đâm về phía huyết nguyệt. Vù vù, vô tận huyết nguyệt ánh sáng phóng thích, Già Thiên Ma Đế cây bản không chống đỡ nổi, trực tiếp bị đánh bay ra. Bất quá huyết nguyệt ánh sáng nhưng cũng không có đả thương Già Thiên Ma Đế ý, chẳng qua là đem hắn bước lui, nhận ra được một điểm này, Già Thiên Ma Đế sắc mặt biến ảo, đem lục tiên kiếm thu hồi sau lưng. Ma Đế tiền bối, chủ nhân hắn. U oanh quỷ dữ thấy vậy vội vàng lại gần, lo lắng hỏi. Huyết nguyệt này tựa hồ thật không có ác ý, chúng ta lại ở chỗ này đợi một chút, chú ý có người tới. Già Thiên Ma Đế ngay sau đó nói, đồng thời nhìn về phía lối vào. Thấy vậy u oanh quỷ dữ các người vậy nghiêm túc, canh gác dậy bốn phía biến hóa. Nơi này đồng thời, Diệp Thần đến gần máu tháng sau, liền cảm giác hoa mắt một cái, tiếp theo liền xuất hiện ở một nơi đỏ thẫm trong hang núi. Bên trong sơn động, trên vách tường tràn đầy vết kiếm, những thứ này vết kiếm chỉ là liếc mắt nhìn, liền để cho người cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, hàm chứa vô cùng huyền diệu ý. Nơi này là địa phương nào? Diệp Thần khẽ nhíu mày, đưa tay ra định đụng chạm vết kiếm, chỉ là còn chưa đến gần, liền cảm thấy đáng sợ dùng mình tấn công tới. Diệp Thần vội vàng thu bàn tay về, chỉ gặp lòng bàn tay lại hiện lên một dấu máu, vết thương còn đang chậm rãi khép lại. Kiếm này vết vào huyết nguyệt tựa hồ có giống nhau nguyên lực. Diệp Thần trong mắt ánh sáng chớp động. Ngay tại lúc này, một giọng nói lại đột ngột ở trong sơn động vang lên, đừng đi đụng những cái kia vết kiếm, nếu không ngươi chết thế nào cũng không biết. Nhâm tiền bối, Diệp Thần nghe được cái này thanh âm liền biết là ai, liền vội vàng chuyển người, chỉ gặp một đạo hơi có vẻ hư ảo bóng người đứng ở cách đó không xa, chính là thần bí Nhâm tiền bối. Điều này hiển nhiên chỉ là Nhâm tiền bối hư ảnh. Nhưng hư ảnh tản ra khí thế nhưng giống vậy cho người cao thâm khó lường, căn bản không cách nào đoán cảm giác. Nhâm tiền bối hư ảnh quét Diệp Thần một mắt, dửng dưng mở miệng nói, ta một mực chờ ngươi.
một mực chờ ta. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Nhâm Phi Phàm, đây là ý gì, chẳng lẽ ở ban đầu trận chiến này kết thúc sau đó, Nhâm Phi Phàm liền biết mình sẽ đến. Đây rốt cuộc là ý gì? Diệp Thần không nhịn được mở miệng hỏi nói, chỗ này cổ chiến trường rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thượng cổ rốt cuộc có cái gì bí mật cay đắng, ta tại sao? Diệp Thần lời còn chưa nói hết, liền thấy hư ảnh vung tay lên, một cổ lực lượng ngăn chặn hắn thanh âm, để cho hắn không nói ra lời. Ngươi không nên hỏi, ta sẽ không nói cho ngươi biết, cái này hết thảy đều phải chính ngươi đi thăm dò. Nếu như ta quá sớm tiết lộ, phần này thiên cơ sẽ ảnh hưởng ngươi đạo tâm. Nhâm Tiền Bối hư ảnh ánh mắt thâm thúy, tựa hồ xuyên thấu qua sơn động này nhìn về phía không biết thương khung. Bất quá, ngươi theo ta tới. Cùng lúc đó, Linh Võ Đại Lục, Ngọc Kiếm Tông. Một tòa cắm vô số trường kiếm kiếm các bên trong. Chỗ tòa này kiếm các nhiều năm trước chính là Ngọc Kiếm Tông luyện kiếm chi địa. Mà Chu Nhã đang bị Vương Cửu Húc các người mang về sau đó, thời gian đầu tiên an bài ở nơi này. Vì giữ Chu Nhã huyết mạch tinh khiết, thậm chí không cho phép người bất kỳ không kinh cho phép bước vào. Kiếm các bởi vì hàng năm đúc kiếm, nhiệt độ cực cao. Vậy đệ tử đều không cách nào ở chỗ này lâu ngây ngô. Chỉ có một ít đúc kiếm sư có thể miễn cưỡng ở chỗ này đợi một hồi. Cái này cũng đưa đến kiếm các hội tụ cực kỳ nồng đậm sát khí. Chu Nhã ở Hoa Hạ thực lực mặc dù không yếu, nhưng đi tới nơi này Linh Võ Đại Lục, tự nhiên không địch lại cái này nồng đậm sát khí. Thời khắc này nàng, sắc mặt có chút trắng bệch, thậm chí cực kỳ yếu ớt, nhìn như có chút chật vật. Thông thường mà nói, thời gian dài ở kiếm các bên trong, Chu Nhã lại là như vậy tu vi. Mấy giờ liền sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là giờ phút này, Chu Nhã lại kiên trì thời gian lâu như vậy. Nàng ánh mắt như cũ kiên định, phảng phất có một đạo chống đỡ nàng đi xuống quang. Nàng phải sống sót. Nàng tới Linh Võ Đại Lục chính là vì thấy Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh, nàng yếu ớt bên trong, kêu lên từng đạo tên chữ. Ngay tại lúc này, cửa mở ra. Vương Cửu Húc, Chu Chấn Tân, Khương Lập Xuân, Liễu Mỹ Hàm bốn người đứng ở cửa, nhìn co rúm trên đất Chu Nhã, có chút khiếp sợ. Con bé này lại có thể còn chưa chết. Mấy ngày nay, chúng ta Ngọc Kiếm Tông chủ kiếm mấu chốt nhất khâu nhưng mà huyết tế người sống chết thay nhau để gặp. Nàng nếu không chết, chúng ta đúc kiếm liền khó mà tiến hành tiếp. Vương Cửu Húc vốn định tiến lên xem Chu Nhã tình huống, nhưng nồng đậm sát khí và cực độ nhiệt độ cao vẫn là như cuồng phong bạo vũ vậy tấn công tới. Hắn lui về sau một bước, dùng một loại cấp trên giọng nói, Chu Nhã, ta xin khuyên ngươi không phải kiên trì. Ngươi càng kiên trì, lại càng bị hành hạ. Hướng ngươi cái loại này từ thấp võ thế giới đi lên con kiến hôi, có thể là chúng ta Ngọc Kiếm Tông dâng hiến, đây cũng là ngươi vinh dự mới đúng. Nhưng mà, Chu Nhã hoàn toàn không có để ý mọi người lời nói, nàng vậy có chút trắng bệch môi như cũ lẩm bẩm mấy chữ. Diệp Tiên Sinh, Vương Cửu Húc khẽ nhíu mày, cũng cái này giờ phút quan trọng, chẳng lẽ chính là cái này cái gọi là Diệp Tiên Sinh chống đỡ nàng còn sống. Hết thảy kỳ tích cũng đến từ người này. Lá, cái họ này để cho Vương Cửu Húc có chút bất an. Hắn thậm chí có một cái chớp mắt như vậy gian cảm thấy cái này Chu Nhã thật cùng Phục Ma Điện Điện chủ Diệp Thần có chút sâu xa. Bất quá rất nhanh, hắn nghi ngờ liền bỏ đi. Căn bản không có thể. Một bên Liễu Mỹ Hàm hai tay ôm ngực, khá là khịt mũi coi thường nói, cái loại này tiện nhân chỉ sợ sẽ là muốn hơn hít thở mấy cái không khí mới mẻ. Nàng trong miệng Diệp Tiên Sinh, đoán chừng là nàng người đàn ông. Như vậy rác dưới tu vi. Hắn người đàn ông phỏng đoán cũng không là món hàng gì sắc. Vương Sư Huynh, nếu như nàng còn như vậy, chúng ta không bằng trực tiếp đem nàng mang ra ngoài, rút ra nát vụn mặt nàng. Liễu Mỹ Hàm ghen tị Chu Nhã dung nhan. Mặt xinh đẹp chứng, giờ khắc này, là chí mạng. Vương Cửu Húc do dự mấy giây, mở miệng nói, các chú kiếm trưởng lão nói qua, bất kỳ sự việc cũng muốn theo đuổi ngày tốt, ngày hôm nay không thích hợp động thủ. Lại chờ mấy ngày. Nếu như nàng vẫn là như vậy nửa chết nửa sống, chúng ta tự nhiên có biện pháp xử lý. Liễu Mỹ Hàm mặc dù không duyệt, nhưng cũng chỉ có thể phụ họa nói, vẫn là sư huynh nói có lý. Rất nhanh, đám người rời đi. Kiếm các cửa hoàn toàn đóng lại. Cả thế giới tựa như lâm vào hắc ám. Chu Nhã vẫn ở chỗ cũ lẩm bẩm ba chữ kia. Qua không biết bao lâu, vậy cánh cửa lần nữa mở ra. Một cái ghim đuôi sam,
ăn mặc Ngọc Kiếm Tông tạp dịch quần áo cô gái đi lặng lẽ liền đi vào. Nàng vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, khá là chú ý, xác định không có ai phát hiện nàng, lúc này mới đóng cửa lại. Nồng đậm sát khí cuốn tới, cô gái sắc mặt trắng bệch, thậm chí khóe miệng có chút tia máu. Hiển nhiên cũng là trả giá giá cực lớn. Nàng chịu đựng sát khí và nhiệt độ cao ăn mòn, đi tới Chu Nhã bên người, sau đó lấy ra một cái bình tử, khá là thận trọng mở nắp ra, đưa tới Chu Nhã bên mép, nhẹ giọng nói, ta lại tới, tỷ tỷ, uống nhanh, linh dịch này là ta từ đan phòng trộm được. Làm linh dịch lưu vào trong miệng, Chu Nhã cầu sinh vậy bản năng bắt được bình, một cổ não nhị uống vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 170.